Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Càn thật lâu, dẫn xuất một viên thần dương huyết phong ấn từ trong thông thiên tháp, nhưng lúc giao cho Đông Hoàng Càn, lại rét căm căm nói câu. Ngươi dám đùa ta, ta không tha cho ngươi. Đông Hoàng Càn bắt lấy thần dương huyết. Ngươi chỉ cần nhìn là được. Mặt mũi Khương Phàm tràn đầy hồ nghi. Ngươi muốn làm thế nào? Đông Hoàng Càn đi lòng vòng, duỗi ra cánh tay, bắt lấy bả vai Khương Phàm, bỗng nhiên tiến đụng vào hư không, vượt qua hơn vạn dặm, đi tới con đường ra vào thế giới hỗn độn. Chỗ lối đi có một trên hán khôi ngô đang ưỡn ngực đứng đó, chính là vị tộc trưởng cự côn tộc kia. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi? Chuyện gì? Hắn không có nói cho ngươi. Cự côn tộc trưởng nhìn Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn lập tức rời sang bên cạnh mấy bước. Khương Phàm kỳ quái nói. Không nói. Một tên gia hỏa gọi là Lý Dần, là người của các ngươi sao? Đúng vậy. Đang ở chỗ chúng ta. Cái gì? Khương Phàm cau chặt lông mày. Ai nha, vừa đi vừa về đuổi đến hai vạn dặm đường, quá mệt mỏi. Thần dương huyết thật không dễ kiếm mà, việc tốn thể lực. Đông Hoàng Càn thở dài, trước khi Khương Phàm nổi giận, hắn đã vèo một cái xông vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Lý Dần làm sao lại ở chỗ các ngươi? Khương Phàm không lo được so đo cùng Đông Hoàng Càn. Một thời gian trước, giới chủ đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như đưa tới phản ứng mạch động đại địa thế giới mới của chúng ta, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, tuy nhiên lúc ấy giới chủ đã truyền lệnh vảy trùng ra ngoài dò xét. Vảy trùng rất nhanh đã phát hiện một người, lén lén lút lút, từ di tích Chí Tôn Kim Thành ban đầu, xuôi nam đến thành mới, ở lại đó hai ngày, sau đó cùng một không võ tiến vào hải vực. Sau đó nữa thì sao? Rốt cuộc Khương Phàm cũng đã lên tinh thần, đúng nhỉ, trên thân Lý Dần mang theo một bộ phận di tích đại lục thứ 10 dung luyện thành cái khiên, bây giờ cái khiên cơ bản đã thức tỉnh, mà thế giới mới vốn là một khối di tích của đại lục thứ 10, một thời gian trước lại dung hợp cửu lê ma đồ, cho nên cái khiên tới gần thế giới mới tất nhiên xuất hiện cảm ứng. Lý Dần không biết Chí Tôn Kim Thành xuôi nam, cho nên trực tiếp đi đến di tích trước đó, nơi đó cách biên giới thế giới mới vẻn vẹn trăm dặm. Đương nhiên có thể kích thích đến giới chủ. Ngăn chặn, bắt lấy. Cự côn tộc trưởng xấu hổ cười cười. Ban đầu không thể bắt được, cái tên không võ kia là Thánh Vương, con hỏa điểu kia cũng là Thánh Vương, bọn hắn liên thủ đào thoát đuổi bắt. Sau khi lân trùng hư không xuất kích toàn tộc, phối hợp đào một yêu tộc, rốt cuộc cũng khống chế được trước khi bọn hắn chạy đến hư vọng chi hải. Các ngươi đi qua chiến trường Côn Lôn, không biết hắn. Không biết. Cự côn tộc trưởng lắc đầu. Lúc ấy chiến trường kéo dài hơn nghìn dặm, hoàn toàn đại loạn, trong mắt bọn chúng lại chỉ có Long tộc và Bạch hổ, đâu để ý đến cái khác. Sau đó thì sao nữa? Nói rõ ràng. Sau khi trở về, giới chủ muốn nuốt bọn hắn, nhưng yêu đồng bên cạnh giới chủ đã ngăn cản, nói giống như là người bên này. Ban đầu hắn còn không thừa nhận, xin muốn rời khỏi. Cho nên mới phái ta tới. Thế giới mới. Lý Dần đau đớn nằm dạp trên mặt đất. Đầy đầu chỉ nghĩ đến hài tử vốn không biết mặt kia của hắn, còn có Hứa Đan điên trong gian phòng tối tăm kia. Bây giờ hắn chỉ muốn chết. Hắn chết, hài tử sẽ an toàn. Hắn chết, tinh thần Hứa Đan sẽ tốt hơn. Hắn chết, tương lai Thương Huyền đại chiến, đệ tử cũng không có cái gì có thể uy hiếp được sư phụ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên bị chặn đứng, Bắc Thái đệ tử chậm chạp đợi không được, rất có thể sẽ cho rằng là hắn thông đồng thế giới hỗn độn lừa giết không võ. Dưới sự tức giận rất có thể sẽ giết hài tử. Hắn cầu khẩn qua, hắn giận mắng qua, cũng quỳ xuống qua, nhưng thế giới mới từ đầu đến cuối vẫn không có để ý tới hắn. Mặc dù Lý Dần không có gặp qua hài tử kia, nhưng giờ phút này loại tâm tình hại chết hài tử đã để hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Tức giận, lo nghĩ, bất lực, lại đau đớn. Đang ở bên trong, tính tình rất lớn, bị ta phong bế. Một âm thanh từ ngoài động mở tối truyền vào tới. Lý Dần từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, đau đớn chống cái cơ thể bị cắm đầy dây leo lên, nhưng quay người lại hắn nhìn thấy một nam tử, lại làm cho tất cả thể hiện của hắn đều cứng ở trên mặt, bờ môi nhúc nhích, gian nan nói nhỏ. Sư phụ! Khương Phàm lạnh lùng, cảm xúc tức giận và thất vọng ở trong lòng hiện lên, chuẩn bị nhấc tay lên, nhưng lại mãi nắm chặt, cuối cùng vẫn không có vung ra. Lý Dần đầy tiểu tụy, thanh âm khàn khàn. Sư phụ, ngài biết chuyện Hứa Đan. Ngài biết, ta có một hài tử rồi. Vì sao, không nói cho ta, vì sao? Khương Phàm không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi sơn động. Lý Dần quỳ xuống. Sư phụ, ta muốn cứu bọn họ.
cầu xin ngài, mau cứu bọn họ đi. Khương Phàm đi đến ngoài động. Không võ kia đâu. Giới chủ đưa Khương Phàm đến trong sơn động bên cạnh, không võ quá thảm rồi, bị lân trùng hư không gặm đến nhìn không ra hình người, năng lượng không gian cũng bị rút sạch sẽ. Khương Phàm. Lão nhân dương mắt, nhận ra người đến. Đệ tử thủ đoạn cao minh, khiến cho người ta bội phục. Khương Phàm lạnh lùng nói. Lý Dần là phân thân của đệ tử, lẽ ra nên về nhà. Lão nhân suy yếu nói nhỏ. Hài tử đâu? Đế Thành. Trải qua như thế nào? Hắn là huyết mạch của đế tử, hưởng thụ vinh quang nên có, phụ thân hắn là đế tử, kiêu ngạo và sùng bái lớn nhất là đế quân, nơi chán ghét nhất là Thương Huyền, chiến tích khát vọng nhất. Trước khi trưởng thành, tích lũy 10.000 cái đầu của Thương Huyền Đại Lục. Lão nhân biết mình sống không được, cũng không có khách khí, nói ra toàn bộ tình huống của hài tử. Khương Phàm cau mày, đáy mắt bắn ra sát ý. Ta thả ngươi rời khỏi, trở về nói với đế tử. Bế quan cho tốt, cố gắng trưởng thành, ta ở Thương Huyền chờ hắn, hy vọng hắn không phải đồ có kỳ danh rác rưởi. Tuy nhiên, hắn mạnh hơn cũng mạnh không bằng ta, cũng chỉ là kiên trì 10 hiệp hay 20 hiệp mà thôi. Chờ ta phế hắn đi, ta sẽ ngay trước mặt Bắc Thái đế tộc, ném hắn tới trước mặt Lý Dần, gặm sống hắn. Khoảng cách khai chiến còn có hơn một năm, để hắn nhàn rỗi không chuyện gì, sớm mơ mộng một chút, bị ta tùy ý chà đạp, có thể biến thành trò cười cho thiên hạ hay không? Kết quả bị phân thân của mình nuốt sống, có phải là kiểu chết thảm nhất trên đời hay không? Khương Phàm nói với giới chủ. Thả hắn. Không gian thánh vương, nói buông thì buông. Máu rút, thịt gặm, trả linh hồn về. Đưa một câu nói mà thôi, không cần thiết để hắn hoàn chỉnh trở về. Khương Phàm nhìn không võ be bét máu thịt, để lại một câu, rác rưởi, sau đó rời khỏi sơn động. Giới chủ cùng đi ra, hỏi. Cái tên Lý Dần kia, là phân thân của đế tử. Có ý gì? Bắc Thái đế quân phấn đấu mấy vạn năm, rốt cuộc cũng sinh ra một hài tử. Ta không biết linh văn của hắn có cái gì đặc biệt, nhưng hắn có thể tách rời mình, hình thành phân thân, cũng để các phân thân tản mát đến các nơi trên thế giới, phục chế một ít linh văn đặc thù, cuối cùng lại cùng hắn dung hợp. Lý Dần chính là một bên trong số đó, cũng là phân thân cuối cùng, hắn đều đã dung hợp hai cái phân thân khác mà đế tử vung đến Thương Huyền. Giới chủ thể hiện quái dị. Đây không phải rất giống ta sao? Ngươi là thôn phệ truyền thừa, phóng xuất ra truyền thừa. Nhưng sau khi Lý Dần dung hợp hai cái phân thân kia, linh văn cùng dung hợp, đồng phát sinh thăng hoa. Nếu như đế tử đều dung hợp linh văn của tất cả phân thân, hẳn là cũng có thể tiến hành thăng hoa chiều sâu, mà chính linh văn của bản thân hắn cũng đã rất đặc thù mà còn rất cường đại, sau khi trải qua thăng hoa mới. Khương Phàm lắc đầu, không tưởng tượng ra được linh văn của đế tử. Cùng tiềm lực bây giờ của hắn. Mặc dù ngoài miệng nói xem thường đế tử, nhưng cái, đế mạch hỗn loạn, cùng, thiên mệnh thần mạch, này giao hợp sinh ra linh văn thần kỳ, nhất định vô cùng cường đại, lại sau khi tiến hành tiếp tục thăng hoa, tất nhiên là sẽ vô cùng kinh khủng. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, một viên thần dương huyết. Là máu thần Phật. Khương Phàm đưa cho giới chủ một viên thần dương huyết, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải có giới chủ, Lý Dần thật có khả năng đã bị dung hợp. Giới chủ cũng sẽ không khách khí, hắn lập tức nhận lấy. Trước cuối năm, chúng ta còn có một trận hành động, cũng là săn giết thần ma, nếu như người có hứng thú, có thể tham dự. Cuộc chiến Côn Lôn đã chọc giận thần tộc đế tộc, không đến một năm, người còn muốn làm trận nữa. Không sợ biến khéo thành vụng. Ta có thứ mà bọn hắn không thể không đến, Đông Nam Thiên Môn. Mồi nhử này, không tệ. Giới chủ cười. Sớm thông báo. Nhất định. Khương Phàm mang Lý Dần rời khỏi thế giới mới, nhưng không có trở về thế giới hỗn độn, mà là đi Chí Tôn Kim Thành trước. Chí Tôn Kim Thành. Sau khi Hứa Đức Diệu trở về đều mang theo tâm thần bất định, bất an chờ đợi tin tức Hứa Như Lai. Nơi đó có nguyên hỏa sinh mệnh của thần Phật, một khi dập tắt, chính là thời khắc Phật môn gặp kịch biến. Hắn không chỉ có giúp Hứa Như Lai, cũng tương đương với mang đến cho Chí Tôn Kim Thành mấy ngàn năm an bình. Nhưng, chờ đến chờ đi. Hắn không có thể chờ được đến Hứa Như Lai, lại chờ được một người mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy ở chỗ này Khương Phàm. Liệt diễm ngập trời đột nhiên bộc phát tại bầu trời, như là không gian sụp đổ, biển lửa ở thế giới dị độ đột nhiên chảy ngược, sôi trào mãnh liệt, ánh lửa chiếu sáng đất trời, nhiệt độ cao hừng hực như là đều biến Chí Tôn Kim Thành thành luyện lô. Hứa Đức Diệu và đám người nhao nhao xông ra khỏi cửa điện, sợ hãi nhìn qua biển lửa cuồn cuộn đầy trời.
Hứa Đức Diệu cố nén áp bách, uy nghiêm hét lớn. Phần Thiên Thần Hoàng, người tuy là chủ nhân Thương Huyền, nhưng nơi này là Hứa gia kim thành ta, không phải nơi ngươi muốn đến thì có thể đến. Khương Phàm đạp trên hỏa triều, đi tới tầng cao nhất của kim thành. Hứa Đan đâu? Ta không mang nàng đi qua, chính là không đồng ý. Ngươi đã lớn như vậy, không hiểu. Hứa Đan đâu? Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu. Hứa Đức Diệu, ta cảnh cáo ngươi một câu, ta đối với chí tôn kim thành ngươi không có bất kỳ hảo cảm gì, nếu không phải Hứa Đan và đồ đệ ta phát sinh quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ được cho các ngươi đến bây giờ. Hứa Đan là con gái của ngươi, điên vài chục năm, vậy mà chẳng quan tâm, không trị liệu. Kẻ làm phụ thân như ngươi đây là để trưng bày sao? Bây giờ, là chính ngươi giao người ra, hay là ta lật tung chí tôn kim thành ngươi, tự mình tìm người ra? Giọng Khương Phàm uy nghiêm, thể hiện lạnh lùng, mang đến cho tất cả mọi người áp bách đến ngạt thở. Kim thành hỗn loạn, lại lặng ngắt như tờ, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Hứa Đan đâu, giao ra. Khương Phàm quát lớn một tiếng, chấn động đến cả tòa kim thành đều lay động. Các ngươi không trị được, ta trị. Hứa Đức Diệu bực tức nói. Khương Phàm, nàng là nữ nhi của ta. Khương Phàm nghiêm nghị đáp lễ. Ngươi cũng biết nàng là nữ nhi của ngươi, nếu như ngươi thật sự quan tâm nàng thì đã có 100 cách trấn an nàng, cứu chữa nàng. Đông Hoàng Toại, ném chí tôn kim thành xuống biển cho ta. Đông Hoàng Toại nhấc lên chiều dâng trống trải, giống như là biển động từ trên xuống dưới bao phủ kim thành khổng lồ vàng son lộng lẫy. Khoan đã! Một tiếng hô to đột nhiên từ trong đám người vang lên, Hứa Thiên Kỳ đi đến phía trước, ngửa mặt nhìn lên Khương Phàm. Các ngươi thật có thể chữa tốt cho muội ấy. Người đâu? Người có thể cứu muội ấy sao? Người đâu? Hứa Thiên Kỳ khó xử, quay người xông về sâu trong cung điện. Hứa Thiên Kỳ, người đứng lại đó cho ta. Hứa Đức Diệu hô to. Người dám động thử một chút. Ánh mắt Khương Phàm run lên, liệt diễm bạo động đầy trời, như biển gầm chấn động trời đất, một cái móng vuốt ngưng tụ từ liệt diễm ẩm vang rơi xuống, đặt ở phía trên Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi tràn ra, quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng. Đám người kinh hãi, nhưng không đợi có chỗ biểu thị, biển lửa đầy trời bỗng nhiên chìm xuống. Tất cả cung điện phòng ốc tại tầng thứ 9 răng rắc giòn vang, sụp ra lít nha lít nhít phết nứt, tất cả các tộc nhân đứng đấy nhao nhao quỳ xuống, có người còn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Thần uy tràn ngập đất trời bao phủ tất cả mọi người, cơ thể đau đớn, linh hồn hồi hộp. Bọn hắn trừng lớn con mắt, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là thần uy. Không lâu sau đó, Hứa Thiên Kỳ gian nan ôm Hứa Đan đang mê ngủ ra, càng là hướng phía thần uy, cuối cùng hắn trực tiếp quỳ xuống đất, nói. Cứu muội ấy! Hứa Đan! Lý Dần bị Đông Hoàng Toại đặt ở trong hư không, không thể kìm được, dãy dụa muốn vọt ra. Ngươi còn có mặt mũi đến đây? Hứa Thiên Kỳ ngạnh kháng thần uy, mặt mũi đầy vẻ giận dữ. Mặc kệ ngươi tin hay không, người ngày ấy không phải ta. Lý Dần đoạt lại Hứa Đan từ trong ngực Hứa Thiên Kỳ, quay về tới bầu trời. Hứa Đức Diệu chống đỡ thần uy áp bách từ Khương Phàm, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. Phần Thiên Thần Hoàng, toàn thành đều đang nhìn đây. Dưới ban ngày ban mặt xông vào thành cướp người, đây chính là Phần Thiên Thần Hoàng ngươi luôn mồm bảo vệ Thương Huyền. Ngươi bảo vệ là tổ địa, là dân chúng, hay là chính địa vị của ngươi? Khương Phàm lạnh lùng nhìn xuống Hứa Đức Diệu. Hứa thành chủ, ngươi là đang đợi tin tức của Hứa Như Lai sao? Không cần chờ, Tu Di Thần Phật đã trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hắn đã ở Hoàng Thành Thiên Khải, triệu tập Thánh Phật Thiên Hạ. Sắc mặt Hứa Đức Diệu kịch biến, khó có thể tin được mà nhìn qua Khương Phàm ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Khương Phàm ta kiếp trước kiếp này đã trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, so với Hứa Đức Diệu ngươi chơi nữ tử còn nhiều hơn. Chỉ bằng chút mánh khóe này của phụ tử các ngươi, còn muốn lợi dụng ta. Không phải chính là đế tộc tìm được Hứa Như Lai, muốn đến đỡ hắn là thần Phật mới sao? Không phải chính là Hứa Như Lai dã tâm bừng bừng, muốn sớm khống chế Tu Di Sơn, thống ngự Phật môn sao? Lại muốn hợp mưu giết chết thần Phật, phụ tử các ngươi thực có can đảm muốn, thực có can đảm làm. Người đường đường là chủ nhân hoàng tộc, lại không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Hay là tự cho rằng có đế tộc làm chỗ dựa, thì có thể không cố kỵ gì. Lời Khương Phàm nói ra để sắc mặt Hứa Đức Diệu trắng bệch,
càng làm cho bọn người Hứa Thiên Kỳ ở xung quanh khó có thể tin nhìn về phía hắn. Cầu phúc cho nhi tử ngươi đi, trừ phi hắn chạy đến Thái Sơ Đế Thành, được đế tộc đến đỡ, lại lập thế lực Phật môn mới, nếu không. Hắn không sống được. Chí tôn Kim Thành ngươi, từ nay về sau cũng đừng hòng lại được Phật môn bảo hộ. Khi Phật môn kịch biến truyền khắp thiên hạ, Hứa Như Lai biến thành phản nghịch của Phật môn, sẽ không còn bất kỳ thế lực nào để ý đến Chí tôn Kim Thành các ngươi. Sau khi cuộc chiến đế ước bộc phát, Chí tôn Kim Thành đương nhiên đứng chịu mũi xào, lọt vào trùng kích. Nếu như là nhân tộc giáng lâm, nhiều nhất là đồ sát Hứa gia ngươi, cướp đoạt bảo vật, nhưng nếu như là yêu tộc tới nơi này, ngàn vạn con dân tại cái thành này, chỉ sợ toàn bộ đều biến thành khẩu phần lương thực. Giọng Khương Phàm không gần như chỉ quanh quẩn ở tầng cao nhất, cũng lưu chuyển tại các tầng kim thành. 9 tầng kim thành náo nhiệt phồn hoa, liên miên an tĩnh lại. Nếu như ta là ngươi, bây giờ đã từ bỏ tòa kim thành này, chạy tới Đại Hạ Hoàng Triều, tận một chút xíu lực lượng bảo vệ Thương Huyền, đền bù thua thiệt trong lòng ngươi. Tương lai, nếu như Thương Huyền bình định, ngươi còn có thể mượn nhờ một chút xíu công lao kia, trùng kiến Hứa gia. Ngươi cũng có thể thu dọn đồ đạc, đến hải vực tị nạn, rời khỏi mảnh thị phi này, nhưng ta cam đoan. Khi Thương Huyền kết thúc chiến sự, thời gian chiến tranh này Hứa gia các ngươi lại chối bỏ Thương Huyền, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại Thương Huyền, nếu không ta gặp một kẻ giết một kẻ, gặp một đám đổ một mảnh. Giọng Khương Phàm uy nghiêm lãnh thúc phiêu đáng tại đỉnh kim thành sáng chói, để số lượng lớn con dân Hứa gia không rét mà run. Hứa Đức Diệu, Hứa gia, các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Khương Phàm bay lên không muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ lập tức cảnh giác, lấy tay đánh cực một lần, một mãnh huyết khí trong lòng bàn tay bạo động, ngưng tụ thành một cây giáo máu. Khương Phàm hơi chút trầm mặc, nói. Thương Huyền đứng trước kịch biến, không phải một mình ta làm, là triều cường lịch sử nhấc lên sóng gió cho thiên hạ, ngàn năm vạn năm, khó gặp một lần. Ngươi là bồi tiếp phụ thân ngươi lưu vong thiên hạ, hay là đến khu an toàn ngồi xem sinh tử Thương Huyền? Nếu như ngươi còn có huyết tính, đến thế giới hỗn độn tìm ta, ta ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Nhớ kỹ, đối với nhân sinh tất cả quy hoạch của ngươi, bù không được một lần lọt vào mắt xanh vận mệnh. Khương Phàm nói xong đang muốn rời khỏi, Hứa Thiên Kỳ đột nhiên về phía trước. Mang ta theo. Cái gì? Hứa Đức Diệu và đám người đều không có kịp phản ứng, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Ngươi đi không? Hứa Thiên Kỳ lại nhìn về hướng Hứa Thừa Ân. Ta. Hứa Thừa Ân có chút há mồm, đi. Đi thế giới hỗn độn, rời khỏi Chí Tôn Kim Thành. Hắn đã từng chỉ là tán tu hải vực, là Hứa gia phát hiện hắn, ban cho họ Hứa, cho địa vị cùng tài nguyên, hắn há có thể. Tùy người. Hứa Thiên Kỳ không cho hắn thời gian, nhanh chân đi tới chỗ Khương Phàm. Hứa Thiên Kỳ, người điên rồi, người muốn đi cùng hắn. Phó thành chủ Hứa Đức Dung khó có thể tin được mà gào thét. Thiên Kỳ, người biết người đang làm cái gì không? Sắc mặt Hứa Đức Diệu tái xanh. Nhưng Hứa Thiên Kỳ không có để ý tới, ngẩng đầu nhìn lên Khương Phàm. Khương Phàm rủ lông mày xuống nhìn hắn một hồi, từ trong thông thiên tháp triệu ra một cái hộp gấm phong ấn thần dương huyết, ném cho Hứa Thiên Kỳ. Thần dương huyết, một vị thần chỉ có thể dung luyện 5 viên. Thần vật này có thể giúp ngươi kích phát huyết mạch, biến đổi thiên phẩm. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt một tay, trong đôi mắt thon dài bắn ra huyết quang, lại không nhiều lời, bay thẳng lên trời. Thánh viên chiến đấu, với lực bật cường đại, nhảy lên 3.000 mét. Đám người Hứa Đức Diệu liên tục la lên, nhưng Đông Hoàng Toại đã mang theo Khương Phàm, Hứa Thiên Kỳ, còn có Lý Dần đang ôm chặt Hứa Đan, xông vào hư không. Đỉnh Chí Tôn Kim Thành dần dần an tĩnh. Tất cả mọi người đang trong hoảng hốt nhìn về hướng Hứa Đức Diệu. Khương Phàm nói đều là thật sao? Thành chủ và Hứa Như Lai bí mật mưu đồ, muốn hại chết chủ nhân Tu Di. Chủ nhân Tu Di đã trở lại Thiên Khải. Chẳng phải là Hứa Như Lai đã gặp nguy hiểm. Không có Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành bọn hắn làm sao sống sót trong đại chiến đế ước sắp bộc phát đây? Bọn hắn phải làm sao bây giờ, là thoát khỏi tổ địa, lưu vong hải vực, hay là đến khu an toàn tị nạn? Hứa Đức Diệu kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn vẫn khó mà tin được chuyện Khương Phàm sẽ thả chủ nhân Tu Di đi, càng không biết làm sao Khương Phàm phát hiện được âm mưu của hắn. Trong khoảng thời gian Khương Phàm rời khỏi, thế giới hỗn độn vẫn còn tiếp tục đột phá. Thiên Hậu được chú ý nhất, đang sau khi kéo dài bế quan hơn 4 tháng, rốt cuộc cũng hoàn thành đột phá. Nàng dung hợp 3 viên thần cốt linh thủy,
đến từ vị siêu thần, Xích Thiên Thần Tôn cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Bọn côn bằng dung hợp thần dương huyết thì đều là đến từ Bạch Hổ Yêu Thần càng thích hợp. Thiên Hậu bộc phát tiềm lực, phối hợp với đám côn bằng thăng hoa, cùng nhau rèn đúc Thánh Hoàng Đại Viên mãn đến chân chính bước lên cảnh giới thần linh vinh quang. Côn bằng, Kim Ô cùng Mặc Kỳ Lân trong cơ duyên lúc trước đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, bây giờ theo thần dương huyết tẩm bổ, cùng Thiên Hậu thành thần kích thích, tại song trọng kích phát phía, rốt cuộc cũng kiêu ngạo thẳng tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng. Côn bằng tiến vào Thánh Hoàng, rốt cuộc cũng có uy lực và năng lượng cường đại chế bá đại dương, phù diêu vạn dặm. Kim Ô tiến tới Thánh Hoàng, chân chính thức tỉnh huyết mạch Thái Dương, sôi trào lên liệt diễm chí dương chí phách. Hai cái đầu tượng trưng cho phong cùng lôi của Mặc Kỳ Lân cũng thành hình toàn bộ, cái đầu tượng trưng cho thái âm xuất hiện viên thịt. Huyết mạch Hồng Hoang tổ Kỳ Lân cơ bản đã thức tỉnh. Kim Hống, Đăng Xà, hai đại chiến thú tổ mạch này toàn bộ trùng kích đến Thánh Vương đỉnh phong. Huyền Quy, Thiên Bằng, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cùng Luân Hồi Huyết Sư rất khó đột phá, cũng đều được bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng và Thiên Hậu kích phát, kiêu ngạo bước lên cảnh giới Thánh Vương. Các khế ước thú đột phá tập thể, cùng thăng hoa huyết mạch, cũng lần nữa trùng kích Thiên Hậu, để Thiên Hậu nhanh chóng vững chắc cảnh giới thần linh. Toàn bộ thế giới hỗn độn đều đang sôi trào. Rốt cuộc Thiên Hậu cũng thành thần. Thế giới hỗn độn có được hai đại thần linh. Mọi người càng là sợ hãi thán phục trước tiềm lực của Thiên Hậu. Không hổ là tuyệt thế nữ thần rung động thiên khải ngàn năm trước, loại này phương thức đột phá quỷ dị thực sự để cho người ta sợ hãi lại thán phục. Không chỉ có mình thành thần, còn cưỡng bức kéo động ba tôn thánh hoàng. Trong này mặc dù có huyết mạch côn bằng quá đặc thù, nhưng không có Thiên Hậu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến bây giờ. Đương nhiên, nếu như không phải huyết mạch bọn côn bằng quá đặc thù, Thiên Hậu cũng sẽ không trưởng thành tấn mãnh đến như vậy. Đến tận đây, thế giới hỗn độn có được hai vị thần tôn cùng 21 vị thánh hoàng. 21 vị thánh hoàng bao gồm cả hai vị thánh hoàng đại viên mãn là Kiều Vô Hối cùng Hồng Hoang Thiên Long này, 6 vị thánh hoàng đỉnh phong là Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh, Địa Ma Thụ, cùng với Đan Hoàng, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Toại, Triệu Thời Việt, Khương Bá, Tặc Điểu, Đại Vương, Ngu Chính Uyên, Hướng Vãn Tình, Bạch Tai, Côn Bằng, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô. Đội hình khủng bố như thế để lần đầu tiên bọn hắn đối với chiến tranh kế tiếp, nhấc lên chút lòng tin. Nơi ở của Lý Dần. Khương Phàm nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh đi ra, hỏi. Thế nào, có thể trị hết không? Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Nàng vây ở bên trong trận bi kịch năm đó, đi không ra ngoài. Biện pháp đơn giản nhất, cởi chuông phải do người buộc chuông, để Lý Dần nói lời xin lỗi, lại mượn hài tử Chu Thanh Thọ dùng một chút. Chu Thanh Thọ lập tức trừng lớn con mắt. Hài tử của ta, nàng mới một tuổi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Thời điểm Hứa Đan hài tử bị cướp đi, cũng là một tuổi. Của ta là nữ hài nhi. Bây giờ trạng thái tinh thần nàng rất hỗn loạn, không phân được nam nữ, thậm chí không phân biệt được hài tử của mình. Chúng ta chỉ cần một cái kích thích, dùng Lý Dần và hài tử, để nàng đi ra từ trong đoạn chấp niệm kia. Tiếp đó, lại chậm chậm giải thích, cẩn thận khai thông. Hàn Ngạo đẩy Chu Thanh Thọ một tay. Người ta đều đã như vậy, người không nỡ một hài tử. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt. Ta bỏ ta được, không nỡ hài tử của ta. Người khẳng khái, người tranh thủ thời gian sinh một đứa đi. Cần ăn đòn rồi. Hàn Ngạo căng cứng mặt, cái ấm nào không đề cập tới mở cái ấm nào. Khương Phàm hỏi. Những cách khác thì sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Ta có thể xóa đi toàn bộ ký ức từ sau khi nàng sinh con đến bây giờ, như thế này thời điểm nàng tỉnh nữa, thì vẫn là nàng đã từng kia. Ngươi còn có thể xóa đi ký ức. Chu Thanh Thọ nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh trên xe lăn, phía sau nổi lên từng cơn lạnh người. Như thế này, nàng còn hoàn chỉnh sao? Lý Dần tự lẩm bẩm. Cái này phải xem chính ngươi, ta chỉ phụ trách chấp hành. Ta giải thích kịch biến mười mấy năm qua như thế nào. Ta chỉ đưa ra ý kiến. Không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Khương Phàm nói. Sẽ có di chứng sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Nếu như muốn triệt để xóa đi, sẽ làm bị thương đến linh hồn của nàng, nhưng... có Đan Hoàng, hẳn là có thể điều trị được. Khương Phàm nói. Còn có những cách khác nữa không? Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Cắm một đoạn ký ức vào. Ngươi còn có thể cắm ký ức vào. Chu Thanh Thọ càng không bình tĩnh. Ngươi có thể im miệng hay không? Hàn Ngạo phiền muộn,
nghiêm túc bầu không khí như vậy, lại bị cái tên này làm cho rối loạn. Một đoạn ngắn ký ức mà thôi, ta có thể làm được. Nạp Lan Thanh Cảnh nói với Lý Dần. Cắm vào một đoạn ký ức tư mật, ví dụ như. Ngươi tại thời kỳ đặc biệt nào đó, cởi trần bí mật ngươi là phân thân của đế tử với Hứa Đan. Cứ như vậy, Hứa Đan sau đó sẽ bị thống là hài tử càng nhiều, mà không phải là ngươi phản bội nàng, tổn thương nàng. Ngươi lại theo nàng mấy ngày, chính nàng sẽ có khả năng từ từ khôi phục lại. Khương Phàm nhìn Lý Dần trầm mặc, nói. Đây là chuyện giữa các ngươi, chính ngươi quyết định. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, hài tử bị đế tử bồi dưỡng 10 năm, hoàn toàn không có liên quan tới Hứa Đan và trí nhớ của ngươi, tương lai cũng có thể sẽ bị lợi dụng kiềm chế ngươi, càng có thể chết trên tay đế tử. Nếu như sau khi Hứa Đan khôi phục, lại biết hài tử không nhận nàng, hoặc là chết rồi, tinh thần yếu ớt còn có thể sụp đổ lần nữa. Cho nên, cá nhân ta đề nghị, thanh trừ ký ức nàng, triệt để thanh trừ từ lúc trước khi nàng phát hiện mình mang thai. Một đoạn ký ức sau này đối với nàng mà nói quá tàn khốc cũng quá đau đớn, giữ lại chưa chắc là chuyện tốt. Hứa Thiên Kỳ cũng ở nơi đây, sau khi biết được bí mật của Lý Dần, cũng không còn mâu thuẫn như thế. Đề nghị của ta, cũng là xóa ký ức nàng đi. Làm như vậy tương đương với chúng ta đang thay đổi nhân sinh của nàng, có lẽ không quá công bằng, nhưng tương tự là một loại cứu vớt. Lý Dần trầm mặc không nói gì, chậm chạp không quyết định được. Loại xóa đi ký ức này, tương đương với triệt để gạt bỏ hài tử kia. Hắn vẫn hy vọng có thể mang hài tử về, một lần nữa giáo dục, một lần nữa đưa đến trước mặt Hứa Đan. Nhưng, đoạn trải qua tàn khốc dài đến 10 năm này, cùng khả năng hài tử gặp biến cố đã để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu như hài tử chết rồi, Hứa Đan thật vất vả mới khôi phục, rất có thể sẽ lần nữa lâm vào sụp đổ. Ngươi quyết định tương lai Hứa Đan, hài tử, ta sẽ cố hế khả năng thay ngươi đoạt lại. Khương Phàm nháy mắt với Nạp Lan Thanh Cảnh, mang theo bọn người Hàn Ngạo rời khỏi sơn cốc. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn, nhẹ vỗ về con mèo đen trong ngực. Hắn không có thúc giục Lý Dần, nhưng thời khắc này tâm cảnh cùng dẫy dụa trong lòng Lý Dần, hắn lại rõ ràng. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, 4 viên thần cốt linh tủy được phân phát xuống dưới. Một viên cho Đông Hoàng Như Yên, hy vọng có thể để nàng có thể mau chóng trùng kích thánh linh cảnh, thuận tiện kích phát thánh vương thiên phẩm linh văn. Một viên cho Lan Nặc, trước đó bởi vì số lượng có hạn, không thể chiếu cố đến mỗi người, bây giờ nếu nhiều thêm một viên thì cần chiếu cố cho Lan gia. Huống chi, hắn đã thành thần, đối với Lan Nặc đã hình thành một loại lôi kéo mãnh liệt, một viên thần cốt linh tủy hẳn là có hy vọng để nàng tiến thánh hoàng rất lớn. Một viên phái người đưa cho Vô Hồi Thánh Chủ, cũng là bởi vì trước đó không có dư thừa, bây giờ đã có, nơi đó nhất định phải cho một viên. Dù sao, khu an toàn càng ngày càng tụ tập nhiều người, cần hữu lực trấn nhiếp mạnh hơn. Còn có một viên, thì phái người mang đến Thiên Kiếm Thần Tông, giao cho cổ thần. Sớm tạo mối liên quan, phía sau không lừa dối. Sau đó Khương Phàm tuyên bố, thế giới hỗn độn tiến vào trạng thái, chuẩn bị chiến đấu, tất cả bán thánh, thánh linh, thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, đều phải tiến hành chém giết đối kháng, tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm sinh tử. Đây không chỉ có liên quan đến thắng bại chiến tranh tại Thương Huyền, càng liên quan đến sinh tử của chính bọn hắn. Bây giờ tích lũy nhiều một phần kinh nghiệm, tương lai sẽ nhiều hơn một phần hy vọng sống. Sau đó Khương Phàm khâm điểm một nhóm cường giả, chuẩn bị cuộc chiến Thiên Môn cuối năm. Trận chiến đầu tiên, Khương Phàm dẫn đội, 9 vị thánh hoàng phối hợp, theo thứ tự là Hồng Hoang Thiên Long, Khương Quỳ, Khương Qua, Đông Hoàng Như Ảnh, Dạ An Nhiên, Đại Vương, Đại Tặc, Hướng Vãn Tình, Bạch Tai. Trận chiến thứ hai, Thiên Hậu dẫn đội, 10 vị thánh hoàng phối hợp, theo thứ tự là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Ngô Chính Uyên, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Bá, cùng tam đại khế ước thú là Côn Bằng, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, nhưng... Khi mà sóng gió tại Thương Huyền dần dần kết thúc, Khương Phàm chuẩn bị cuộc chiến Thiên Môn, đế tộc các phương bị Côn Lôn cuộc chiến kích thích lên chiến ý cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ngoại trừ mở ra tổ địa, giải phong đỉnh cấp tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, đồng thời cũng bắt đầu phân tích kế hoạch của Khương Phàm. Mặc dù Khương Phàm toàn thắng tại Côn Lôn, đạt được tài nguyên phong phú, nhưng Khương Phàm chắc chắn sẽ không nhàn rỗi hơn một năm thời gian, chắc chắn sẽ khởi xướng chiến tranh mới. Ví dụ như, Thiên Khải Liệp Thần. Lại ví dụ như, Đông Nam Thiên Môn một mực chưa từng xuất hiện. Giữa tất cả đế tộc không cần giao lưu, đều làm ra quyết định ma khí, giao trách nhiệm tất cả hoàng thành tại Thiên Khải phong bế toàn diện,
không cho Khương Phàm cơ hội liệp thần, sau đó bí mật điều động cường giả chui vào đại dương, tìm kiếm vết tích Đông Nam Thiên Môn. Bọn hắn phán định, 100% Khương Phàm sẽ dùng Đông Nam Thiên Môn làm cục. Đây không chỉ là một miếng mồi nhử tuyệt hảo, cũng cần dùng Đông Nam Thiên Môn trấn an tinh linh đế tộc, bảo đảm tinh linh đế tộc sẽ không nhúng tay đại chiến đế ước. Bắt đầu từ tháng 5, đế tộc yêu cầu cường tộc dưới trướng bắt đầu bí mật chui vào Thập Tam Hải, cũng liên hệ hoàng tộc cùng hoàng đạo sở thuộc Thập Tam Hải, dò xét Đông Nam Thiên Môn, cũng lưu ý bất cứ vấn đề nào. Tại thời điểm Khương Phàm còn không có tiến vào Hải Dương, từng tấm lưới lớn tìm kiếm khổng lồ đã đang cuộn trào trải rộng ra đại dương mênh mông. Xong rồi, thành công, sư phụ thành công. Giọng của Thường Lăng ngạc nhiên truyền vào u cốc Khương Phàm bế quan. Nàng quá kích động, đều quên đi cấp bậc lễ nghĩa bình thường, nhảy cẫng hoan hô xông vào. Kết quả, tràng diện trong sơn cốc hơi lúng túng vài phút. Khương Phàm thể hiện cứng ngắc, cố gắng chấn định lại, hỏi. Cái gì thành công rồi? Mặt Thường Lăng đỏ bừng, không dám nhìn tới Đông Hoàng Như Ảnh đang chỉnh lý vạt áo, lúng túng nói. Vô hạn tạo hóa đan mà Đan Hoàng nghiên cứu. Xong rồi. Được rồi. Khương Phàm vui mừng, vô ý thức liền muốn để Đông Hoàng Như Ảnh mau dẫn bọn hắn đi qua, nhưng lời vừa tới miệng lại cưỡng bức chuyển thành ho khan, liền tự mình xông ra ngoài. Đúng, thật xin lỗi. Thường Lăng liên tục nói xin lỗi, bước nhanh rời khỏi u cốc, vội vã đuổi tới. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi ở bên hồ, yên lặng mặc y phục, nhìn coi như ổn định, nhưng gương mặt kiều nộn so với đóa hoa hồng bên cạnh còn muốn đỏ hơn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đầu hoàn toàn là trống không. Trong Xí Thiên Đại Điện, Đan Hoàng khó nén kích động bưng lấy viên đan dược hồng nhuận phơn phớt trong tay, đan dược giống như là có sinh mệnh, lơ lửng ở trên lòng bàn tay, tỏa ra tầng tầng ánh sáng, càng khuấy động khí tức sinh mệnh nồng đậm mênh mông, linh quả linh thảo chất đống trong đại điện vậy mà đều bắt đầu sinh trưởng rõ rệt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Giới chủ và đám người quay ở xung quanh, không nhịn được mà liên tục hít một hơi, hấp thu khí tức để cho người ta thư sướng. Một ngụm nhỏ vừa đến, cảm giác mát mẻ thuận yết hầu trôi xuống, khuấy động toàn thân, mỗi cái tế bào đều giống như được nhận tẩy lễ, loại cảm giác không cách nào nói rõ kia để bọn hắn cơ hồ say mê mãi ở trong đó không cách nào tự kềm chế được. Khương Phàm chạy tới nơi này, một chút đã rơi xuống trên tay Đan Hoàng. Ha ha, vô hạn tạo hóa đan, thành công, thành công. Đan Hoàng kích động khoan khoái cười to, tâm nguyện chưa hết kiếp trước, vậy mà kiếp này đã thành công. Trước trước sau sau một năm, phế đi số lượng lớn bảo thụ vạn năm, ngay cả khí thức trường sinh bên trong trường sinh đao cũng đều kéo ra 7 lần, rốt cuộc. Sau khi đã trải qua số lượng lớn thất bại, vô hạn tạo hóa đan cũng đã thành hình. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Là vật hoàn toàn dừng ở trong tưởng tượng, chân thực sáng tạo đi ra. Có hiệu quả gì? Khương Phàm mong đợi nhìn Đan Hoàng, mặc dù hắn không hiểu rất rõ, nhưng biết đây là thứ có thể cứu mạng trong miệng Đan Hoàng. Không biết. À, ta chỉ là tạo ra, hiệu quả cụ thể không có thí nghiệm, không rõ ràng. Nhanh thử nhìn một chút. Đùa giỡn hay sao, một năm ta mới làm ra được viên này, nói thử một chút liền thử một chút. Đây là đỉnh cấp đan dược thiên phẩm, phải dùng tại lúc cần thiết. Ta không biết hiệu quả, dùng như thế nào. Đan Hoàng cẩn thận từng ly từng tí cất đan dược vào trong hộp gấm, dùng thần viêm lưu lại lạc ấn phong bế. Ta luyện đan dược, ta có lòng tin. Trong này có năng lượng vĩnh sinh rất mạnh, bình thường có thể dùng kéo dài tuổi thọ, kích phát tiềm lực sinh mệnh. Sinh mệnh và trái tim có liên quan, cho nên tiềm lực sinh mệnh cũng bao gồm tiềm lực huyết dịch, thậm chí là tiềm lực huyết mạch. Dùng tại thời khắc sinh tử, sinh mệnh huyền diệu cường đại tương đương với một trái tim, mang đến hiệu quả cải tử hồi sinh. Ta đề nghị ngươi sau khi vận dụng bí thuật đại táng lại dùng, rồi phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, đến lúc đó không cần lợi dụng niết bàn quý giá của ngươi, cũng có thể cưỡng ép khôi phục thực lực. Âm dương mệnh hồn đan là đan dược gì? Đan dược thiên phẩm, đan dược cường thịnh linh hồn. Không phải ngươi bảo ta luyện cho ngươi loại đan dược có thể tăng lực lượng linh hồn lên để sau này có thể khống chế tốt càng nhiều thủy tổ phân thân à? Âm dương mệnh hồn đan chính là lựa chọn tốt nhất, trước đó không có luyện, là không có thuốc dẫn. Bây giờ Hướng Vãn Tình và Tạc Điểu đều là thánh hoàng, có thể thông qua đồ đằng cô đọng Thái Âm Ngọc Tủy cùng Thái Dương Ngọc Tủy, ta đã dạy phương pháp cho bọn họ. Khương Phàm nghe xong, từ trong lòng nổi lên nụ cười. Nhà có một lão nhân như có một bảo vật, Đan Hoàng lại cho hắn một niềm vui mừng lớn. Vô hạn tạo hóa đan cùng âm dương mệnh hồn đan phối hợp với nhau, không thua gì một lần niết bàn.
vô hạn tạo hóa đan còn có thể lại luyện không? Khương Phàm mong đợi nhìn đan hoàng. Lần này có thể thành hình, trừ khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao ra thì còn có một cái mấu chốt là một đoạn dễ giả thần thụ thế giới cống hiến. Nếu như thần thụ thế giới còn có thể hỗ trợ, hẳn là ta có thể lại luyện một viên. Chỉ có thể nhiều một viên. Ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng. Trừ khí tức trường sinh cùng dễ giả của thần thụ thế giới, còn cần phù tang thần thụ, cửu khiếu thông linh thụ, huyết linh bồ đề thụ, những linh thụ sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm kia. Lúc trước vì nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan mà đã hao phí số lượng lớn dễ cây, đã làm bọn chúng bị thương. Trừ phi ngươi có thể cho ta tìm tới linh thụ hơn vạn năm khác, nếu không. Không phải bên trong thế giới hỗn độn có rất nhiều linh thụ vài vạn năm sao? Là không ít, nhưng không đủ. Để luyện được một viên vô hạn tạo hóa đan, cần hai loại linh thụ 100.000 năm trở lên, 5 loại linh thụ 5 năm trở lên, 10 loại linh thụ vạn năm trở lên. Còn có số lượng lớn dược liệu dùng để dung hợp, vững chắc và kích phát. Đan hoàng lắc đầu, cuối cùng cũng thành công, nhưng vật liệu cần có thật sự là quá dọa người. Trước tiên cứ luyện viên này, ta có biện pháp tìm cho ngài càng nhiều linh thụ vạn năm. Sinh mệnh thần điện. Nếu như ta mang về Đông Nam Thiên Môn thì sẽ đi sinh mệnh thần điện. Nếu như ngươi có thể lấy được linh thụ từ sinh mệnh thần điện. Đan hoàng nhẹ gật đầu, đột nhiên quay người chạy đến bên bàn, cầm bút và giấy lên bắt đầu viết. Khương Phàm tiến tới hiếu kỳ nói. Viết cái gì vậy? Đan hoàng một bên viết vừa nói. Nếu như bọn hắn đồng ý cho ngươi linh thụ vạn năm, cũng không để ý cho thêm ngươi chút tài nguyên. Luyện vô hạn tạo hóa đan cùng âm dương mệnh hồn đan còn cần một chút dược liệu đặc thù khác, nơi này hao tổn không sai biệt lắm. Khương Phàm dở khóc dở cười. Sư phụ, ta muốn đi đàm phán, không phải đi nhập hàng. Đan hoàng chăm chú viết xong, lại kiểm tra thêm một lần nữa mới kín đáo đưa cho Khương Phàm. Phát huy năng khiếu không biết xấu hổ của ngươi, có thể muốn bao nhiêu thì muốn bấy nhiêu. Khương Phàm bất đắc dĩ cất kỹ. Đan hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Luyện thêm một viên thì cứu nhiều thêm một cái mạng, mệnh quan trọng, hay là mặt quan trọng? Mệnh, cố gắng phát huy, ta còn chưa có đi mà. Sớm luyện tập, Khương Phàm mang theo vô hạn tạo hóa đan về tới U Cốc bế quan. Còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành đây. Phạm vi U Cốc rất lớn, hoa cỏ khắp nơi trên đất, tươi mát tĩnh mịch. Đông Hoàng như ảnh ngồi ở bên hồ nhỏ thanh tịnh, yên lặng minh tưởng tu luyện. Gió nhẹ lướt qua bãi cỏ. Tạo nên tầng tầng sóng xanh. Tà váy dài trắng tuyết theo gió dương nhẹ, phác họa ra dáng người mỹ diệu, phong tình vô hạn. Khương Phàm thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh phát giác được Khương Phàm đến, càng đã nhận ra thân thể Khương Phàm dần dần khô nóng chuyển ra không gian ba động, nàng cố gắng chấn định, nhưng gương mặt xinh đẹp trắng nõn lại không bị khống chế mà nổi lên đỏ ửng mê người. Khương Phàm ngồi dựa vào bên cạnh Đông Hoàng Như Ảnh, ngửi nhẹ lấy thanh hương thuần úc, đánh giá kiều nhan quốc sắc thiên hương, dáng người thướt tha trội hơn, hô hấp dần dần dồn dập lên. Mà Đông Hoàng Như Ảnh ra vẻ chấn định lại càng kích thích nội tâm sao động của Khương Phàm. Mấy tháng tu luyện, mấy tháng gần nhau, hai người từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy phần khắc chế cùng tôn trọng đã lặng yên không tiếng động tan dã kia. Cho đến khi đã chứng danh Hoàng Phi, ánh mắt Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm đã dần dần nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Mà mị lực của nàng như gió êm dịu tình, cũng rốt cuộc cũng vung lên khát vọng mà Khương Phàm một mực áp chế. Rốt cuộc, hôm nay tu luyện trở về, hai người mệt mỏi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Khương Phàm nhìn dáng vẻ Đông Hoàng Như Ảnh, lòng sinh thương yêu, một tiếng cảm tạ, một câu an ủi, sau đó liền. Dựa vào nhau, phát sinh đột ngột như vậy, cũng tự nhiên như vậy. Chỉ là ông trời cho đôi tiểu uyên ương này một cái trò đùa nhỏ, thời điểm tình thâm nghĩa nặng. Đang muốn lao tới mây mưa, Thường Lăng đột nhiên xông vào. Khương Phàm giơ tay lên, cẩn thận nắm tay Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh run rẩy thân thể mềm mại, hai mắt đóng chặt, đôi môi đỏ khẽ mím, khí tức đều loạn. Khương Phàm nhìn bộ dáng nàng muốn từ chối lại ra vẻ mời chào thẹn thùng, đâu còn nhịn được, một ngụm ngậm lấy đôi môi hồng nhuận phơn phất kia, thuận thế ấn vào Đông Hoàng Như Ảnh. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng Như Ảnh chợt căng cứng, hô hấp dồn dập. Trong đầu lần nữa trống không, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mặc cho bài bố. Nhưng, đang lúc Khương Phàm sao động lửa nóng, một tiếng giống im lìm liền muốn thổi lên hào giác chiến tranh, bất chợt một tiếng oanh động kịch liệt đột nhiên truyền khắp thế giới hỗn độn, vô cùng một ngạt, lại to lớn không gì sánh được,
như là toàn bộ thế giới đều đang lay động. Khương Phàm và Đông Hoàng như ảnh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn phương xa, vỉnh tai cẩn thận lắng nghe. Là ai đột phá? Nhưng Thánh Hoàng bọn họ nên đột phá đều đột phá cơ mà. Chẳng lẽ Đông Hoàng Trấn Nguyên? Lão đầu nhi kia thật thành công. Không sao. Khương Phàm không có nghe được động tĩnh gì nữa, lại muốn thổi lên kèn lệnh. Chờ một chút, khẳng định đã xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Hay là đi nhìn. Không nôn nóng. Chẳng may. Ta rất nhanh. Không, không phải, cái kia, tới đi. Khói lửa lên, hành khúc dương. Chiến tranh mưu đồ đã lâu rốt cuộc cũng bạo phát. Nhưng, tỷ tỷ, nhanh nhanh nhanh. Một tiếng hét lớn truyền vào sơn động, sắc mặt Khương Phàm cùng Đông Hoàng như ảnh đại biến, vội vàng muốn tách ra, nhưng đã chậm, Đông Hoàng như yên mở ra không gian, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Bầu không khí lần nữa lâm vào xấu hổ. Khương Phàm muốn điên rồi, nghiêm mặt, nắm chặt tay, nhưng muốn nổi giận lại không thể phát ra được. Giữa ban ngày, chú ý ảnh hưởng. Đông Hoàng như yên kịp phản ứng, xấu hổ giận dữ dậm chân. Ngươi có thể cũng chú ý chút hay không? Khương Phàm cắn răng, lưu luyến không rời rút tay ra. Các ngươi nhanh lên, xảy ra chuyện. Đông Hoàng như yên xoay người sang chỗ khác. Chuyện gì, ngươi nói ngay đi chứ. Đại tặc đào xuyên linh mạch dưới lòng đất. Lúc này thượng thương cổ thành đã bị năng lượng bao phủ. Đây là năng lượng lòng đất tuôn ra chất lỏng, không ngừng bay hơi thành năng lượng mê vụ, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Đại tặc chấp nhất chuyên nghiệp, đào xuyên linh mạch đại địa. Linh mạch đại địa chôn sâu ở mấy vạn mét trong địa tầng, như động mạch chủ trong cơ thể con người, dọc theo vô số chi nhánh, tư dưỡng mặt đất bao la. Linh mạch dưới thượng thương cổ thành là quan trọng nhất, có thể so với vị trí trái tim một đầu động mạch, đột nhiên bị đào xuyên, đã lập tức dẫn phát năng lượng bạo động, thuận mấy vạn mét hố sâu chảy ngược đi ra. Linh mạch đại địa có vấn đề sẽ ảnh hưởng rắc rối phức tạp đến linh mạch khác xung quanh, cuối cùng đã dẫn phát dung chuyển 10 vạn dặm xung quanh. Bọn người Khương Phàm liên tiếp giáng lâm đến thượng thương cổ thành, cũng bị cảnh tượng linh mạch này chảy ngược hiếm thấy dọa sợ. Hắn đào gãy mất địa tầng. Ta nhớ ra rồi, đại tặc nói dưới mặt đất có cái gì, trước cuộc chiến Côn Lôn đã muốn móc ra. Ta đều quên chuyện như vậy. Đào ra đồ sao? Bọn hắn thật sự cho rằng mình là đoàn cướp bóc sao? Đây là do bị chảy máu nhiều à, làm sao cứu? Mọi người sợ hãi thán phục lại bất đắc dĩ, nghị luận ầm ĩ, việc này làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tự nhiên của Thương Huyền Đại Lục. Đại vương, tặc điểu, bọn người Chu Thanh Thọ đang quay xung quanh hố sâu, hướng phía bên trong hô to. Đại tặc, còn sống không? C, K, I, T, T, T một tiếng ta nghe xem nào. Các ngươi cứ, đào như vậy sao? Khương Phàm cau mày. Đây là muốn phế đi thượng thương à? Cái sắc mặt gì đây, quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi. Mỗi ngày dính cùng một chỗ, bớt làm một lần không vui. Đông Hoàng như yên hừ một tiếng. Như yên. Đông Hoàng như ảnh xấu hổ. Phía dưới có bảo bối lớn. Ngươi chờ chút mà vụng trộm vui đi. Đông Hoàng như yên bĩu môi. Bảo bối gì? Lúc vừa mới đào xuyên địa tầng, bên trong bạo động ra một nguồn khí tức hồng mông kịch liệt. Giống như là một cây trụ trời đột ngột nhảy lên, đụng phải thế giới hỗn độn. Tiếng vang các ngươi vừa mới cảm nhận được ở bên trong, chính là trận va chạm kia đưa tới. Khi Đông Hoàng Như Yên đang nói chuyện, thủy triều hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn mãnh liệt nhấc lên, tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, giống như là hai con mắt, quan sát thượng thương cổ thành bạo động năng lượng. Là thần thụ thế giới bị đánh thức. Dạ An Nhiên vẫn đang bế quan ở chỗ thần thụ thế giới cũng xuất hiện ở giữa hai cái vòng xoáy. Kinh ngạc nhìn bạo động phía dưới. Khí tức hồng mông. Khương Phàm và Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, đi đến bên cạnh hố sâu. Nhanh nhanh nhanh, đại tặc đào được bảo vật, giấu sâu như vậy, còn bị linh mạch đại địa bao quanh, khẳng định là bảo bối lớn. Chu Thanh Thọ kích động kêu gọi Khương Phàm, đây chính là phiếu đầu tiên đoàn cướp bóc làm sau khi kiến triều, quá đáng để mong chờ. Không nghĩ tới thật đúng là để nó đào được bảo bối. Cổ Tác Nhân gãi đầu. Ngượng ngùng cười. Khí tức hồng mông là cái gì? Tiêu Phượng Ngô vỉnh đầu lên đi đến nhìn quanh, năng lượng mãnh liệt giống như là núi lửa phun trào, không ngừng liên tục lao ra, thanh thế kinh khủng để hắn đều cảm thấy hồi hộp. Cổ ngữ nói, hồng mông chưa phán, hỗn độn chưa mở. Năng lượng hỗn độn tạo nên hình dáng thế giới, năng lượng hồng mông diễn biến vạn đạo pháp tắc.
Lời Đan Hoàng nói để đám người nhao nhao giật mình. Tiêu Phượng Ngô cau chặt lông mày. Không hiểu. Cơ Lăng Huyên bắt một tay hắn lại kéo đi khỏi. Giả vờ hiểu đi. Đan Hoàng nói. Thế giới mới bắt đầu sinh ra, giữa đất trời, bên ngoài thế giới, tất cả đều là năng lượng hỗn độn. Sau này hỗn độn diễn biến thành hỗn độn ngũ hành, hỗn độn tinh nguyên các loại, để thế giới hình thành hình dáng ban đầu, nhưng hỗn loạn mà nguy hiểm, thường xuyên băng diệt, trở lại hỗn độn, lại không ngừng diễn biến, sinh ra hình thức ban đầu, lặp lại như thế. Chỉ đến khi thế giới diễn biến ra khí tức hồng mông, mới có thể ổn định hỗn độn, diễn biến ra vạn đạo pháp tắc, để thế giới định hình, để sơn hà biến thiên, thời không chảy xuôi, nhân quả tuần hoàn, để vận mệnh luân hồi, tai nạn, âm dương các loại, toàn bộ tràn ngập bên trong thế giới, càng chỉ dẫn thế giới cùng nhật nguyệt tinh thần, cùng hạo hãn vũ trụ sâu chuỗi. Hỗn độn, giao phó hình thái cho thế giới, hồng mông, giao phó linh hồn cho thế giới. Đan Hoàng thông tục giải thích, để những người xung quanh giật mình minh ngộ, trước đó ra vẻ hiểu biết cũng đều như có điều suy nghĩ. Đan Hoàng lại nói, nhưng sau khi thế giới bắt đầu diễn biến, khí tức hồng mông đã không còn là hữu hình, mà là phiêu miểu ở trong không gian thế giới, chảy xuôi bên trong dòng sông thời gian, giao hòa cùng đại đạo thần bí, chỉ có bên trong một ít vũ khí đặc thù mới phong tồn qua một bộ phận, hoặc là một ít nơi đặc thù lắng đọng qua tinh thạch. Lại hoặc là, một ít sinh vật đặc thù, có thể diễn biến ra uy lực hồng mông đại đạo, ví dụ như đại đạo Long Quỳ. Đám người đồng loạt nhìn về phía hố sâu, trách không được bọn hắn cũng không phát hiện được bảo vật phía dưới, duy chỉ có đại tặc vẫn luôn kiên trì. Khương Phàm cũng bắt đầu mong đợi, có thể bị trấn áp ở trong địa tầng, bị thượng thương cổ thành mai táng, khẳng định là tuyệt thế thần khí hiếm thấy, nếu như bên trong phong tồn lấy khí thức hồng mông thời đại hồng hoang, nói không chừng có thể làm cho đại tặc cố gắng tiến lên một bước, sớm đột phá đến cảnh giới thần linh. Ta muốn sinh ra vị thần linh thứ ba. Tất cả mọi người phấn chấn, tiềm lực của đại tặc là không thể nghi ngờ, đây chính là siêu cấp thiên long có được tiềm lực đế mạch chống lại Tử Kim Cự Long và Thập Thủ Thiên Long. Ầm ầm, địa tầng lay động mãnh liệt, mặt đất thượng thương sụp ra vết nứt thô to, giống như mạng nhện mà nhanh chóng lan tràn, đám người kinh hãi không thể không bay lên không. Giống, tiếng long ngâm to rõ, vang vọng đất trời, đại tặc chở theo một tòa bia đá phóng lên tận trời, hai cái cánh hơn 800 mét huy động mãnh liệt, nhấc lên long khí, như cơn lốc tàn phá bừa bãi khắp nơi. Ha ha, nhìn ta đào được cái gì này, kích động đi, run rẩy đi, ta sắp phát tài. Đại tặc hô to gọi bậy, chở bia đá xoay mấy chục vòng tại không trung mới vọt tới trước mặt Khương Phàm, kiêu ngạo lung lay bia đá trên người. Bia đá vô cùng khổng lồ, trọn vẹn ngàn mét, nhưng mặt ngoài cũng không bóng loáng, thậm chí có chút thô cuồng, càng giống như là một cái cột đá, nhưng phía trên rõ ràng viết lấy bốn chữ lớn Hồng Mông Phong Bia. Hồng Mông Phong Bia. Khương Phàm và Đan Hoàng chăm miệng một lời. Các ngươi biết. Đám người đồng loạt nhìn qua. Ai có thể kết thúc số mệnh hoang cổ, ai có thể trọng lập Hồng Mông Phong Bia. Ai có thể triệu hoán ước vạn đồ đằng ngủ say, ai có thể tái diễn đại điển phong thần vạn cổ. Ai có thể ngăn cản, hắn trở về. Khương Phàm và Đan Hoàng không hẹn mà cùng nhắc tới một màn đào ra, trứng rồng, ở thế giới mới năm đó. Di niệm cuối cùng Hồng Hoang Thiên Long lưu lại có bốn chữ Hồng Mông Phong Bia. Cái gì? Bọn người thiên hậu đều không có nghe rõ ràng. Thứ này có liên quan cùng chư thần tận thế. Khương Phàm và Đan Hoàng vòng quanh bia đá nguy nga xem xét. Bia đá đen kịt, mặt ngoài gồ ghề nhấp nhô, tràn ngập khí tức nguyên thủy lại có phong cách cổ xưa, nhưng ngẫu nhiên nở rộ lên tử quang tinh khiết, lại mang cho người ta một loại thiên uy hùng vĩ không có gì sánh kịp. Thứ này là dùng hấp thu, hay là làm vũ khí? Đại vương hâm mộ giơ đầu lên, rốt cuộc nó cũng đã hóa thân thành chân thân huyền vũ, còn không có đắc ý được mấy ngày, vậy mà cái tên này lại muốn vượt qua nó. Có thể hấp thu, càng có thể làm vũ khí. Đại tặc lay động thân thể, bộc phát ánh sáng bảy màu, trùng kích bia đá. Bia đá oanh minh, nhoáng một cái rất nhỏ, lại như là trụ trời rung chuyển, mênh mông đất trời đều đung đưa theo, thậm chí là giống như là muốn rối loạn càn khôn, điên đảo âm dương, để tất cả mọi người xung quanh lâm vào trong khủng hoảng. Bia đá thức tỉnh, tử quang lượn lờ, bạo động lên hư ảnh bia đá kình thiên đạp đất, hư ảnh từ trong nứt ra. Phát động một sợi tiếp lấy một sợi xiềng xích màu tím, to như cự long xuất huyên, thanh thế to lớn, mà mỗi sợi xiềng xích màu tím đều giơ lên một loại thiên uy tuyệt luân. Oa a a. Đám người kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, thanh thế này nhìn thôi cũng đã thấy rất rung động.
Khương Phàm cảm nhận được uy lực bia đá, thì thào khẽ nói. Đây chính là Hồng Mông Phong Bia, vậy trọng lập Hồng Mông Phong Bia là có ý gì? Đan Hoàng nhắc nhở đại tặc. Ngươi cái gì cũng đều đừng làm, tranh thủ thời gian đến thế giới hỗn độn nghiên cứu. Nó dính đến một đoạn lịch sử đặc biệt, cũng cất giấu một bí mật lớn. Được rồi. Đại tặc cũng không thể chờ đợi, nhưng chính hắn đang muốn thu lại, giữa đất trời lần nữa truyền đến một tiếng rung chuyển trầm muộn, rất phiêu miểu, nhưng cũng rất xa xôi. Đây là nơi nào động đất, mau ngăn chặn linh mạch dưới mặt đất. Đông Hoàng Càn chào hỏi Đông Hoàng Toại dùng không gian phong bế động sâu trước, lại nghĩ biện pháp bổ sung, nếu không Thương Huyền đều có thể bởi vì linh mạch có vấn đề mà dẫn phát động đất liên tục. Nhưng, ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển hướng Hồng Mông Phong Bia, tấm bia to vậy mà không có ảm đạm, còn đang tỏa ra ánh sáng, mà càng ngày càng nghiêm trọng, tử khí cuồn cuộn thao thao bất tuyệt, bia đá nguy nga lay động kịch liệt, khiên động cả mảnh không gian này cũng bắt đầu sụp đổ. Trong đám người, Triệu Thời Việt có chút nhíu mày, sâu trong đôi mắt nổi lên điểm điểm ánh sáng kỳ lạ. Sau khi đại tặc cẩn thận cảm nhận, nói, Hồng Mông Phong Bia giống như đang chỉ dẫn cái gì đó. Đại tặc chở Hồng Mông Phong Bia đi, vỗ cánh xông vào mây xanh. Khương Phàm, bọn người Thiên Hậu nhao nhao đuổi theo, đều hiếu kỳ tấm bia to đã ngủ say trăm vạn năm này lại tỉnh lại thứ gì. Một ngày sau, đại tặc mang theo bọn hắn đi tới một chỗ đặc biệt. Thiên Trụ Sơn. Tòa trụ trời này đã từng là tòa trụ trời khổng lồ nhất hùng vĩ nhất, cũng đã từng là con đường ở giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải, nhưng trải qua cuộc chiến Thiên Trụ Sơn trước đó. Nơi này đã triệt để sụp đổ, biến thành cấm khu mới của trung vực. Không chỉ có phế tích đầy đất, khe rãnh tung hoành, giữa trời đất còn không ngừng mở ra vết nứt, lộ ra không gian hư vô đen kịt vô biên. Đông Hoàng Càn và các cường giả thần giáo nhìn qua những vết nứt kia, vẻ mặt nghiêm túc, lại khó nén bi thương. Trận chiến Thiên Trụ Sơn đã qua đi nhiều năm, lại giống như là hôm qua, trận chiến kia đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh Cửu Thiên Thần Giáo, cũng tống táng thần tôn bọn hắn. Khương Phàm đến sau, cũng yên lặng 3 phút đối với thâm không. Đối với Cửu Thiên Thần Tôn, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cảm kích, nếu như không phải có vị lão nhân kia ủng hộ và duy trì, chỉ sợ hắn cũng không sống tới bây giờ, cũng không thể nào bình định Thương Huyền trong thời gian ngắn. Ở chỗ này, đại tặc ở sâu trong phế tích hô to, gọi về đám người. Nơi này đã từng là tế đàn không gian, cũng là nơi hạch tâm trấn áp địa tầng Thiên Trụ Sơn. Sau khi tế đàn không gian sụp đổ, nơi này đã trở thành một cái lỗ đen kinh khủng, tĩnh mịch mà thâm thúy, như là có thể nuốt hết thảy tất cả. Khi đại tặc chở Hồng Mông Phong Bia đi đến nơi này, lỗ đen kết nối tại nơi cực sâu dưới địa tầng đang không ngừng truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, âm thanh vỡ nát trầm muộn, giống như là có đồ gì sắp xuất thế. Đều lui lại, giữ một khoảng cách. Khương Phàm và Thiên Hậu đứng ở phía trước nhất, kích phát thần uy, sẵn sàng trận địa. Kiều Vô Hối và các thánh hoàng cũng không dám chủ quan, mặc dù cảnh giới thánh hoàng đủ để uy lẫm chúng sinh, gần với thần ma, nhưng đối mặt với loại bảo vật thần bí mà đã lâu như Hồng Mông Phong Bia này, bọn hắn không thể không cẩn thận. Ầm ầm, ầm ầm, lay động càng ngày càng mãnh liệt, khiên động dãy núi phế tích không ngừng rung động, đá vụn đầy đất đều bắn lên thành phiến. Có thể là vị trí mai táng quá sâu, mỗi lần lay động đều dẫn phát địa tầng sụp đổ phạm vi lớn. Khiến cho dung nham và linh mạch trong lòng đất nhiễu loạn, cho nên mênh mông mấy vạn dặm thậm chí 10 vạn dặm đều có thể cảm nhận được loại ngột ngạt và lắc lư này. Ầm ầm, lay động càng ngày càng tấp nập, thanh âm càng ngày càng nặng. Hơn nửa canh giờ, từng luồng hồi hộp khí tức chúng sinh quét sạch lỗ đen, khuấy động đất trời, đột nhiên nhấc lên khí lãng to lớn, cuồn cuộn khắp 4 phương 8 hướng, bọn người Khương Phàm đều chấn động mà liên tiếp lui về phía sau. Khí tức đập vào mặt lại khiến cho linh hồn bọn hắn hồi hộp, thậm chí trong thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác thần phục. Ầm ầm, thanh âm thanh chiều nổ tung, vang vọng trong lỗ đen, đinh tai nhức óc. Dưới ánh mắt mong chờ càng khẩn trương của mọi người, một vật tràn ngập khí tức huyền hoàng thần bí cuồng bạo đụng đi ra, trong chớp mắt, đất trời vặn vẹo, xuất hiện 9 tầng trời, mà đoàn đồ thần bí kia liên tiếp phá cửu trọng thiên, thẳng tới đỉnh trời, giống như là một tôn đại thần hoang cổ, cao cứ thiên ngoại thiên. Quan sát chúng sinh. Bọn người Khương Phàm nhíu mày nhìn ra xa, thể hiện dần dần quái dị. Cái uy thế này, nguồn năng lượng này, đều mang đến cho tất cả mọi người, bao gồm Khương Phàm Thiên Hậu một loại cảm giác áp bách trùng kích linh hồn. Nhưng, một tòa hoàng nê đài nhìn không thu hút chút nào. Đó là bảo bối gì? Đám người hỏi Hồng Hoang Thiên Long.
nhìn ta rất giống bác học lắm sao? Hồng Hoang Thiên Long cũng không nghĩ tới Hồng Mông Phong Bia dẫn xuất một cái đồ chơi như thế. Đan Hoàng. Rất nhiều người nhìn về phía Đan Hoàng. Đan Hoàng lắc đầu. Chấn ở phía dưới thiên trụ, chôn ở sâu trong địa tầng, thân quấn khí thức huyền hoàng, còn bị Hồng Mông Phong Bia bừng tỉnh, rất có thể là linh bảo tại thời đại Hồng Hoang, nhưng... ta, không có ấn tượng. Trước tiên cứ thu hồi đi, từ từ nghiên cứu. Khương Phàm tế lên thông thiên tháp, muốn đưa Hoàng Nê Đài vào đi, nhưng, chuyện kỳ quái lại xảy ra, thông thiên tháp không phản ứng chút nào, Hoàng Nê Đài càng khinh thường cửu thiên. A, à, khuôn mặt Khương Phàm có chút động, lặp đi lặp lại kích thích thông thiên tháp, kết quả đều là không phản ứng chút nào. Cẩn thận cảm nhận, vậy mà đã nhận ra kiêng kỵ đến từ thông thiên tháp. Cái tình huống này là như thế nào? Thông thiên tháp không phải thiên trụ sơn tế luyện sao? Thiên trụ sơn nơi này có thể đè ép được Hoàng Nê Đài, trụ trời, như nó lại không được. Khương Phàm xông lên đỉnh cửu thiên, đi đến phía trước Hoàng Nê Đài, cường quang cùng năng lượng mãnh liệt như sóng lớn chợt vỗ tới phía Khương Phàm, chấn động đến hắn khí huyết không khoái, cũng đánh thẳng vào ý thức linh hồn của hắn. Đây như là không phải Nê Đài, mà là một tòa thần điện cổ lão mà uy nghiêm, lại như là một tòa tế đàn phong thiện bái trời. Khương Phàm càng cảm nhận, càng cảm thấy thần bí, càng dò xét, càng cảm giác được một loại uy nghiêm giống như cấm kỵ. Khương Phàm vận dụng Sơn Hà Đại Táng, muốn chạm đến bản nguyên Hoàng Nê Đài, lại bị khí tức huyền hoàng mặt ngoài tùy tiện chống cự. Hắn ngưng tụ ra tinh hoa huyết dịch, vẩy vào Hoàng Nê Đài, kết quả. Hoàng Nê Đài lại không có thèm, huyết tinh thuận mặt bùn chảy xuống. Hắn nhấc lên phần thiên diệt thế viêm, muốn đốt sạch bùn đất mặt ngoài Nê Đài, kết quả. Bùn đất sền sệt mềm mại, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn người thiên hậu đều ở bên cạnh thấy choáng, thần viêm của Khương Phàm, vậy mà lại đốt không thấu bùn đất. Đây chính là diệt thế phần thiên viêm, thần viêm bá đạo có thể thiêu tấn vạn vật trên thế giới, huống chi bây giờ Khương Phàm đã là thần linh cường đại. Đây là thức tỉnh một cái quái gì? Khương Phàm tế lên liệp thần thương, nhấc lên sát ý ngút trời, đánh về phía Hoàng Nê Đài, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa. Hoàng Nê Đài vẫn lù lù bất động, cứng như bàn thạch như cũ, mà sau khi liệp thần thương cắm thật sâu đến vài mét, bỗng nhiên bị bắn ngược đi ra. Trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều trừng lớn mắt như hạt châu. Bọn hắn đều quá rõ ràng sự kinh khủng của liệp thần thương, trong thiên hạ có thể hạn chế nó không có mấy cái, chiến khu thần linh đều có thể vô tình xuyên qua, kết quả. Không đả thương được Hoàng Nê Đài này chút nào. Giờ khắc này, tất cả đều sinh ra cảm giác sợ hãi đối với gia hỏa không đáng chú ý này. Khương Phàm nói với đại tặc. Hồng Mông Phong Bia tỉnh lại Hoàng Nê Đài, người dùng Hồng Mông Phong Bia đụng thử một chút. Đại tặc đong đưa thân thể, chở Hồng Mông Phong Bia đi muốn đụng vào Hoàng Nê Đài, kết quả Hồng Mông Phong Bia lại tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượt, đột nhiên trở nên vô cùng nặng, giống như tòa trụ trời tuyệt thế, mãnh liệt đè ép đại tặc chìm xuống, đập xuống đất, hài cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Như là muốn đánh chết nó. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người tê cả ra đầu. Hồng Mông Phong Bia không cho phép mạo phạm Hoàng Nê Đài. Mẫu thân nó, rốt cuộc đã tỉnh lại một cái thứ gì? Khương Phàm hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, ngài không có bất cứ ấn tượng gì sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ thật kỹ. Vẻ mặt Đan Hoàng nghiêm trọng, nhìn Hoàng Nê Đài chậm rãi lắc đầu. Mặc dù hắn đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu rõ lịch sử cổ kim, nhưng trong ấn tượng hoàn toàn không có như thế này một Hoàng Nê Đài nào có thể tùy tiện chống cự liệp thần thương, có thể hoàn toàn không nhìn phần thiên diệt thế viêm, thậm chí ngay cả thông thiên tháp đều không lay động được. Thần vật khủng bố như thế, hẳn là danh chấn hồng hoang mới đúng. Thiên hậu ở bên cạnh khẽ nói. Hồng Mông Phong Bia chôn sâu ở dưới thượng thương cổ thành, bị vô số linh mạch che giấu khí tức, Hoàng Nê Đài chôn sâu ở nền móng trụ trời. Bị tế chàng không gian che giấu khí tức. Bọn chúng khẳng định có liên hệ đặc thù, tất nhiên cũng là bị người ta phong tồn. Nếu như không phải thượng thương cổ thành bị tỉnh lại ở thời đại này, nếu như không phải đại tặc có được khí tức Hồng Mông lại chấp nhất thăm dò, chỉ sợ Hồng Mông Phong Bia sẽ còn mai táng càng lâu. Nếu như không phải thiên trụ sơn bị sụp đổ, không phải tế đàn không gian bị chôn vùi, nếu như không phải Hồng Mông Phong Bia tỉnh lại, Hoàng Nê Đài càng sẽ không tái hiện nhân thế. Đám người chậm rãi gật đầu. Đây đều là cơ duyên xảo hợp. Đan Hoàng lại bị câu từ của Thiên Hậu làm cho xúc động, đây cũng là mệnh số. Nếu thật sự là như vậy, trong đầu Đan Hoàng lần nữa nhớ tới lời nhắc nhở của Đại Đạo Long Quỳ trong thế giới mới.
ai có thể kết thúc hoang cổ số mệnh, ai có thể trọng lập hồng mông phong bia, ai có thể triệu hoán, ức vạn đồ đằng đang ngủ say, ai có thể tái diễn, đại điển phong thần vạn cổ, ai có thể ngăn cản, hắn trở về. Đan Hoàng càng nhăn chặt lông mày, vẻ mặt càng nghiêm trọng thêm, một cái suy nghĩ khiếp sợ hiển hiện lên trong đầu, tòa hoàng nê đài này. Sẽ không phải, có liên quan cùng phong thần đại điển đấy chứ. Bọn hắn không biết, khi hoàng nê đài chưa tỉnh lại, các nơi trên thế giới, rừng rậm, hoang mạc, đáy hồ, biển cả, liên tiếp xuất hiện sụp đổ thần bí, một tòa tiếp lấy một tòa hoàng nê đài tương tự, đánh sụp đổ địa tầng hoặc đáy biển dãy núi, sông lên mây xanh. Các nơi kinh động, nhao nhao tụ ở xung quanh nê đài, nghiên cứu nê đài, lĩnh hội nê đài, thậm chí muốn khống chế nê đài. Khương Phàm vòng quanh hoàng nê đài lặp đi lặp lại điều tra. Càng là không bị khống chế, càng có thể nói rõ sự bất phàm của nó. Nhưng, bất luận là thần viêm của Khương Phàm, bí lực vô lượng của thiên hậu, khí tức hồng mông của đại tặc, uy lực âm dương mà tặc điểu cùng hướng vãn tình thả ra. Đám người thay nhau đi lên nếm thử, đều không thể khiến cho hoàng nê đài hứng thú chút nào. Khương Phàm làm cho tất cả mọi người đều ngưng tụ tinh hoa huyết dịch, lần lượt vẩy tới hoàng nê đài, muốn nhìn một chút xem máu của ai sẽ đủ tư cách, hoặc là hoàng nê đài nhận máu của ai, kết quả hoàng nê đài cũng là không có phản ứng chút nào. Liên tiếp mấy ngày, hoàng nê đài đứng ngạo nghễ tại đỉnh cửu thiên, như là thiên thần quan sát chúng sinh, từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy cái uy lực rộng rãi, thiên uy uy nghi kia. Dần dần, không còn ai dám coi thường cái nê đài nhìn hình tượng không tốt này, ngược lại kính sợ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, như là đây không phải là nê đài, mà là hoàng tọa vô thượng. Ngay cả Khương Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, tòa hoàng nê đài này có phải có liên quan cùng cái gọi là phong thần đại điển thật hay không? Nhưng, cái gì là phong thần? Là phong ấn thần ma? Hay là phong vị thần ma? Phong ấn thần ma, nê đài này có uy lực và năng lượng này sao? Nhưng ngẫm lại có thể chống đỡ được liệp thần thương, thật sự là có khả năng. Phong vị thần ma, cái kia càng kinh khủng, như là nhân hoàng phong thưởng vương hầu, chẳng phải hoàng nê đài là đế quân lập tân thần. Khương Phàm để đám người về thế giới hỗn độn tiếp tục tu luyện, mình ở lại nơi này tiếp tục dò xét. Mặc kệ là phong ấn thần ma hay là phong vị thần ma, Khương Phàm đều có loại trực giác mãnh liệt, tòa hoàng nê đài này có thể thay đổi vận mệnh của hắn, thậm chí là đại chiến thương huyền. Đông Hoàng Như Ảnh ở lại nơi này, lấy thiên thu vạn cổ, cảm ngộ thời không, tìm kiếm ấn ký hoàng nê đài lưu lại trong lịch sử. Thần bí bảo vật như vậy tuyệt đối rung động qua một thời đại, có khả năng cách nay xa trăm vạn năm, rất khó cảm nhận được. Nhưng, chỉ cần rung động đủ lớn, đối với thế giới biến thiên có ảnh hưởng mãnh liệt thì ấn ký của nó trong dòng sông thời gian cũng nhất định vô cùng lóa mắt. Nhưng, để Khương Phàm và Đan Hoàng không có nghĩ tới là, trận phát hiện ngoài ý muốn nhìn như ngạc nhiên này để, chư thần tận thế trước thời hạn trọn vẹn mấy năm. Bởi vì, Hồng Mông Phong Bia hiện thế và Hoàng Nê Đài thức tỉnh, đưa tới lực lượng nào đó cảnh giác. Tại vũ trụ thâm không xa xôi, tại hư vô minh mông hắc ám, một đám, sinh linh, thần bí đang đạp nát thời không. Sải bước mà đến, dừng bước lại. Bọn hắn, ngắm nhìn, tổ địa, xa xôi, nắm chặt vũ khí trong tay. Phong thần đài, tỉnh, hồng mông khải phán, đồ đằng che trời. Hoang cổ sắp luân hồi. Chúng ta, có đối thủ. Tiếng nói nhỏ thăm thẳm phiêu đãng trong vũ trụ, không gian và thời gian vặn vẹo. Sau một lát ngắn ngủi, trong đôi mắt bọn, sinh linh, thần bí này toát ra chiến ý nồng đậm. Sau đó, lại lên đường, tăng nhanh tốc độ. Thiên trụ sơn mạch, Khương Phàm ngồi ở bên trên hoàng nê đài, huyễn tưởng đây là hoàng vị vô thượng, muốn phong thưởng thiên hạ, càng kích phát bí thuật đại táng, cảm ngộ sơn hà, cảm ngộ đất trời, cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần, cũng tại cảm ngộ chúng sinh tạo hóa. Mới đầu không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Khương Phàm từ đầu đến cuối vẫn không có từ bỏ. Nếu quả như thật sự có liên quan cùng đại điển phong thần, vậy thì nhất định cần lục đạo lục táng đi kích thích. Rốt cuộc, sau 3 ngày tĩnh tọa, Khương Phàm đặt ý thức vào trong thế giới, đất trời, cùng chúng sinh và nhật nguyệt tinh thần cũng bắt đầu vặn vẹo thay đổi, dần dần xuất hiện hư ảnh hoàng nê đài. Nó vẫn đứng ngạo nghễ tại đỉnh cửu thiên, vẫn uy nghiêm bao quát chúng sinh. Nhưng lần này, ở xung quanh hoàng nê đài liên tiếp hiện ra hư ảnh mới, một cái, hai cái, ba cái, cũng là tương tự hoàng nê đài, chỉ là quy mô ít hơn. Khi hư ảnh tòa nê đài liên tiếp hiện ra trọn vẹn 18 cái, bảo vệ chủ nê đài, một loại thần uy ầm vang nổ tung cơ hồ muốn chấn vỡ ý thức Khương Phàm, nhưng ở sâu trong bạo tạc cùng chiều dâng,
trong thế giới ý thức đang vặn vẹo, chủ nê đài cùng từng cái nê đài tạo thành sâu chuỗi phức tạp mà thần bí với nhau, ngay sau đó một loại cảm ngộ hùng vĩ để Khương Phàm lâm vào trong khiếp sợ vô tận. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Như Ảnh cũng ở sâu trong thời không Trường Hà, tại thời đại hồng hoang cách nay trăm vạn năm, truy tung đến bóng dáng Hoàng Nê Đài. Hình ảnh mơ hồ mà sáng chói, lại mang đến trùng kích xung động không có gì sánh kịp. Nàng nhìn thấy vạn vật hò hét. Nàng nhìn thấy đồ đằng đầy trời. Nàng nhìn thấy hồng mông phong bia. Nàng nhìn thấy phong thần đại điển. Nàng nhìn thấy thiên băng địa liệt, càn khôn nghịch loạn. Khi Khương Phàm và Đông Hoàng Như Ảnh song song bừng tỉnh, Hoàng Nê Đài dâng lên ngàn vạn pháp ấn, vờn xung quanh Khương Phàm, giống như khoác hoàng bào, nhân hoàng đăng vị. Cùng lúc đó, chủ Nê Đài chân chính thức tỉnh, trùng kích đến 18 tòa Nê Đài ở các nơi trên thế giới, thần uy vô tận được bộc phát, vặn vẹo năng lượng đất trời, phóng thích đại thế vô thượng. Các nơi đang quay xung quanh Nê Đài bộc phát đại chiến tranh đoạt, lập tức sôi trào, cũng kinh động đến hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo địa khu xung quanh. Sau khi Khương Phàm bừng tỉnh, hắn hoảng hốt thật lâu. Cái Nê Đài này thật sự là dùng để phong thần. Phong thần. Khương Phàm cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, bồi dưỡng một tôn thần, khó khăn cỡ nào, cho dù là đế tộc, đều miễn cưỡng cam đoan song thần cùng tồn tại, thời đại tam thần cực kỳ hiếm thấy, một hoàng đạo có thể nuôi dưỡng được thần linh đã có thể trấn nhiếp tám phương, uy lẫm thiên hạ, cửu thiên thần giáo mấy ngàn năm mới ra một cái cửu thiên thần tôn, bởi vì vô lực bồi dưỡng tân thần, không thể không đánh cược tương lai, hợp tác cùng hắn. Vậy mà tòa Nê Đài này lại có uy lực phong thần. Khương Phàm rung động, đồng thời xác thực có loại cảm giác hồi hộp. Quá không tầm thường. Thật sự, quá là không tầm thường. Vượt qua trăm vạn năm khôi phục, không thể nghi ngờ là kiêu ngạo của thời đại này, nhưng tương tự biểu thị nguy cơ to lớn. Huống chi hình ảnh hắn nhìn thấy, lại để cho hắn ngạt thở. Nhưng, Khương Phàm rất nhanh đã tỉnh táo lại, mặc kệ nó. Lịch sử đang kịch biến, thứ hắn muốn làm chính là thuận thế mà làm, cũng không phải sợ hãi thán phục rung động. Khương Phàm lập tức nói với Đông Hoàng Như Ảnh. Đi thế giới hỗn độn, tất cả thánh hoàng toàn thể xuất kích, 32 người một tổ, phân tán đến xung quanh hải vực, lùng bắt Hoàng Nê Đài. Nếu như gặp phải cường giả thần cấp, không cần liều mạng, nhưng bất luận một tổ nào nếu có hy vọng, liều mạng sắp tàn đều phải mang Hoàng Nê Đài trở về cho ta. Như Ảnh, nàng tự mình đi thần dụ chi hải, cần phải bảo đảm hải thần đảo đạt được Hoàng Nê Đài. Hoàng Nê Đài ở đại lục khác, bọn hắn không dám tới liều, nhưng Hoàng Nê Đài hải vực xung quanh, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Đông Hoàng Như Ảnh mở ra không gian, đi thẳng đến thế giới hỗn độn. Hình ảnh trong dòng sông lịch sử quá rung động, nếu như những Hoàng Nê Đài này còn có uy lực của thời đại hồng hoang, không thể nghi ngờ là có thể thay đổi cách cục thế giới, ảnh hưởng đến đại chiến thương huyền tiếp sau này. Tin tức truyền về thế giới hỗn độn, các thánh hoàng vừa mới bế quan nhao nhao bừng tỉnh. Hoàng Nê Đài lại là phong thần đài. Hoàng Nê Đài lại có thể phong vị thần ma. Bọn hắn rung động, cũng sôi trào lên. Đại tặc kích động mà chu lên, hô to mình là công thần, thay đổi lịch sử. Sau khi an bài đơn giản, thiên hậu mang theo Mặc Kỳ Lân, Côn Bằng, Kim Ô, tổ thú tam đại thánh hoàng, thân phó Tây Bắc đến hư vọng chi hải, nơi đó có võ thần điện cường hãn. Đông Hoàng Như Ảnh lao tới Tây Bộ, thần dụ chi hải, nếu như chỉ là bí mật di chuyển, chính nàng có thể ứng phó Thiên Kiếm Thần Tông. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai, liên thủ Đông Hoàng Lăng Tuyệt, lao tới Nam Bộ, thần khắp chi hải. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu như thần tôn của Thái Uyên cực địa chết rồi, đủ để quét ngang thần khắp chi hải, cho dù thần tôn kia còn sống, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là vì tránh cho hồng mông phong bia gây nên chú ý quá mức, giữ đại tặc lại. Hướng Vãn Tình, Thái Dương Kim Ô, Ngô Chính Nguyên, liên hợp Đông Hoàng Trấn Nguyên, chạy tới Đông Nam Bộ, Linh Kiếp Hải Vực, nơi đó là linh tộc hải vực, nguy hiểm lại mẫn cảm. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, cùng Triệu Thời Việt, Khương Bá, lao tới Bắc Bộ, Hoắc Loạn Chi Hải, nơi đó là thế giới hung thú, cực kỳ nguy hiểm. Đông Hoàng Càn, đi thần khốc cùng thần dụ phía tây thần hữu Chi Hải, khoảng cách xa xôi, không ôm hy vọng, nhưng cũng muốn đi thử một chút. Đông Hoàng Toại thì lao tới Đông Bắc Bộ, Vĩnh Sinh Chi Hải, nơi đó hải vực hẹp dài, liên tiếp với Đông Bắc Thương Huyền cùng Huyết Ma Đại Lục, bởi vì gần đây hai bên giằng co, có số lượng lớn cường giả ẩn núp, không nên xuất động quy mô lớn. Cho nên, Đông Hoàng Toại tự mình đi qua, có thể đoạt thì đoạt, đoạt không được thì không mạo hiểm.
Khương Phàm thì tự mình đi thẳng đến hải vực đông bộ, nơi đó là hải vực Huyền Vũ đế tộc khống chế trực tiếp, được gọi Huyền Vũ hải vực. Huyền Vũ hải vực, phạm vi hải vực lớn nhất, khoảng cách nam bắc dài nhất đạt tới hơn 500.000 dặm, mà chiều sâu thì vượt qua 100.000 dặm. Nơi này không chỉ có số lượng lớn hải thú chiếm cứ, cũng tụ tập rất nhiều thế lực nhân tộc. Có thể xưng là hoàng tộc đã có 7 cái, hoàng đạo lại có 2 cái. Khi rãnh biển sụp đổ, hoàng nê đài hiện thế, chấn động mãnh liệt đã dẫn phát biển động phạm vi lớn, cũng kinh động đến hải đảo cùng thế lực mấy vạn dặm xung quanh. Số lượng lớn cường giả nhao nhao vượt biển tụ tập đến xung quanh hoàng nê đài cướp đoạt. Trước khi Khương Phàm không có tiếp quản chủ nê đài nơi này cũng không nhìn đến bất kỳ công kích hay khống chế, cứ đứng ngạo nghễ tại đỉnh cửu thiên, lù lù bất động. Cho nên trong thời gian dài đến 10 ngày, tin tức hoàng nê đài càng truyền càng xa, từ mấy vạn dặm đến mười mấy vạn dặm, càng ngày càng nhiều cường tộc chen chúc tới. Cho đến Khương Phàm khống chế chủ nê đài các nơi nhao nhao thức tỉnh, sôi trào thần uy, vặn vẹo đất trời, thiên uy vô thượng, đều kích thích đến tất cả cường giả. Tranh đoạt ác chiến, lập tức thăng cấp. Thiên hải rung chuyển, tiếng kêu giết đinh tai nhức óc. Tất cả yêu thú cùng nhân tộc đều điên cuồng chém giết, tranh nhau lên trời, khống chế hoàng nê đài. Nhưng hoàng nê đài cao ngạo lơ lửng tại đỉnh cửu thiên, khoảng cách thực sự quá xa, không đợi số lượng lớn mãnh thú và cường giả tới gần nơi đó, đã bị đuổi kịp đối thủ chém giết. Chém giết hỗn loạn dần dần trải rộng hải vực, bầu trời, trên tầng mây, cùng dưới 9 tầng trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hỗn chiến triệt để mất khống chế, nhưng không có ai có thể thật sự tới gần hoàng nê đài. Hoàng nê đài tựa như thiên thần cao cao tại thượng, bế nghễ dân chúng, lạnh nhạt vô tình, khinh thường nhìn sinh linh đang giết đỏ cả mắt. Thời điểm các phương giết đến điên rồi, thời điểm càng ngày càng nhiều cường tộc vượt biển mà đến, trong lúc bất chợt đất trời hỗn loạn lại lâm vào lờ mờ, tiếp theo bị huyết quang bao phủ, một vòng tiếp lấy một vòng trăng máu treo đầy bầu trời, để thiên hải hỗn loạn lâm vào bên trong yêu dị cùng quỷ bí. Không đợi yêu thú cùng mọi người điên cuồng chém giết nhau kịp phản ứng đã nhanh chóng bạo tẩu, hai mắt bọn hắn đỏ ngầu, điên cuồng đến mất đi khống chế. Huyết nguyệt chiến tộc. Có ít người từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, hốt hoảng rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Trên trời cao, từng vòng trăng đỏ giống như là cự luân dao động trên biển mây, xẹt qua bầu trời, xông về đỉnh cửu thiên. Bên trong huyết nguyệt to to nhỏ nhỏ, tất cả đều là nhân tộc khoác y phục đỏ, trong tay cầm chiến đao. Chỗ mi tâm của bọn họ đều tương tự huyết nguyệt linh văn, nở rộ huyết quang yêu dị, bộ dáng chiếu ánh tà ác lãnh khốc. Huyết nguyệt chiến tộc, đỉnh cấp hoàng tộc tại Huyền Vũ hải vực, được công nhận là chiến tộc, trong lịch sử từng 3 lần đứng hàng hoàng đạo. Huyết nguyệt, đã là linh văn, càng là huyết mạch, cũng là chiến khu, giao phó bọn hắn không gian trưởng thành vô hạn. Huyết nguyệt có thể thao túng huyết khí, càng lấy sát ý làm thức ăn. Chiến đấu càng là thảm liệt hỗn loạn. Chiến trường càng là điên cuồng bạo tẩu, thực lực của bọn hắn càng cường đại. Lão tử chờ đã nửa ngày, các ngươi lại đến kiếm tiện nghi. Sâu trong đáy biển, đột nhiên truyền đến gầm thét hùng hậu. Mặt biển nhanh chóng chìm xuống, như là xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó, mặt biển bạo động, biển động kinh thế vén trời dâng lên, thẳng tới 3 vạn mét, mang trọng lượng hàng tấn của biển cả, hung hăng chụp về phía huyết nguyệt đang phóng tới hoàng nê đài. Thanh thế kinh khủng. Như là Phật Hải Thần tức giận, dung chuyển thiên hải. Hải khiếu cự ngạc, vẫn ưa thích lén lút, người vĩnh viễn không ra gì. Người cầm đầu bên trong huyết nguyệt truyền ra âm thanh hừ lạnh, mang toàn thể huyết nguyệt hoành hành trên bầu trời, huyết quang liệt liệt, huyết chiều cuồn cuộn, hình thành màn trời đỏ tươi, nghênh kích biển động vén trời 3 vạn mét đầy khủng bố. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt xung động thiên hải, không gian đều nổi lên gợn sóng. Số lượng lớn cường giả vừa mới bị huyết nguyệt ảnh hưởng tới ý thức bừng tỉnh, tiếp theo lại bị hải triều cùng huyết khí bao phủ, kêu thảm tiến đụng vào trong biển. Lão tử gọi đây là chiến thuật. Hải khiếu cự ngạc lao ra từ đáy biển, ngẩng đầu lên trời hét lên đầy giận dữ, bọt biển to lớn hỗn loạn đến mất khống chế lập tức bạo động, biển động dâng lên hàng ngàn hàng vạn cây giáo, hơn ngàn mét, như vòi rồng khổng lồ. Trước mặt thực lực, không có chiến thuật. Người cầm đầu bên trong huyết nguyệt là lão giả khô gầy, hắn bỗng nhiên chìm xuống, một loại uy áp quỷ bí mà vô hình ầm vang rơi xuống, số lượng lớn cường giả bên trong mặt biển và hải triều hỗn loạn mất khống chế vội vàng không kịp chuẩn bị, nhào nhào vỡ nát, hội tụ thành xiềng xích huyết triều, lít nha lít nhít quấn lên hải khiếu cự ngạc. Hải khiếu cự ngạc bị xiềng xích quấn quanh, huyết khí toàn thân lập tức mất khống chế,
nó kêu gào đau đớn thảm thiết, cây giáo đang phóng tới bầu trời nhao nhao tán loạn, hóa thành thủy triều vẩy xuống đầy trời. Nhưng ngay lúc huyết nguyệt muốn xử tử hải khiếu cự ngạc, mặt biển nơi xa lại nổi lên gợn sóng, từng cái, hải mị, thân người đuôi cá, nhao nhao dâng lên, giống như là mũi tên rời cung sông về bầu trời. Bọn chúng quá nhiều, mấy trăm đến hơn cả ngàn, càng ngày càng nhiều. Ngăn bọn chúng lại. Người cầm đầu huyết nguyệt lập tức từ bỏ hải khiếu cự ngạc, bay lên không lao thẳng lên cửu thiên. Những huyết nguyệt khác liên tiếp xoay tròn, gào thét lao thẳng đến hải mị. Huyết nguyệt chiến tộc nắm chiến đao, sát ý nghiêm nghị. Số lượng hải mị đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Sóng âm sắc nhọn của bọn chúng giống như là lôi chiều vô tận, có thể đâm bị thương linh hồn, bí thuật cường hãn của bọn chúng có thể điều khiển hết thảy thủy nguyên lực, bao gồm cả nước trong máu. Hải mị cũng không thể nghi ngờ là cường địch mà huyết nguyệt chiến tộc kiêng kỵ nhất. Hai bên va chạm kịch liệt không khác cây kim so với cọng dâu. Mặc kệ ngươi là cái gì, thuộc về ta. Huyết nguyệt lão tổ đuổi giết đỉnh cửu thiên, giáng lâm đến phía trước hoàng nê đài. Nhưng đúng vào lúc này, số lượng lớn hải mị đột phá huyết nguyệt chặn đánh, một vị cầm đầu mãnh liệt phóng lên, đánh ra một cây giáo tới phía huyết nguyệt lão tổ. Cây giáo xoay tròn kịch liệt, nổi lên cường quang mát lạnh. Bầu trời rung chuyển, hải triều yên lặng, cây giáo như là duy nhất giữa thiên địa, đánh xuyên hết thảy, đâm về huyết nguyệt lão tổ. Nộ hải chiến mâu, chí bảo trấn tộc của bộ tộc hải mị, cũng không phải là do người rèn đúc, mà là trọng khí được hải dương tại vực sâu đáy biển diễn biến tự nhiên, có thể hấp thu đại thế đại dương, bộc phát ra uy thế cực kỳ khủng bố. Một kích của thánh vương, thậm chí có thể uy hiếp được thánh hoàng. Huyết nguyệt lão tổ không dám khinh thường, lập tức quay người nghênh kích. Hắn dữ tợn hét lên, huyết nguyệt tăng vọt ánh sáng, sát ý vô lượng thôn nạp ở giữa thiên hải, mãnh liệt nổ tung, như là một ngôi sao tiêu tan, bạo động thế gian, không gian vặn vẹo. Nộ hải chiến mâu cường thế giết tới nhận lấy trùng kích, trạch hướng quỹ tích, xẹt qua bên cạnh huyết nguyệt lão tổ. Huyết nguyệt lão tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn hải mị, quay người phóng tới hoàng nê đài, muốn mạnh mẽ cuốn đi. Nhưng, một giọng nói lạnh lùng quanh quẩn thiên hải, để toàn trường hồi hộp. Hoàng lão quỷ, ngươi dám đụng đến hoàng nê đài, ta san bằng huyết nguyệt đảo ngươi. Huyết nguyệt lão tổ đang muốn đạp vào hoàng nê đài thì cưỡng bức ngừng cái thân thể già nua lại, thể hiện khó coi, sau khi hơi giãy giụa, hắn quay đầu nhìn về phương xa. Các huyết nguyệt chiến tộc đang chém giết cùng hải mỹ nhao nhao dừng lại, cưỡng chế lấy tức giận và không cam lòng, kéo dài khoảng cách. Hải dương hỗn loạn, yêu thú cùng biển người sao động, cũng liên tiếp an tĩnh lại. Tại điểm cuối cùng trên thiên hải, từng mảnh kim quang lấp lóe, xua tan huyết quang đầy trời, chiếu ánh mặt biển san sát nối tiếp nhau. Đó là nhóm lớn hoàng kim lôi xa. Trời sinh tính hung tàn, khát máu lại tàn bạo, thân thể cực kỳ cường hoành, còn có thể phóng thích uy lực hoàng kim lôi điện mạnh mẽ. Bọn chúng không thể nghi ngờ là bá chủ hải vực. Càng đặc biệt là, bọn hắn là tòa kỵ của nhân tộc hoàng đạo tại huyền vũ hải vực, thiên yêu thần cung. Hoàng kim lôi xa sôi trào lôi chiều. Khống chế đại dương mênh mông, thành đàn xông vào chiến trường. Hải thú nhao nhao kiêng kỵ nhường đường, không dám khiêu khích thiên yêu thần cung. Thiên yêu thần cung được danh xưng là thiên yêu đăng, khắc tinh của yêu tộc, có thể uy hiếp nghiêm trọng đến huyết mạch. Một khi bị đánh trúng, lưu lại tai họa ngầm cơ hồ không cách nào chữa trị được, triệt để gãy mất tiềm lực trưởng thành của ngươi, nếu như bị trấn áp, còn có thể đốt sống ngươi thần hồn câu diệt. Các cường giả nhân tộc cũng nhao nhao nhường đường. Nhưng đều là cúi đầu trước lui sau. Huyền Vũ Hải vực được danh xưng là hải vực yêu tộc, không chỉ có số lượng yêu thú khổng lồ, càng bị Huyền Vũ đế tộc uy hiếp, nhân tộc có thể ở chỗ này tranh thủ được địa vị cũng là cưỡng ép đối kháng cùng yêu tộc, cũng là bởi vì thiên yêu thần cung kiêu ngạo, cùng chén thiên yêu đăng tuyên cổ bất diệt kia. Huyết Nguyệt lão tổ nhìn hoàng nê đài gần ngay trước mắt, sắc mặt âm trầm, trong lòng dãy giụa, cũng uất ức. Bọn hắn nhận được tin tức đã nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất xông lại. Chính là muốn trước khi thiên yêu thần cung đuổi tới, cướp đoạt cái bảo vật đột nhiên hiện thế này. Chỉ cần có thể mang về chiến tộc, thiên yêu thần cung tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm nội loạn nhân tộc, đạp diệt huyết nguyệt chiến tộc bọn hắn. Nhưng, vẫn chậm một bước. Hải mị bọn họ cũng rất uất ức, tuyệt thế linh bảo như thế này chẳng lẽ muốn rơi xuống trên tay nhân tộc. Nhưng nếu thiên yêu thần cung đã tới, bọn chúng cũng không có hy vọng nữa. Mà hoàng đạo yêu tộc cách nơi này quá xa. Hẳn là đuổi không tới, thậm chí nói bây giờ cũng không được đến tin tức.
các cường giả Thiên Yêu Thần Cung cưỡi hoàng kim lôi xa kiêu ngạo xuyên qua hải triều hỗn loạn, đi tới giữa chiến trường. Hải khiếu cự ngạc trước đó phách lối đều dưới sự uy hiếp của hoàng kim lôi xa mà lùi lại, kéo dài khoảng cách. Cung chủ đương đại của Thiên Yêu Thần Cung, Địch Ngao ngẩng đầu nhìn qua tòa hoàng nê đài treo cao tại đỉnh cửu thiên kia. Một tòa nê đài, dẫn phát biển động vạn dặm, hơn 10 ngày không ai có thể nhận chủ, ta còn tưởng rằng là tuyệt thế bảo vật gì. Là bởi vì mai táng quá lâu, mục nát rồi, trước đó chỉ sợ là tòa, tế đàn, nó lao ra từ đáy biển, dưới đáy biển không có bảo vật khác sao. Các cường giả của Thiên Yêu Thần Cung đều rất kinh ngạc, vượt biển 10 vạn dặm mà đến, trên đường đi đầy lòng chờ mong, kết quả. Chỉ cái này, nê đài, Địch Ngao dậm chân phóng lên trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới đỉnh cửu thiên. Huyết Nguyệt lão tổ vẫn đứng ở phía trước hoàng nê đài, nắm chặt nắm đấm không chịu rời khỏi. Đây là thần uy, không uổng công ta cưỡng ép xuất quan, tự mình tới. Sắc mặt Địch Ngao hơi chậm, lộ ra nụ cười hài lòng. Huyết Nguyệt lão tổ giật khóe miệng một cái, không có trả lời. Địch Ngao liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Thần vật như vậy, Huyết Nguyệt chiến tộc giữ không được. Các ngươi muốn trở lại hoàng đạo đường tắt duy nhất chính là thần phục Thiên Yêu Thần Cung chúng ta, khẩn cầu thần vật bồi dưỡng thánh hoàng. Hoặc là, chờ cuộc chiến đế ước bộc phát, các ngươi đến chiến trường Thương Huyền hấp thu máu tươi và sát ý. Chiến trường nơi đó vô biên, là mảnh đất màu mỡ để các ngươi trưởng thành. Huyết Nguyệt lão tổ nghiêm mặt, lui về phía sau mấy bước, từ bỏ. Thế này mới đúng. Địch Ngao hừ một tiếng, có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo leo lên hoàng nê đài. Hoàng nê đài tỏa ra khí tức huyền hoàng bàng bạc, cuồn cuộn khắp đất trời, trùng kích bầu trời, thần uy càng như uy lực núi lửa, dâng lên thao thao bất tuyệt. Địch Ngao ngạc nhiên cảm nhận được năng lượng từ hoàng nê đài, mặc dù nhìn rất táo bạo, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì đối với hắn, ngược lại còn đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn, giống như đang phạt mao tẩy tủy, lại như là đang kích phát tiềm lực. Toàn thân hắn đều trở nên nóng hổi, từ khí hải đến huyết nhục lại đến trong hài cốt, đều biến thành màu vàng óng. Cảnh giới thánh vương giống như cũng bắt đầu ba động. Hải triều mãnh liệt nhấc lên, ù điếc tai, nhưng tất cả hải thú cùng cường giả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên nhìn một màn kia. Sắc mặt Huyết Nguyệt lão tổ khó coi, tiếc nuối quay người rời khỏi. Các cường giả Huyết Nguyệt chiến tộc đều nắm chặt nắm đấm, đầy ngập lửa giận, hận không thể phóng thích bí thuật Huyết Nguyệt, tạo cho Địch Ngao ảo giác giết chóc, để hắn mất khống chế. Nhưng nhìn cường giả hoàng kim lôi xa cùng Thiên Yêu Thần Cung phía dưới nhìn chằm chằm, không thể không nhẫn nhịn xúc động lại. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Địch Ngao đứng trên hoàng nê đài, kích động đến cười to. Thần vật a, mặc dù hình tượng không tốt, nhưng mang tới cảm giác kỳ diệu lại để hắn phấn khởi. Đại chiến đế ước sắp bộc phát, bọn hắn cũng hy vọng đến Thương Huyền kiếm một chén canh, càng hy vọng hiện ra thực lực ở nơi đó, thần vật này tới thật sự là kịp thời. Các cường giả Thiên Yêu Thần Cung trao đổi ánh mắt, nhao nhao bay lên không, muốn tới gần hoàng nê đài cảm nhận chút. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng tạch tạch chói tai, giống như thứ gì đó bị đánh xuyên tầng tầng, mà tốc độ cực nhanh, từ lúc nghe được thanh âm rất nhỏ đến khi vang vọng đất trời, chỉ ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Số lượng lớn ánh nhìn về phía đông, đây lại là ai tới? Nhưng ngay sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về phương tây, không đúng, thanh âm là từ phía tây truyền đến. Oanh, rầm rầm rầm. Một thân ảnh màu đỏ vàng đánh xuyên bầu trời, lao vùn vụt giữa chân thực cùng hư vô, lưu lại không gian vỡ vụn bị phá thành mảnh nhỏ. Địch Ngao cau chặt lông mày, cao giọng tuyên cáo với phía tây. Ta, Địch Ngao, cung chủ đương đại của Thiên Yêu Thần Cung, người đến là ai? Ầm ầm. Thân ảnh kim hồng không giảm tốc độ, sau khi khung trời vỡ nát, lại biến mất không còn bóng dáng, nhưng sau một khắc, không gian trước mặt hoàng nê đài theo đó mà vỡ nát. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trên trời giáng xuống. Liệt diễm bạo động quét sạch bầu trời, hóa thành chu tước, dung chuyển cửu thiên, quan sát đại dương mênh mông. Thần uy như cuồng phong bạo vũ tràn ngập đất trời bao phủ khắp nơi, đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh ở đây, mang cảm giác hồi hộp đến ngạt thở. Chu tước, ngọa tào, phần thiên thần hoàng. Số lượng lớn cường giả kinh hãi muốn tuyệt, da đầu đều tê lên. Các cường giả Thiên Yêu Thần Cung đang bay lên không nhao nhao lui lại, kinh nghi khó định nhìn lên bầu trời. Khương Phàm, phần thiên thần hoàng, thể hiện kiêu ngạo cứng ở trên mặt Địch Ngao. Lui ra, Khương Phàm lạnh lùng nhìn nam tử bên cạnh hoàng nê đài. Đây là,
Đây là chúng ta, Thiên Yêu Thần Cung, ra tay trước, phát hiện. Địch Ngao chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày lại cả lâm, nhưng đập thần uy khủng bố vào mặt, ép tới hắn cơ hồ phải quỳ xuống. Ta không lạm sát kẻ vô tội, lui ra. Khương Phàm xoay chuyển năm ngón tay, chậm rãi nắm chặt. Cái này, nơi này là Huyền Vũ Hải Vực, nơi này là Huyền Vũ Hải Vực, nơi này là Huyền Vũ Hải Vực. Địch Ngao giật mình tỉnh lại, nghiêm túc gào thét. Khương Phàm lạnh lùng nhìn Địch Ngao. Địch Ngao cường thế giằng co, kiêu ngạo ngửa đầu. Không khí ngột ngạt vừa khẩn trương, ngàn vạn cường giả cũng không dám loạn thở. Sau một lát, Địch Ngao thấy Khương Phàm không có ra tay, lập tức liền muốn tuyên cáo quyền sở hữu đối với món bảo vật này. Ta cho ngươi cơ hội, cũng cho ngươi thời gian. Ta không lạm sát kẻ vô tội, nhưng ngươi không biết tốt xấu. Khương Phàm phát động một quyền, liệt diễm tuôn ra, như chu tước dương cánh, đối diện đánh vỡ nát Địch Ngao bên trên hoàng nê đài. Chủ nhân hoàng đạo cao ngạo, cường giả thánh vương cường hãn, tại một cái chớp mắt này, hóa thành huyết nhục đầy trời, vẩy xuống thiên hải. Cung chủ, các cường giả Thiên Yêu Thần Cung nghẹn ngào rên rỉ, những cường giả còn lại thì hít vào từng ngụm khí lạnh, thật mẫu thân nó. Thật hung ác, chủ nhân hoàng đạo nói giết liền giết. Trách không được có thể thống ngự Thương Huyền, phần sát phạt cùng cường thế này, mẫu thân nó, ai lại không sợ. Khương Phàm, ngươi là tên hỗn đản đáng chết. Một nữ tử lãnh diễm giận dữ quát tháo. Ngươi tự tiện xông vào Huyền Vũ Hải Vực, còn tàn sát chủ nhân hoàng đạo của chúng ta, trong mắt ngươi có quy củ hay không? Đáng đời ngươi bị đế tộc tuyên chiến. Đáng đời. Ta tại Thương Huyền chờ ngươi. Khương Phàm không nhìn nữ tử khiêu khích, tế lên chủ nê đài, cảm ứng cùng hoàng nê đài tại đỉnh cửu thiên. Tòa kia hoàng nê đài bỗng nhiên hạ xuống, vờn đến xung quanh chủ nê đài. Lại là hoàng nê đài. Hắn có được từ nơi nào? Đây là bảo vật gì, lại có hai tòa? Các cường giả hải vực nhao nhao có phản ứng, bọn hắn vì tòa hoàng nê đài này mà giết 20 ngày, còn tưởng rằng Thương Thiên chiếu cố Huyền Vũ Hải Vực, kết quả. Phần thiên thần hoàng cũng có một tòa. Đây là sau khi nhận cảm ứng mới chạy tới sao? Khương Phàm thu hồi hoàng nê đài, bay lên không rời khỏi. Khương Phàm, chớ đi, có dám đi gặp mặt thần tôn thần cung ta hay không? Lấy xong thì đi, ngươi là cường đạo sao? Ngươi cũng xứng làm chủ nhân Thương Huyền, cút trở lại cho ta. Nữ tử lãnh diễm bi phẫn hô to, lại bị các cường giả bên cạnh cưỡng ép ngăn chặn. Đây chính là kẻ đốt thần tôn, nếu thật sự bị chọc giận, quay đầu vung xuống một vùng biển lửa, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Hừ hừ, vừa hay, ai cũng đừng mong muốn có được. Đảo chủ Huyết Nguyệt đảo hừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, thật sự là sát ý nồng nặc. Đối với Huyết Nguyệt chiến tộc mà nói, đây chính là chất dinh dưỡng mỹ vị. Sau khi Khương Phàm thành công bắt lấy hoàng nê đài, hắn lập tức trở về Thương Huyền đại lục. Cùng lúc đó, đội ngũ khác lần lượt đến hải vực xung quanh, nhưng hành động cũng không thuận lợi. Bọn người Kiều Vô Hối thành công tìm được hoàng nê đài tại Hoắc Loạn chi hải, nhưng lúc đó hoàng nê đài đã bị Cự Thú Táng Hải nơi đó đoạt được. Bọn hắn điên cuồng cướp đoạt, bị vô tình vây bắt. Cũng may thực lực bọn hắn đủ mạnh, trước khi vây bắt phạm vi càng lớn phát sinh thì đã chạy thoát được, quay về Bắc Bộ Thương Huyền. Hoàng nê đài tại thần dụ chi hải gần Thiên Kiếm Thần Tông, Dương Biện trong hải thần đảo lại bởi vì thần cốt linh tủy mà đang bế quan chiều sâu, không để ý đến biến cố phía ngoài, cho nên thời điểm Đông Hoàng Như Ảnh vượt qua đại lục cùng Uông Dương đuổi tới nơi đó, Hoàng nê đài đã bị Thiên Kiếm Thần Tông khống chế. Nếu như Đông Hoàng Như Ảnh còn muốn nhúng tay, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Sau khi liên tục suy nghĩ, nàng vì không muốn trở mặt với Thiên Kiếm Thần Tông, nên đã lựa chọn từ bỏ. Bọn người Hướng Vãn Tình tìm khắp Linh Kiếp Chi Hải, nhưng không có phát hiện tung tích Hoàng Nê Đài. Hoàng Nê Đài cũng không có xuất hiện ở Vĩnh Sinh Chi Hải, mà là xuất hiện ở Man Hoang Cổ Địa tại Đông Bắc Bộ Thương Huyền. Đông Hoàng càn tiến về trăm vạn dặm bên ngoài Thần Hữu Chi Hải, cũng không có phát hiện có tin tức Hoàng Nê Đài xuất hiện ở nơi đó. Thiên Hậu xông vào Hư Vọng Chi Hải. Gặp phải võ thần mới của võ thần điện, cũng chính là vị tuyệt đại thiên kiêu nắm, tự tại vũ trụ trong tay kia Tiết Vân Đình. Hai bên bạo phát chiến đấu khốc liệt, đều là tân tấn thần linh, đều là danh chấn một phương. Nhưng tự tại vũ trụ có uy thế khủng bố, suýt nữa đã vây chết thiên hậu tại Hư Vọng Chi Hải. Cuối cùng được Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Kim Ô Tam Đại Thánh Hoàng liều chết can thiệp, thiên hậu may mắn thoát khốn, chạy ra khỏi Hư Vọng Chi Hải. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai xông vào thần khấp chi hải, thì gặp phải cường địch ngoài ý liệu Xích Thiên.
mấy tháng trước, cường giả Xích Thiên Thần Triều đi đường vòng đến U Minh, tụ tập đến Thái Uyên cực địa. Mặc dù bị Nam Cung gia tộc cực lực phản đối, nhưng đối mặt với cường tộc Xích Thiên đằng đằng sát khí, cùng Triệu Thanh Duẫn uy bức lợi dụ, cuối cùng Thái Uyên cực địa vẫn tiếp nạp bọn cường tộc chạy nạn này. Cũng may phạm vi hòn đảo Thái Uyên đầy đủ khổng lồ, lại nối liền với U Minh địa ngục, vô cùng bí ẩn, bọn hắn có thể ở bên dưới nơi này, cũng có thể che đậy kín khí tức của bọn hắn. Sau khi kháng cự ngắn ngủi, Nam Cung gia tộc được Triệu Thanh Duẫn trấn an bên từ từ thích ứng loại cục diện phức tạp này, thậm chí còn bắt đầu có chỗ chờ đợi. Bởi vì, Triệu Thanh Duẫn cam đoan với bọn hắn, nàng sẽ dung hợp hỏa nguyên của Cửu Thiên Huyền Hỏa, trùng kích cảnh giới thần linh, sau đó thân phó Phong Đô Quỷ Giới, đàm phán cùng Phong Đô Quỷ Chủ. Một khi đạt được Phong Đô Quỷ Giới duy trì, thực sự của Thái Uyên cực địa trở thành tồn tại đặc biệt xuyên suốt nhân gian và U Minh. Đến lúc đó, phía trên có bọn hắn ba tôn thần linh tọa chấn, phía dưới có Phong Đô Quỷ Giới duy trì, bọn hắn có thể kiêu ngạo tuyên cáo với thiên hạ bọn hắn tồn tại, cũng lấy tư thái cường đại, nhúng tay đại chiến Thương Huyền sắp bộc phát. Bọn hắn sẽ là nhân vật đóng vai quan trọng mà đặc thù trong trận triều cường lịch sử này. Ngoài ra, Triệu Thanh Duẫn còn cam đoan, trong chiến tranh sẽ hiệp trợ Thái Uyên cực địa bồi dưỡng được tân thần, cũng trong tương lai trước và sau khi cách cục thiên hạ nặng đặt, trả lại quyền tự chủ cho Thái Uyên hòn đảo, ba bên bọn hắn tiếp tục lấy tình thế kết minh mà tồn tại. Cứ như vậy, Triệu Thanh Duẫn bế quan, Nam Cung gia tộc phong tỏa hòn đảo Thái Uyên. Xích Thiên Thần Triều di tộc bế quan một bộ phận dò xét U Minh, một bộ phận thì tới lui thần khắp chi hải, hiểu rõ tình huống hải vực, thuận tiện tìm kiếm bảo bối. Nơi Hoàng Nê Đài xuất hiện, ở vào đông nam bộ tại thần khắp chi hải, một chỗ cấm khu tử vong đặc thù, mê vụ che trời, tử khí cuồn cuộn, sinh linh ít khi đến. Cho dù cường giả hải vực xung quanh đi qua phát hiện phía trên cấm khu treo cao kim quang, cũng chỉ là kinh ngạc cùng khẩn trương, không có người nào dám thật đi đến dò xét. Chân chính bắt đầu gây nên oanh động là sau khi Hoàng Nê Đài xuất hiện 10 ngày, cũng chính là sau khi Khương Phàm thành công khống chế chủ Nê Đài tại Thương Huyền, trùng thiên cường quang, sôi trào thần uy, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả, tin tức tùy theo khuếch tán. Chém giết thảm liệt lập tức trình diễn tại cấm khu tử vong. Theo số lượng người tham dự càng ngày càng nhiều, hỗn chiến diễn biến thành chiến tranh, Hoàng Nê Đài mấy lần đổi chủ. Cuối cùng, 1. Long Âm Tước bị giết, Hoàng Nê Đài lại lần nữa đổi chủ. Lúc Đúc Kiếm Đảo thành công đoạt lấy Hoàng Nê Đài, khi bọn hắn muốn trở về lãnh địa thì lại bị Thái Uyên cực địa nhận được tin tức chặn đường. Mới đầu người của Thái Uyên cực địa tới là vị thánh linh, kết quả lại bị cường giả Đúc Kiếm Đảo trọng thương. Nhưng cường giả của Đúc Kiếm Đảo vẫn không thể nào thành công mang về đảo của mình, bởi vì Chu Nguyên Bá bí mật đến lấy uy lực Thánh Hoàng Lật Tung Đại Dương, trong lúc hỗn loạn đã cưỡng ép cướp đi Hoàng Nê Đài. Chu Nguyên Bá mang theo Hoàng Nê Đài phóng tới đáy biển, mặc dù ép không được thần uy mà Hoàng Nê Đài bộc phát ra, nhưng lấy thực lực của hắn, hắn tự tin không có địch thủ tại thần khắp chi hải. Chỉ cần có thể thuận lợi trở lại Thái Uyên đảo, bảo bối chính là của hắn. Nhưng hải triều mãnh liệt cùng thần uy liên tục được phóng thích lại chỉ dẫn Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang đuổi giết hải vực. Ầm ầm, không gian dưới đáy biển sụp đổ, hải triều chảy ngược vào hư không, nhấc lên vòng xoáy khủng bố. Qua nha nha, này, ăn cướp. Đại tặc vỗ cánh cuồng kích, cuồng lực cuồn cuộn, chống đỡ hải triều chảy ngược hư không sông mà vào đáy biển, long uy sôi trào, long khí như biển, hoác dãy núi dưới đáy biển. Đoàn cướp bóc hoàng thất, đại vương là ta, đánh. Đánh đánh đánh, Chu Nguyên Bá. Đại vương theo sát sông ra đến, mai rùa tùm, cự xà rít to, nhưng khẩu hiệu vang dội còn chưa có hô xong thì đã cả lăm. Chu Nguyên Bá. Bạch tai xếp bằng ở bên trong mai rùa khổng lồ như núi của đại vương, bản không muốn xuất hiện, lại bị một tiếng Chu Nguyên Bá này kinh động gọi ra. Là các ngươi. Chu Nguyên Bá cũng không nghĩ tới trước mặt lại có Hồng Hoang Thiên Long cùng Huyền Vũ đột nhiên giết ra, thình lình một chút. Còn tưởng rằng lại về tới Thương Huyền Đại Lục. Lão tặc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại tặc dướn cổ lên, nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi trước mặt. Chu Nguyên Bá thoáng sửng sốt một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hét lớn một tiếng, biển lửa cuồn cuộn, Cửu Thiên Huyền Hỏa không nhìn nước biển bao phủ, nhấc lên hỏa triều khổng lồ, hoành hành tại dãy núi dưới đáy biển, hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi cao, như là nhìn thấy kẻ thù sinh tử, chiến khu hùng tráng răng rắc giòn vang. Huyết thủy bắn tung tóe, lưng hắn như là vỏ đao đang nứt ra, xông ra một thanh chiến đao màu đen. Thần đao nhuốm máu, âm vang tranh minh, giống như là thần tôn thức tỉnh, bộc phát tuyệt thế thần uy,
muốn băng diệt vùng đáy biển này, cường đại, bàng bạc, bức người, hừng hực. Các loại khí tức làm cho người ta tràn ngập khiếp sợ. Xích Thiên Thần Đao, thần binh của Xích Thiên Thần Tôn, siêu cấp thần binh uy lẫm thương huyền, hồi hộp thiên khải. Trước khi Xích Thiên Thần Tôn rời khỏi Hoàng Thành, hắn đã chuyển thanh thần binh này cho Chu Phục Sinh, sau đó Chu Phục Sinh lại giao cho Thánh Hoàng thứ hai, Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá vì muốn khống chế chuôi thần binh truyền thế này tốt hơn, cũng vì để có thể hấp thu thần uy bên trong, tăng thực lực lên, hắn đã trực tiếp mình biến thành vỏ đao, nuôi dưỡng ở trong cơ thể. Ầm ầm tiếng vang, Xích Thiên Thần Đao cuốn lên cửu thiên huyền hỏa vô tận, giống như là bổ ra thế giới, bổ về phía Hồng Hoang Thiên Long. Ngoạ tào, sắc mặt Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên biến đổi, khoảng cách gần như thế, chúng vào một kích cũng không tốt chịu. Giữa lúc kinh hồn, Hồng Hoang Thiên Long đội một cái móng vuốt lên trên lưng Đại Vương. Đại Vương với chiến khu khổng lồ hơn 500 mét vội vàng không kịp chuẩn bị oanh nhấc lên, giống như là một cái tấm chắn bay ra phía trước. Đại gia ngươi, Đại Vương ngao ngao, đầu, móng vuốt cùng cự xà vèo cái đã rút vào bên trong mai rùa. Mặt ngoài mai rùa cứng cỏi lập tức nổi lên ánh sáng màu xanh lam cường thịnh, giống như là lôi đình đi nhanh, câu thông đại dương, mượn tới hải thế vô hạn. Ầm ầm, liệt diễm vờn quanh Xích Thiên Thần Đao, đường vân phong cách cổ xưa ở mặt ngoài đại biểu cho sinh và tử ảo diệu, cùng năng lực thôn phệ vạn vật, trong chốc lát va chạm giống như là muốn thẩm phán huyền vũ sinh tử, muốn thôn phệ chiến khu huyền vũ. Huyền vũ run rẩy kịch liệt, chiến khu giống như núi lớn nằm ngang bay ra ngoài. Huynh đệ, đủ cứng, lão tặc, dám đánh huynh đệ ta, coi ta không tồn tại sao? Sau khi Hồng Hoang Thiên Long tránh khỏi đả kích chí mạng, nó hét lên giận dữ, long văn trên trán giống như là đang sống lại, quay quanh cái sừng rồng xuyên trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên vũ bộc phát. Nó hoàn toàn không theo lẽ thường, đi lên đã trực tiếp phun ra siêu cấp tuyệt chiêu. Sừng rồng bộc phát cường quang, không gian sụp đổ. Càn khôn cấm cố, ánh sáng hồng mông xé rách hải triều và liệt diễm, đánh về phía Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá ớn lạnh toàn thân, hắn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Hắn thiêu đốt chiến khu, huyết tế Xích Thiên Thần Đao. Giờ khắc này, gương mặt hắn đầy dữ tợn, tóc dài bay loạn, hắn hét lên đầy giận dữ giữa hải triều. Thần đao tranh minh, thần uy minh mông, hoắc loạn đại dương, chống cự lại giam cầm, phách trảm về phía trước, nghênh kích long văn. Ầm ầm, long văn bạo kích thần đao, cường quang tỏa sáng, năng lượng cuồn cuộn, thanh thế to lớn để thế giới vặn vẹo sụp đổ giống như tuyệt vọng. Chỉ sau một lát ngắn ngủi, hai tay Chu Nguyên Bá đã vỡ vụn, hai tay đứt gãy, thần đao rời khỏi tay, cả người đột ngột nhảy lên, mất khống chế mà bay ra ngoài. Mặc dù Xích Thiên Thần Đao xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ Chu Nguyên Bá còn khống chế không nổi, mà bây giờ đại tặc thì đã là Thánh Hoàng đại viên mãn, long văn tuyệt tích càng có thể dung chuyển thần linh. Nó là quá mạnh. Giống. Chu Nguyên Bá bay đi trong liệt diễm, cưỡng ép ổn định chiến khu, một bên triệu hoán thần đao trở về, một bên bạo động liệt diễm, điên cuồng phóng thích, muốn diễn biến ba cái vòng xoáy lớn, hình thành huyền hỏa lĩnh vực. Nhưng, thời điểm liệt diễm đang bạo động, một đạo ngấn không gian xé mở hải triều, như lôi đình kéo dài đến phía sau hắn, ngay sau đó, không gian vỡ nát, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Bạch Tai. Được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ, hắn đã giết tới gần. Giờ phút này liệt diễm đang bộc phát, uy thế cực kỳ khủng bố, huyết nhục toàn thân Bạch Tai đều bị bốc hơi mảng lớn, nhưng Bạch Tai không nhìn đến đau đớn, hắn phát động trọng quyền hung hăng đánh vào phía sau lưng của Chu Nguyên Bá. Răng rắc giòn vang, gợn sóng quỷ dị quét sạch toàn thân Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá vội vàng không kịp chuẩn bị, xương cốt toàn thân bị phá thành mảnh nhỏ, giống như là lưỡi dao nổ tung ở trong thân thể. Hắn kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Đau đớn đến muốn ngạt thở, cửu thiên huyền hỏa đang được thả ra cũng bị mất khống chế ngay tại chỗ. Bạch Tai nhanh chóng theo vào, đấm ra một quyền thẳng đến đầu Chu Nguyên Bá. Mặc dù tính tình Chu Nguyên Bá táo bạo nhưng hắn lại là một tên cuồng chiến đấu, trong lúc kinh hồn lại phản kích một cách không thể tưởng tượng nổi. Con người tượng trưng cho vĩnh sinh trong đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, huyền hỏa từ sâu trong khí hải trực tiếp diễn biến ra bàng bạc khí tức sinh mệnh, như núi lửa phần phật, trùng kích toàn thân. Hài cốt bị phá toái, nội tạng đang đổ máu đều nhanh chóng khép lại. Tại lúc Bạch Tai xông ra trọng quyền sắp tập trung vào đầu Chu Nguyên Bá, trong chốc lát, Chu Nguyên Bá bỗng nhiên quay người, tránh khỏi đả kích, đồng thời há mồm hét lớn đầy giận dữ, một thanh đao đen tử vong từ trong khí hải diễn biến đi ra giống như lôi đình bổ về phía mi tâm Bạch Tai.
Trong chốc lát Bạch Tai nhấc cánh tay lên, mạo hiểm ngăn lại hắc đao tử vong, lại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc khi hắc đao thẩm thấu toàn thân, quả quyết đánh vỡ nát cánh tay phải, nhanh chóng rút lui. Liên tiếp trận đánh và phản kích chỉ là bộc phát trong chớp mắt. Bạch Tai rút lui về phía sau, nhanh chóng đoàn tụ cánh tay, thầm than không hổ là lão tổ thần tộc đầu tiên của Thương Huyền. Chu Nguyên Bá tránh khỏi đả kích chí mạng, lập tức nhấc lên liệt diễm vô tận, đáy biển nhanh chóng sôi trào, cuồng kích tám phương, đồng thời lo lắng bước lên hoàng nê đài. Mất mặt không, ba thánh hoàng không đánh chết được một tên. Đại vương đạp tan hải triều, vũ dũng giết ra tới. Thánh hoàng dễ chết như vậy cũng không phải là thánh hoàng. Đại tặc vỗ cánh vọt mạnh, móng vuốt liệt hải, hai cánh loạn càn khôn, nhấc lên ba động khủng bố, long uy đại viên mãn mãnh liệt lao ra, không gian cùng hải triều xung quanh lần nữa sụp ra. Lão tử đã sớm muốn cùng các ngươi giết đến sống chết, đến đây, chịu chết đi. Chu Nguyên Bá hét lớn, ba mắt trong hốc mắt lưu chuyển, cùng ba loại thần văn bên trên xích thiên thần đao tượng trưng cho, sinh mệnh, tử vong, cùng, thôn phệ, tương huy chiếu ánh lẫn nhau, thần đao oanh minh kịch liệt, bộc phát ra thần uy kinh khủng, giống như là thần tôn chân chính mở ra huyền thiên thần nhãn tại thời khắc này. Ầm ầm, hoàng nê đài vậy mà lại nhận phải thần uy trùng kích xuất hiện phản ứng. Thần quang đều tuôn hướng xích thiên thần đao. Giờ khắc này, xích thiên thần đao đã thức tỉnh bộc phát ra thần uy càng mạnh, nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, liệt diễm vô tận mãnh liệt lao ra, cực điểm bá đạo hong khô cả hải triều. Lấy hoàng nê đài làm trung tâm, hơn 300 dặm xung quanh cùng với hải dương sâu hơn 8.000 mét. Biến mất vào hư không. Hồng hoang thiên long, huyền vũ, bạch tai, đều lọt vào liệt diễm kinh khủng trùng kích, huyết nhục văng tung tóe, mất khống chế ngay tại chỗ. Trong liệt diễm bạo động tràn ngập sinh mệnh, tử vong cùng lực lượng thôn phệ cường đại, như là muốn vặn vẹo sinh tử, muốn thôn phệ năng lượng, để bọn chúng đau đến không muốn sống. Cái này, Chu Nguyên Bá đều bị kinh động, hắn kinh ngạc nhìn liệt diễm lao nhanh về bốn phương tám hướng, hoàng nê đài lại còn có thể giúp thế công của thần khí. Ầm ầm, bên ngoài mặt biển hơn 300 dặm nhanh chóng chìm xuống, nghiền ép lên đến phía cái không gian, trống rỗng, to lớn đột nhiên xuất hiện này. Hàng tỷ tấn lực lượng kinh khủng như là phá tan hết thảy. Bọn hồng hoang thiên long vừa mới bị lật tung lại lần nữa bị sóng lớn bao phủ, bị năng lượng mãnh liệt lôi cuốn lấy bay lên. A a a, Long Gia Gia không phát huy, người coi ta sâu dài sao? Đại tặc bị chọc giận, một tiếng long ngâm to rõ, cửu thiên thập địa cộng minh, nó cuồng lực chấn kích, đuổi giết Chu Nguyên Bá, khí tức hồng mông cuồn cuộn, tế luyện vạn đạo, để mảnh đại dương mênh mông đang sôi trào này đều mơ hồ. Muốn dung luyện thành một viên đan dược, bị nó một ngụm nuốt vào. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ác Long, tới nhận lấy cái chết. Chu Nguyên Bá tăng cao chiến ý, lần nữa tế lên thần đao, mượn nhờ thần uy của Hoàng Nê Đài, kích phát ra uy lực chân chính của thần đao. Âm âm, cửu thiên huyền hỏa bạo động, lần nữa phần diệt đại dương, vạch ra tuyệt thế đao mang, cường quang chói mắt, liệt diễm nhấc lên, đao mang như là muốn mở ra càn khôn, chém chết vạn đạo. Trên trán đại tặc phát sáng, long văn bay lên, nhấc lên long uy khủng bố long trời lở đất, đối diện bạo kích đao cương. Thực lực của thánh hoàng đại viên mãn, thúc giục bí thuật long văn, thực lực này có thể lay cả chân thần. Ầm ầm, trời long đất lở, không gian hoắc loạn. Liệt diễm cùng long khí khuấy động bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào hải triều đang lần nữa nghiền ép lên tới, nhấc lên biển động che trời, liên miên bất tuyệt. Lần này đại tặc không chỉ là đánh ra một kích toàn lực, càng là một kích nổi giận, nó cường thế ầm vang lật ngược đao cương, đuổi giết hoàng nê đài, hét gầm lên một tiếng đầy giận dữ, mãnh liệt bay lên, long rực hơn 500 mét hỏa cường quang liệt liệt, mang theo tuyệt thế phong bạo, lấy năng lượng cường đại đánh tan vạn vật, lật ngược hoàng nê đài, đánh bay Chu Nguyên Bá. Đối mặt với hùng uy như vậy, Chu Nguyên Bá thực sự không thể chống đỡ được. Hống hống hống, hồng mông luyện thiên địa. Đại tặc tức giận xuất kích, hình thể khổng lồ. Nhưng lại có thiên long lăng thuật để nó có thể đuổi kịp Chu Nguyên Bá, ánh sáng hồng mông được phát động, lần nữa tế luyện trời đất, hải dương, thiên địa hơn trăm dặm, cùng Chu Nguyên Bá, đều muốn bị dung luyện thành một viên kim đan. A, mở cho ta. Chu Nguyên Bá lấy huyết nhục thần hồn, tế điện thần đao, cưỡng ép bổ ra, đánh về phía đại tặc. Đại tặc không nhìn huyền thiên đao mang, nó vỗ móng vuốt xuống, trực tiếp đánh nát hư không, oanh đến gần Chu Nguyên Bá. Phốc phốc. Huyền thiên đao cương bổ bụng đại tặc ra, lộ cả xương cốt, nhưng vuốt rồng của đại tặc cũng đã đánh vỡ nát Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá kêu gào, suýt nữa bị chụp chết tươi, nhưng,
Cửu Thiên Huyền Hỏa là thần viêm thế gian, chiến mâu sinh mệnh nhanh chóng diễn biến, từ trong khí hải phun trào ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khuấy động toàn thân, chữa trị thương thế, đồng thời mượn nhờ vuốt rồng bạo kích mà chạy trốn xuống phía dưới. Bạch Tai, Huyền Vũ đều khí thế hung hăng giết tới. Đều cho lão tử lui ra, ai dám nhúng tay, lão tử liều với kẻ đó. Chu Nguyên Bá, mẫu thân nó, ngươi cho rằng giơ cao thần đao thì đã là thần. Hôm nay lão tử muốn ngược ngươi. Hồng Hoang Thiên Long truy kích Chu Nguyên Bá, thế công hung mãnh, long khí to lớn, hôm nay nhất định phải lĩnh giáo năng lượng Cửu Thiên Huyền Hỏa. Chu Nguyên Bá chật vật bay đi, không đợi hắn ổn định đã mượn nhờ thần đao kích phát ra Cửu Thiên Huyền Hỏa, theo đôi mắt tử vong lưu chuyển, huyền hỏa vặn vẹo, như là xuyên suốt u minh, từng sợi xiềng xích tử vong bay thẳng lên trời, đánh về phía Hồng Hoang Thiên Long, cho hắn tranh thủ thời gian quý giá. Oanh! Rầm rầm! Hồng Hoang Thiên Long dũng mãnh vô địch, vảy rồng toàn thân vừa cứng cỏi lại bắn ra long uy, nên đã cưỡng bức ngăn trở xiềng xích tử vong trùng kích. Nó gầm lên giận dữ, long ngâm loạn trời đất, to lớn không gì sánh được, ché mất Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá sôi trào khí huyết, đầu váng mắt hoa. Hồng Hoang Thiên Long bay lên, chân long bãi vĩ, nhấc lên cương khí vô tận, rắn rắn chắc chắc quất vào trên thân Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá văng tung tóe máu thịt, lần nữa bay ra ngoài, cực lực khống chế thần đao gào thét mà lao ra, đánh về phía đáy biển. Nhưng, thần đao là hắn dùng thân thể thai nghén, cũng không phải là cần trực tiếp khống chế, chỉ cần dựa vào ý niệm đã có thể thao túng. Cho nên, khi bị đánh bay một khắc này, hắn là cố ý để thần đao rời khỏi, lại tại một khắc Hồng Hoang Thiên Long truy kích hắn này, thần đao oanh minh, bay thẳng lên trời, đâm vào chỗ bụng Hồng Hoang Thiên Long bị mở ra trước đó. Ác Long, lúc mà lão tử đánh trận ra ra ngươi vẫn còn là bãi dịch nhơn, đi chết đi cho ta. Chu Nguyên Bá cuồng nộ hét lớn. Keng! Xích Thiên thần đao đánh xuyên nội tạng, đánh vào chỗ xương sống, ngay sau đó, Đường Vân tử vong mặt ngoài thần đao bạo phát ra tử khí, thôn vệ Đường Vân, điên cuồng cướp đoạt huyết nhục hồn khí của nó. Hồng Hoang Thiên Long đau đớn bay lên, kêu gào đầy thảm thiết. Thánh Hoàng không phải dễ giết như vậy, đại vương, ra tay. Bạch Tai hét lớn, lập tức bôn tập Chu Nguyên Bá. Đó là thần đao, ngươi sao không chú ý một chút, để bay như thế chứ? Đại vương mãnh liệt đong đưa thân thể, gào thét thật lớn, ba động mạnh mẽ khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích hơn vạn dặm hải vực. Vạn dặm hải dương bàng bạc đại thế, trong nháy mắt này hội tụ đến trên người của nó. Nhưng không đợi Bạch Tai cùng đại vương ra tay, Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên dừng gào thét lại, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhìn hằm hằm Chu Nguyên Bá. Ngu xuẩn, không có Cửu Thiên thần đao, mẫu thân nó, ngươi có thể chịu một kích của ta sao? Chu Nguyên Bá vừa mới ổn định, muốn tiếp tục tiến công, nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi, hắn lập tức triệu hoán thần đao trở về. Phốc phốc, Xích Thiên thần đao nhận triệu hoán, lập tức xông ra khỏi thân rồng, nhưng không đợi lộn vòng thì đã bị Thiên Long một phát bắt được. Sau một khắc, Hồng Hoang Thiên Long sôi trào huyết mạch, long khí cuồn cuộn, ánh sáng lộng lẫy trên toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tỏa sáng đến cực hạn, giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. Sắc mặt Chu Nguyên Bá trắng bệch, hỏng. Không có thần đao, hắn thật đúng là gánh không được loại thiên long này bạo kích. A, đúng a, ha ha ha. Đại vương sửng sốt một chút, tiếp đó thì cười to. Đánh chết hắn đi. Răng rắc. Long văn nhảy lên, vỡ nát đất trời, ánh sáng hồng mông kinh khủng bao quanh, đuổi giết Chu Nguyên Bá. A a a. Chu Nguyên Bá dữ tợn, bộc phát toàn diện, huyền hỏa cuồn cuộn trong khí hải hoàn toàn méo mó. Sinh khí, tử khí va chạm kịch liệt, khuấy động toàn thân, hình thành một loại ba động nghịch loạn sinh tử quỷ dị. Đây là một trong những ảo diệu cực hạn của Cửu Thiên Huyền Hỏa, có thể. Cực mệnh, sinh tử nghịch loạn, đánh cực sinh tử. Đả kích chí mạng sâu thể trong chớp mắt, loại huyền uy lưu chuyển thần kỳ này có khả năng để hắn mất mạng trong nháy mắt, cũng có khả năng để hắn bảo trụ sinh mệnh. Đây cũng là một trong những thứ mà Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể ỷ vào để chống lại loại thần viêm niết bàn như phần thiên diệt thế viêm kia. Ầm ầm, long văn bạo kích, bá đạo sâu thể, Chu Nguyên Bá phun máu, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài hơn 10 dặm, va chạm tới mặt biển, liên tiếp nảy lên. Nhưng, sau khi bắn ngược phi vài chục lần, hắn lại hô lên. Không chết, Chu Nguyên Bá vội vàng kiểm tra thân thể, sau khi có chút ngây người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thành công rồi. Ha ha ha. Cực sống. Đây là bí thuật cực đoan nhất của Cửu Thiên Huyền Hỏa,
không đến thời khắc sinh tử, ai cũng sẽ không dùng, ngay cả hắn đây đều là lần đầu tiên dùng. Không nghĩ tới, Thương Thiên chiếu cố. Không, là thần tôn đã chết đang bảo vệ hắn. A, à, Hồng Hoang Thiên Long sửng sốt một chút, không có đánh chết. Đùa gì thế? Đánh vạt ra sao? Đại vương đều dùng lực nhắm mắt lại, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế này cũng chưa chết. Bạch Tai tê cả da đầu, hắn biết Cửu Thiên Huyền Hỏa rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến trình độ này được. Trách không được Khương Phàm nói mỗi một linh văn có thể thành thần, đều có năng lực nghịch thiên. Khi mà Hồng Hoang Thiên Long và Đại Vương đang kinh ngạc, thần đao nhận Chu Nguyên Bá khống chế, đột nhiên bộc phát thần uy kịch liệt, long khí mới vừa cướp đoạt từ trong thân thể Hồng Hoang Thiên Long cũng được phóng thích, cưỡng ép đẩy lui móng vuốt của Hồng Hoang Thiên Long, lao về phía Chu Nguyên Bá. Mẫu thân nó ta còn không phục, lão tử là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, còn không đánh chết cao giai Thánh Hoàng ngươi đây. Mẫu thân nó ngươi nhiều bức, lão tử không nhiều bức sao? A a a, lại đến đây đi. Hồng Hoang Thiên Long gầm thét, vô cánh liền muốn giết qua, nhưng ở thời khắc này, Đông Hoàng Lăng Tuyệt ẩn nấp trong hư không đột nhiên đưa ra cảnh cáo. Có Thánh Hoàng tới gần. Hai mảnh cường quang mở ra bầu trời, nổ bắn ra lao tới. Một mảnh ánh sáng chói mắt cường thịnh, chiếu phá trời đất. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, Hồng Hoang Thiên Long. Bùi Tu Nghiệp khẽ nhíu mày, lập tức nhìn ra xa những phương hướng khác, cảnh giác phải chăng còn có Thánh Hoàng khác ở chỗ này. Các ngươi tới thật sự là tới đúng lúc, chậm thêm một chút, lão tặc này đã chết. Đại vương ảo não, thật sự là đánh một trận rối tinh rối mù. Chuẩn bị rút lui. Bạch Tai rơi xuống trên lưng Huyền Vũ. Chu Nguyên Bá ở chỗ này, Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên lại tới, cũng có thể Chu Ngạo Hoàng và các Thánh Hoàng khác là đang trên đường chạy tới, thậm chí Chu Phục Sinh đều có thể xuất hiện. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đâu? Mang bọn ta đi. Đại vương không có kiên trì. Bọn hắn không ngờ Xích Thiên Thần Triều lại trốn ở thần khắp chi hải, đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Lão già, hôm nay coi như số người gặp may, trở về dập đầu ba cái với thần đao đi, nếu không phải có nó, người đã sớm xuống dưới cùng thần tôn ngươi rồi. Hồng Hoang Thiên Long cuốn Hoàng Nê Đài lên, quay đầu rút lui. Cản bọn họ lại, Hoàng Nê Đài là thần khí. Chu Nguyên Bá hô to. Thần khí. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên thay đổi sắc mặt. Uy lực Thánh Hoàng bộc phát, mỗi cái tế bào đều bắn ra cường quang, tế lên thiên phạt kiếm cùng thiên tôn quyền trượng truy sát tới. Cút! Toàn thân Hồng Hoang Thiên Long bộc phát mê quang hồng mông, trong chốc lát đã thẩm thấu cả đất trời, sau một khắc, không gian vặn vẹo, vạn đạo rối loạn, nhấc lên chiều cường hoắc loạn vô biên vô tận, đánh thẳng vào Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Chúng ta sẽ đuổi kịp, Chu Nguyên Bá, ngươi nhanh liên hệ Chu Ngạo Hoàng và Chu Thái. Bùi Tu Nghiệp lấy thiên phạt kiếm mở ra hồng mông, cưỡng ép gánh vác chiều cường bạo động. Theo sát, nhất định phải theo sát. Chu Nguyên Bá suy yếu đau đớn, quả quyết quay người muốn rời khỏi ngay. Nhưng ngay lúc này, lúc mà hắn đang buông lỏng cảnh giác, cũng đúng là lúc hắn quá mệt mỏi, bất ngờ không đề phòng, vừa sải bước ra ngoài, không gian trước mặt hắn lại sụp đổ, chật vật ngã đến. Là Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Tại thời khắc vi diệu này, hắn đã làm ra một quyết định to gan. Hắn đánh sụp ra hư không, lôi Chu Nguyên Bá trở tay không kịp, cưỡng ép dẫn xuất một đạo ngấn không gian, lao thẳng tới sâu trong hư không. Chu Nguyên Bá chật vật ngã vào hư không, không đợi kịp phản ứng thì bỗng nhiên đã bị đưa ra 200-300 dặm. Đây không phải song song di chuyển, mà là hướng nơi cực sâu. Ai, ai? Chu Nguyên Bá nắm chặt thần đao, hắn giận dữ gầm thét, nhưng xung quanh lại là hắc ám tĩnh mịch, mênh mông vô biên, tìm không thấy phương hướng. Lấy thực lực của hắn, hư không còn khốn không được hắn, nhưng muốn lao ra, chỉ sợ cần một thời gian. Kéo Chu Nguyên Bá lại. Đông Hoàng Lăng Tuyệt xông ra hư không, rơi xuống trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, mạo hiểm lại kích thích. Kéo lại, có ý gì? Ta đưa hắn vào thâm không? Có thể kéo bao lâu? Một giờ đi. Xác định. Dù sao không có nửa giờ, hắn không ra được. Hồng Hoang Thiên Long chuyển động con mắt, đột nhiên quay người. Mụ nội nó, đánh trước một giờ, phế hai tên hỗn đản này đi. Người cuốn lấy Bùi Tu Nghiệp, chúng ta lo Âu Dương Mục Thiên. Đại vương cũng nghiêm túc, nó vượt biển hét lên đầy giận dữ, đẩy ra ba động, vài trăm dặm đến hơn nghìn dặm hải dương lập tức bạo động, giống như là cuồng phong cuồn cuộn, hải triều mãnh liệt, sóng cả cao đến trăm ngàn trượng, tạo thành chiến tranh lĩnh vực khổng lồ. Trong đại dương mênh mông này,
Huyền Vũ không thể nghi ngờ là liệp sát giả đứng tại tầng cao nhất, Hải Dương chính là năng lượng, Hải Dương chính là nguyên lực, có thể phóng thích sát chiêu cường đại không chút kiêng kỵ. Đại tặc, Bùi Tu Nghiệp có thần khí, người đừng có lại chơi thoát. Cuốn lấy là được. Bạch Tai vung tay lên, ra hiệu với Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Sau một khắc, Đông Hoàng Lăng Tuyệt cuốn Bạch Tai đi, lao thẳng tới bầu trời. Ngươi chém Thiên Long, ta ngăn chặn. Âu Dương Mục Thiên vừa muốn tế lên Chí Tôn Quyền Trượng, không gian đột nhiên vặn vẹo, Bạch Tai không có giết ra, nhưng hắn lại vung tay lên, cách không gian nắm lấy hải cốt trong tay Âu Dương Mục Thiên. Răng rắc giòn vang, hải cốt thánh hoàng cứng cỏi của Âu Dương Mục Thiên lập tức vỡ nát, ngay sau đó hải cốt kéo lấy thân thể bỗng nhiên chìm xuống, đánh tới trên mặt biển. A! À, Âu Dương Mục Thiên kêu thảm, hoàn toàn không rõ tình huống, nhưng phản ứng cực nhanh, Chí Tôn Quyền Trượng được vung đánh toàn lực, thượng thanh thánh quang bộc phát, diễn biến ra thiên đồ, mênh mông khó lường, năng lượng ba động rung động cả mảnh không gian nơi đây, cưỡng ép cắt đứt khống chế thần bí của Bạch Tai. Thiên đồ phát sáng, tăng vọt quy mô, giống như là một mảnh vũ trụ được trải rộng ra, theo hắn va chạm vào hải triều bạo động. Thượng thanh thánh quang có thể làm tan rã tất cả võ pháp, trở lại tự nhiên, cho nên hải triều bạo động không đợi hình thành thế công đã nhanh chóng tán loạn. Âu Dương Mục Thiên thừa cơ bay lên không. Muốn giết ta, các ngươi còn kém một chút. Bùi Tu Nghiệp, chém Thiên Long, đừng để ý tới ta. Kém một chút, ngươi nói lão tử kém một chút. Mẫu thân nó ngươi dám nói lão tử kém. Thật coi Huyền Vũ là con rùa. Đại vương gầm thét, thân thể cao lớn lay động mãnh liệt, đại dương mênh mông lập tức sôi trào, biển động che trời, mấy ngàn dặm đều theo tiếng nó gầm thét mà lâm vào hỗn loạn vô biên. Chết tiệt, để ta nhìn xem thượng thanh thánh quang của ngươi hóa giải nộ hải ngập trời này của ta như thế nào. Đại vương lao tới chợt vỗ móng vuốt xuống, thiên hải rung chuyển, hải triều mang theo cuồng lực vô biên tiến lên đập tới phía Âu Dương Mục Thiên. Thượng thanh thánh quang, thanh liệt càn khôn. Âu Dương Mục Thiên giơ cao quyền trượng mà gầm thét, trong sóng lớn ngập trời, biển động che cả không gian, hắn nhìn như là bèo tấm, lại bộc phát ra thượng thanh thánh quang vô tận. Thượng thanh thánh quang có thể xoát diệt võ pháp, để võ đạo trở về với nguyên bản, có thể khai phá hỗn độn, đánh rách tả tơi trời đất, càng có thể ảnh hưởng đến thời gian chảy xuôi. Biển cả bạo động nhìn giống như tai nạn, nhanh chóng bình tĩnh lại trong thánh quang mát lạnh. Nhưng, Huyền Vũ trung quy vẫn Huyền Vũ, huyết mạch quá mạnh. Mặc dù không có đỉnh cấp thánh khí như Chí Tôn Quyền Trượng thế này, lại có thể bằng vào đại dương mênh mông vô tận, phát ra bạo động liên miên bất tuyệt. Từng làn sóng mãnh liệt khủng bố liên tục nối tiếp nhau, vô biên vô hạn. Âu Dương Mục Thiên rất nhanh đã cảm nhận được áp lực, cứ như là bị lâm vào một cái lồng giam, bị gắt gao đưa vào ở chỗ này, hắn không thể không liên tục phóng thích thượng thanh thánh quang, tiếp tục kích phát uy lực của quyền trượng. Âu Dương Mục Thiên, nhận lấy cái chết. Bùi Tu Nghiệp, nhìn cho kỹ. Bạch Tai xuất hiện, cho cốt đầy trời vẩy xuống đại dương, một đóa hoa tràn ngập các loại năng lượng thần bí nở rộ tại bầu trời, to lớn như núi, uy áp thiên hải. Mặt ngoài đóa hoa có kỳ quang lưu chuyển, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa ảo diệu khác biệt, ví dụ như khí tức âm dương, ví dụ như hỗn độn lôi quang, ví dụ như tự nhiên huyền diệu, ví dụ như khí tức linh hồn các loại, vân vân. Thời điểm huyết mạch, hài cốt dung luyện cũng sẽ giữ lại năng lượng đặc biệt của nó. Mỗi một cánh hoa đều tượng trưng cho một loại hài cốt hắn thôn phệ. Mỗi một trận ba động đều khủng bố, cuồn cuộn khắp cả thiên hải, khí thế tăng vọt như là muốn đạt tới thánh hoàng đỉnh phong. Răng rắc, răng rắc. Cánh hoa bạch cốt nhanh chóng rời khỏi, mang theo tiếng vỡ vụn quái dị, bạo động ra cốt khí đầy trời. Cho cốt bay lả tả, như là bão tuyết bao phủ đại dương mênh mông, cảnh tượng cực kỳ rung động. Hống 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 hống. Huyền Vũ cũng về tại thời khắc này, đại dương bị lật đổ. Biển động đang sôi trào, như là năng lượng của thần khắp chi hải trong mấy chục vạn dặm đều đang bị đè ép tới nơi này. Âu Dương Mục Thiên hiển nhiên gánh không được, cơ thể hắn run rẩy, xương cốt hắn trước đó bị Bạch Tai đánh ra vết nứt bây giờ đã nhanh chóng sụp ra, đau đớn thảm liệt để hắn như muốn sụp đổ, Chí Tôn Quyền Trượng đang được giơ cao cũng đã bắt đầu đạt tới cực hạn. Chịu đựng. Bùi Tu Nghiệp lấy Thiên Phạt Thần Kiếm ngạnh kháng một kích của Hồng Hoang Thiên Long, toàn thân lấp lóe cường quang. Lấy ánh sáng nhanh chóng hất ra Hồng Hoang Thiên Long, phóng tới chiến trường hỗn loạn đến bạo động. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt phóng thích long khí, vô cánh truy kích, nhưng quang minh lăng thuật lại quá nhanh, là tốc độ vượt qua cực hạn có thể so đấu không gian, rất nhanh đã mở ra một khoảng cách, vượt qua hơn 100 dặm. Nhanh 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 nhanh, giết hắn. Huyền Vũ thét lên ra lệnh Bạch Tai. Nhận lấy cái chết. Bạch Tai gào lớn,
36 cánh hoa nhanh chóng tiêu xạ, giống như thiên đao, mặt ngoài lấp lóe cường quang, các thức năng lượng được bắn ra, nhất là thần cốt linh tủy dung hợp từ bạch hổ yêu thần, mặt ngoài mỗi một cánh hoa lại còn đều xuất hiện hư ảnh bạch hổ, sát khí lạnh đến thấu xương, như là muốn săn giết thiên hạ. Siêu siêu siêu, Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng giết tới, thân ảnh lấp lóe, ánh sáng bay lượn, thiên phạt thần kiếm liên tục phách chạm, trong lúc thoáng qua đã từ đảo qua xung quanh mỗi cái cánh hoa. Rầm rầm rầm, tất cả cánh hoa liên tiếp vỡ nát, hóa thành cho cốt đầy trời, vẩy xuống đại dương mênh mông. Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, thiên phạt thần kiếm, cùng quang minh lăng thuật để thực lực của Bùi Tu Nghiệp tại lúc này đã đạt tới cực hạn, đủ để uy lẫm toàn trường. Sau khi Bùi Tu Nghiệp liên chạm cánh hoa, hắn lại tiếp tục lao thẳng đến Bạch Tai đang ở trên bầu trời vừa mới phóng thích tuyệt kỹ. Kẻ chết là ngươi. Bùi Tu Nghiệp, ngươi trúng kế. Bạch Tai nhe răng cười, lập tức bay lên không, trong nháy mắt đã biến mất, bị Đông Hoàng Lăng Tuyệt lôi vào không gian, mà tại lúc hắn biến mất này đã dẫn nổ đóa hoa. Cánh hoa đã rời khỏi, chỉ còn hoa cốt, nhưng đây mới thật sự là sát chiêu, cũng là nguy hiểm thật sự. Hắn cố ý làm lớn chiêu thức và thanh thế, còn gọi Âu Dương Mục Thiên nhận lấy cái chết chính là nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp nhìn qua, chính là dẫn Bùi Tu Nghiệp tới. Ầm ầm, hoa cốt sụp đổ, cốt khí trong chớp mắt đã nổ tung, như nộ trào cuồn cuộn, quét sạch hơn 10 dặm. Bùi Tu Nghiệp mang theo tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng chính vì hắn tốc độ cao nhất để vọt mạnh tới nơi đây, nên trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tránh được, cứ như thế mà đối diện lọt vào cốt khí trùng kích, không chờ hắn kịp phản ứng, xương cốt toàn thân hắn đều muốn vỡ vụn hết, giống như là muốn hòa tan, là đau đớn không cách nào nói rõ, để hắn kêu gào cực thảm thiết, hắn muốn thoát khỏi, nhưng xương toàn thân đã vỡ vụn, bất kỳ một động tác nào cũng đều liên lụy đến thương thế, đột nhiên lại xoay chuyển trên phạm vi lớn. Tất nhiên mang đến đau đớn giống như khoan tim thực cốt, cứng ngắc ở nơi đó, đau đến không muốn sống. Giống. Huyền Vũ gầm thét, chiều dâng nghịch chuyển, trong thời gian rất ngắn đã nhấc lên 18 ngọn sóng lớn. Thử một chút Huyền Vũ quyền lão tử, Huyền Vũ quyền. Huyền Vũ đạp mạnh hải triều, sóng lớn hóa thành trọng quyền, mỗi cái đều lớn như một hòn đảo vậy, liên tiếp đánh về phía Bùi Tu Nghiệp. Xương cốt yếu ớt của Bùi Tu Nghiệp sao có thể chịu đựng được lực lượng cuồng bạo như thế này, liên tiếp nhấc lên, liên tục tháo chạy, xương cốt toàn thân hắn đã triệt để vỡ thành cặn bã. Máu tươi trong cơ thể đều tán loạn đến mất khống chế. Bản đại gia đến rồi. Hồng Hoang Thiên Long vỗ mạnh hai cánh, rốt cuộc cũng giết tới, mặc dù không nhanh bằng Quang Minh Lăng Thuật, nhưng tốc độ của Thiên Long cũng là nhất tuyệt. Long văn nhảy nhót trên đầu giống như là tổ long đang thức tỉnh, tràn ngập ra sát uy khủng bố tuyệt luân, nó gầm lên giận dữ, long văn bộc phát, ánh sáng mãnh liệt, bành trướng như biển, ánh sáng hồng mông như từng tia lôi đình đi nhanh. Ầm ầm. Linh văn xuất kích, xé rách không gian, vần quanh hồng mông, giận dữ với Bùi Tu Nghiệp. A a a, chết hết cho ta. Bùi Tu Nghiệp chảy cả máu mắt mà giận dữ hét lớn, thiên phạt kiếm trong chốc lát đã dẫn phát tuyệt thế thiên tai, bầu trời hoắc loạn, đại dương mênh mông cuồn cuộn, cường quang chói mắt như mặt trời nở rộ, cuồn cuộn thiên phạt như là từ bên trong vũ trụ chém mạnh xuống, bao phủ mấy ngàn dặm thiên hải. Thánh Hoàng Đại Viên Mãn thúc dục thiên phạt thần kiếm, chân chính diễn biến ra thần uy. Bạch Tai và Đông Hoàng Lăng Tuyệt ở trong hư không đang muốn đi ra đã quả quyết rút lui về phía sau, Huyền Vũ đều xúc cái đuôi lên đầu, bỗng nhiên chìm đến bên trong hải triều chuẩn bị ngạnh kháng. Oanh, rầm rầm rầm. Long văn hoành hành, hồng mông lạnh thấu xương, như khai thiên tích địa, xông vào triều cường thiên phạt, đánh về phía thiên phạt thần kiếm. Keng, thần kiếm tranh minh, uy lực thiên phạt càng là tăng lên mấy phần, ba động khủng bố khuấy động bốn phương tám hướng. Ngay cả Bùi Tu Nghiệp cùng với Âu Dương Mục Thiên đang ở phía dưới đều bị hất tung ra ngoài. Hống hống hống. Đại tặc chống đỡ thiên phạt mà vọt mạnh tới, không nhìn thân thể nổ lên đầy cả máu thịt, nó dứt khoát quyết nhiên xông về thiên phạt thần kiếm. Đồ của thượng thương thì phải về với thượng thương, bọn phản nghịch các ngươi đây, không xứng có được. Trở về. Bùi Tu Nghiệp chật vật ổn định, cực lực khống chế thiên phạt thần kiếm. Thiên phạt thần kiếm giãy giụa kịch liệt, bạo động minh mông thần uy. Cơ hồ muốn chấn vỡ vụn huyết nhục Hồng Hoang Thiên Long, chôn vùi linh hồn của nó. Hồng Hoang Thiên Long lại gắt gao bắt lấy, vỗ cánh bay lên trời. Đủ vốn, rút lui. Trả thiên phạt thần kiếm lại cho ta. Bùi Tu Nghiệp gào thét, hắn nuốt vào đan dược, cực lực khôi phục thương thế, nhưng hài cốt vỡ nát để hắn đau đến không muốn sống, hành động chậm chạp. Đến đây, mẫu thân nó ngươi theo đuổi ta đi. Hồng Hoang Thiên Long biến mất ở chân trời.
chỉ để lại một lời khiêu khích. Đừng đuổi theo, bảo mệnh quan trọng. Âu Dương Mục Thiên ngăn cản Bùi Tu Nghiệp lại. Chu Nguyên Bá biến mất, bọn hắn đuổi theo không những không đoạt trở lại được, còn có thể bị phản sát. Chu Nguyên Bá, mẫu thân nó, ngươi chết ở đâu rồi? Cút ra đây cho ta. Bùi Tu Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt, vốn là đi cứu người không ngờ lại dựng thần kiếm của mình vào. Đó là thiên phạt thần kiếm, là ỷ vào lớn nhất để hắn báo thù. Huyền Vũ hoành hành tại đáy biển, sau khi đã kéo dài khoảng cách lại được Đông Hoàng Lăng Tuyệt nối liền, trốn ra thâm không. Bọn hắn cũng không dám dây dưa nữa, Bùi Tu Nghiệp trung quy vẫn thánh hoàng đại viên mãn, cái tên Âu Dương Mục Thiên kia cũng không tốt để thu thập, chẳng may lại có những cường giả khác của Xích Thiên đuổi tới thì kẻ không may chính là bọn hắn. Hoàng Nê Đài đã tới tay, lại có cả thiên phạt thần kiếm, không lỗ. Về nhà, thế giới hỗn độn, hư vọng chi hải có lục đạo truyền thừa. Khương Phàm nhìn thiên hậu tái nhợt sắc mặt, tranh thủ thời gian đến đỡ. Truyền nhân của võ thần điện đã là thần linh. Linh văn của võ thần điện là thông thiên trụ, có thể câu thông thiên địa vũ trụ, u minh thái hư, đỉnh thiên lập địa, vạn pháp bất xâm. Nhưng thời điểm truyền nhân kia đang thi triển thông thiên trụ lại còn có thể mượn dẫn vũ trụ đại thế, tinh hà lao nhanh, nhật nguyệt tương huy. Thiên hậu rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng vị thần này của võ thần điện lại để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Khương Phàm lập tức nghĩ đến. Tự tại vũ trụ, bên trong lục đạo, đối ứng là nhật nguyệt tinh thần đại táng. Thiên hậu ăn đan dược đan hoàng đưa tới, sau khi nói cảm ơn, nàng lại nói. Kiếp trước chúng ta có cùng võ thần điện giao thủ qua, thông thiên trụ xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến nổi để cho ta khó mà chống lại như thế. Nếu như là điện chủ bọn hắn, thần linh đỉnh phong, còn có thể hiểu, nhưng truyền nhân kia hẳn là tân tấn thần linh. Khương Phàm khẽ nói. Thông thiên trụ, tự tại vũ trụ, đúng là tuyệt phối, thế giới lựa chọn thông thiên trụ, hợp lý. Đan Hoàng nói. Nhật nguyệt tinh thần đại táng là mạnh nhất bên trong đại táng tự nhiên. Tự tại vũ trụ, đương nhiên cũng là phòng ngự kinh khủng nhất trong tự nhiên. Thông thiên trụ vốn chính là lĩnh hội vũ trụ kỳ diệu, đối với cảm ngộ tự tại vũ trụ cũng hẳn là cực sâu, thi triển ra uy lực tuyệt đối đáng sợ. Ngươi nên cảm thấy may mắn, không có bị hắn vây khốn, nếu không. Thiên hậu hỏi Khương Phàm. Nếu như chàng giết nàng, có thể chiếm được ư? Khương Phàm trầm ngâm nói. Ta có nhật nguyệt tinh thần đại táng, hẳn là rất khó dung hợp tự tại vũ trụ. Võ thần điện, khó giải quyết đây. Đông Hoàng Toại lắc đầu than nhẹ, cùng thuộc Hoàng đạo Thiên Khải, cũng đều là thần tộc, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của võ thần điện. Mà thông thiên trụ của võ thần điện còn có thể trấn áp không gian, có thể xưng là khắc tinh của không gian linh văn, bây giờ lại nhiều thêm một truyền thừa thiên đạo. Thế thì còn đánh như thế nào? Thiên hậu hòa hoãn thương thế, nói. Chàng đã lấy được Hoàng Nê Đài, Kiều Vô Hối cũng lấy được Hoàng Nê Đài, không biết nơi khác như thế nào. Khương Phàm nói, thần hữu chi hải quá xa, không ôm hy vọng, linh kiếp chi hải, tất cả đều là hải linh, thực lực tại hải dương quá mạnh, cũng không tốt nói. Ta chỉ hy vọng Đông Hoàng Như Ảnh có thể chuyển rời Hoàng Nê Đài đến hải thần đảo, bọn đại tặc lại mang về cho ta một tòa. Lúc này, Kim Bằng đột nhiên nói tiếng người. Ta rời khỏi. Cái gì? Bọn người Khương Phàm, thiên hậu nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, cái gì rời khỏi? Ta giải trừ khế ước. Kim Bằng hạ quyết tâm, nghênh tiếp ánh mắt của thiên hậu. Vì sao? Rất nhiều người đều không hiểu thấu, vốn đang tốt mà tại sao lại muốn giải trừ khế ước? Ta lãng phí danh sách khế ước. Sớm tại thời điểm thiên hậu ký kết khế ước với Cự Côn, Kim Bằng đã có ý nghĩ này. Cự Côn và Bằng Điểu mặc dù đều là huyết mạch Côn Bằng, nhưng phương hướng biến đổi cũng không giống nhau. Bằng Điểu có năng lực diễn sinh cường đại, ra đời lôi bằng, thanh bằng và số lượng lớn bằng tộc. Bằng vào tốc độ và bằng thuật độc bá thiên hạ, lại đánh mất tiềm lực lột xác thành Côn Bằng. Cự Côn không có diễn biến đưa ra yêu thú của mình nhưng lại có tiềm lực biến đổi cực mạnh. Cự Côn gia nhập, mang ý nghĩa trong tương lai thiên hậu sẽ có được Côn Bằng. Côn Bằng đã có uy lực của Cự Côn, cũng có tốc độ của thiên bằng, mà càng tăng lên bọn chúng. Cứ như vậy, nó cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Thiên hậu nhớ tới tình cũ, không đành lòng vứt bỏ nó. Trước đó nó không hề rời khỏi, là định đặt mình ở tế hiến. Mặc dù không thể cung cấp bao nhiêu bí thuật cho thiên hậu, nhưng ở thời điểm thiên hậu gặp được nguy hiểm, nó nguyện ý dâng tính mệnh ra ngay đầu tiên, thông qua khế ước cứu vãn thiên hậu. Cái phần quyết tâm này là thứ mà khế ước thú khác không có. Nhưng bây giờ,
nhìn thấy thiên hậu bị thương nặng, nó đã quyết định. Không tệ, thay khế ước thú mới đi. Thiên hậu đã hiểu ý tứ của nó. Lần này thất bại, không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là đối phương khống chế đại đạo truyền thừa, ta lại lo lắng điện chủ võ thần điện đuổi tới, nóng lòng rút lui, mới bị thương. Kim Bằng lại nói, Kim Bằng cực hạn chính là Thánh Vương, ta chỉ có thể bồi ngài tới đây. Ta muốn giải trừ khế ước. Thiên hậu nói, ta đã tiến vào thần cảnh, có thể khế ước 10 yêu thú, ngươi cứ ở lại đi. Ta kiên trì, để Lôi Long thay ta, một thời gian trước ta đã liên lạc qua với nó. Kim Bằng đã quyết. Lôi Long nó nhắc đến, là Giao Long tộc trưởng bên trong Thánh Hồ, thuộc về Á Long tộc, sau khi hấp thu khí tức hỗn độn trong thế giới hỗn độn, huyết mạch đã thăng hoa, biến thành chân long tộc, lực công kích lại còn cực mạnh như Lôi Long. Kỳ thật lột xác thành chân long còn có một con Giao Long khác nữa, là Thương Hải Long. Nhưng có Côn Bằng và Huyền Vũ, Thiên Hậu đã không cần hải thú, cho nên nó đề cử Lôi Long. Lấy lực lượng khế ước bây giờ của Thiên Hậu, rất có hy vọng kích phát ra huyết mạch cự long, Lôi Long sẽ có thể hóa thân thành Lôi Đình cự long. Bọn người Khương Phàm nhìn một màn này, không tiện nói nhiều, chỉ có thể để chủ tớ bọn họ tự mình quyết định. Thiên Hậu trầm mặc một hồi, nhưng không có tỏ thái độ. Thiên Bằng đã quyết, cùng tác dụng làm, tế hiến, chẳng để Thiên Hậu trở nên càng mạnh. Dù sao sau đó Thiên Hậu cũng phải đối chiến với các loại thần linh, mà mỗi cường giả có thể trưởng thành đến thần linh đều có được uy lực nghịch thiên, cùng thần khí vô địch, chí tôn bí thuật các loại, đều là tồn tại đăng phong tạo cực giống như vô địch giữa thế gian. Thiên Hậu muốn áp chế một vị thần linh nào đó, hoặc là chiến thắng một vị thần linh nào đó, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến cực hạn. Ta không cần Lôi Long. Thiên Hậu lắc đầu, mặc dù lực công kích của Lôi Long cực mạnh, sau khi hóa thành cự long còn có hy vọng trưởng thành đến Thánh Hoàng, nhưng không đủ để thực lực của nàng có thể tăng lên quá cường liệt. Lôi Long tạm được, nếu như có thể hóa thân Lôi Đình cự long, cũng sẽ vô cùng cường đại. Trừ nó, nơi này giống như cũng không có yêu thú quá mạnh có thể khế ước. Tiêu Phượng Ngô nhìn xung quanh. Bên cạnh mặc dù Khương Phàm còn có đỉnh cấp yêu thú như Hồng Hoang Thiên Long, Tử Kim Thiên Long, nhưng bọn chúng là không thể nào làm khế ước với Thiên Hậu. Ta giữ lại danh sách sau cùng, chờ Thái Âm Ngọc Thố. Thiên Hậu vừa nói xong, rất nhiều người đều âm thầm nhếch nhếch miệng. Thái Âm Ngọc Thố. Đây là muốn phối hợp cùng Thái Dương Kim Ô sao? Thái Dương Thái Âm, Âm Dương lần lượt, thiên hạ thần phục. Thái Âm Ngọc Thố còn gì nữa không? Na Yêu nhỏ giọng hỏi ở hai bên. Thái Âm Ngọc Thố tại Mê Ly Chi Hải, danh sách sau cùng của ta luôn đang giữ lại cho nó. Chỉ cần có thể khế ước với Thái Âm Ngọc Thố, thực lực của ta có thể tăng cường gấp 3 phần. Sau khi Thiên Hậu khế ước với Thái Dương Kim Ô thì nàng đã bắt đầu chờ mong Thái Âm Ngọc Thố. Thái Âm Ngọc Thố không chỉ là một trong 12 yêu tổ, có thể tăng cường thực lực của nàng cực lớn, khi va chạm cùng uy lực Thái Dương, càng có thể phóng thích thực lực cường đại nghịch loạn càn khôn, thần phục thiên hạ, có thể làm cho sức chiến đấu của nàng có chất vượt qua. Ta vẫn kiên trì giải trừ. Kim Bằng lắc đầu. Nếu quả thật có thể khế ước với Thái Âm Ngọc Thố, quả thật có thể tăng thực lực lên trên diện rộng, nhưng nếu như còn có thể khế ước với yêu thú càng mạnh, thực lực còn có thể tăng lên. Sau này đụng phải phù hợp rồi nói sau. Thiên Hậu kiên trì duy trì uy lực khế ước, cũng là hy vọng có thể tiếp tục kích phát tiềm lực của Kim Bằng, nhìn có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Vài ngày sau, Đông Hoàng Như Ảnh trở về, mang về tin tức xấu. Hoàng Nê Đài đã nhập Thiên Kiếm Thần Tông. Khương Phàm lộ ra mấy phần cười khổ, lần này thì tốt rồi, cổ thần muốn thành thần. Thật may mắn phía trước đã nhờ Đông Hoàng tộc đưa một viên thần cốt linh tủy để giữ quan hệ tốt với nhau. Như Ảnh, nàng vất vả rồi, tòa Hoàng Nê Đài này, chuyển giao cho Hải Thần Đảo. Khương Phàm giao Hoàng Nê Đài mà, bọn người Kiều Vô Hối mang tới cho Đông Hoàng Như Ảnh. Có cần phải bồi dưỡng Hải Thần Đảo như thế này không? Đông Hoàng Toại đưa ra dị nghị. Hải Thần Đảo là một ám kỳ, thực lực ám kỳ càng mạnh, phát huy hiệu quả càng tốt. Người cũng bồi tiếp Như Ảnh đi qua, tuyệt đối không được để bại lộ tung tích Hoàng Nê Đài. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Đông Hoàng Toại lắc đầu, cùng Đông Hoàng Như Ảnh giam cầm Hoàng Nê Đài, rời khỏi thế giới hỗn độn. Không lâu sau đó, bọn người hướng Vãn Tình trở về, không có phát hiện bất luận tung tích gì của Hoàng Nê Đài tại Linh Kiếp Chi Hải. Có khả năng lúc mới xuất hiện thì đã bị Hải Linh giam cầm. Cũng có khả năng vùng hải vực kia không có Hoàng Nê Đài. Dù sao tổng số 18 tòa, Bát Châu Thập Tam Hải không thể nào đều có ở mỗi nơi.
ba ngày sau. Ha ha, gieo họ đi, cúng bái đi, đoán xem đây là cái gì? Thiên phạt thần kiếm. Hồng hoang thiên long, huyền vũ, bạch tai, đông hoàng lăng tuyệt đến thế giới hỗn độn, một đường hô to rít gào cực loạn, đánh thức tất cả những người đang bế quan và tu dưỡng. Thiên phạt thần kiếm, các ngươi nhặt được từ chỗ nào? Tặc điểu kinh ngạc xông lại. Ngươi đi nhặt thần kiếm cho ta xem, kiếp sau lão tử theo họ ngươi. Hồng hoang thiên long rơi xuống, vứt bỏ hoàng nê đài trên lưng, hóa thân thành hình người khôi ngô, giơ cao lên thiên phạt thần kiếm, hướng đám người tranh công. Xích thiên thần chiều trốn đến thần khắp chi hải rồi. Khương Phàm chạy tới, sau khi vui mừng thì rất nhanh đã tỉnh ngộ. Gặp được Chu Nguyên Bá, lão tặc này đang khiêng hoàng nê đài chạy thì bị chúng ta ngăn chặn. Nếu không phải lão tặc này cầm chuôi thần đao kia của Xích Thiên Thần Tôn, chúng ta ngay cả hắn cùng giải quyết. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên muốn chặn chúng ta, nhưng lại bị chúng ta phế đi. Hồng Hoang Thiên Long nhếch miệng cười to. Nếu như hắn mang theo Hồng Mông Thiên Bia, nói không chừng chúng ta có thể lại làm hai bộ di thể thánh hoàng cho các ngươi. Đại Vương cũng hưng phấn cười to. Làm tốt lắm. Thiên Hậu cũng nhìn không được mà khen bọn chúng, hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là vũ khí. Nhất là loại thần khí với uy lực tuyệt luân này. Ha ha, đó là đương nhiên. Đều nhớ cho kỹ cho ta, đây là thứ hai phiếu đoàn cướp bóc hoàng thất làm. Hồng Hoang Thiên Long ngao ngao hai tiếng, vung tay ném thiên phạt thần kiếm cho Khương Phàm. Đám người lập tức nóng bỏng nhìn về phía Khương Phàm, thiên phạt thần kiếm, sẽ giao cho ai đây? Khương Phàm nắm chặt thiên phạt thần kiếm, sắc mặt lại không phải quá đẹp đẽ. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Bọn đại tặc cảm thấy kỳ quái, không sai, chính là thiên phạt thần kiếm mà. Còn gặp được những người khác của Xích Thiên Thần Triều không? Không có, tuy nhiên lúc ấy Bùi Tu Nghiệp muốn ngăn chặn chúng ta, để Chu Nguyên Bá đi gọi người. Vậy là đều ở đó. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, lại hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Thời điểm các ngươi phong tỏa Xích Thiên Hoàng Thành lúc ấy, là thật không có phát hiện có người đến gần, hay là chủ quan? Ta muốn nghe lời thật. Cho dù là chủ quan, ta cũng không trách các ngươi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt vội vàng nói. Thật sự là không có phát hiện, đột nhiên cứ xuất hiện từ dưới mặt đất trước cửa thành như vậy. Pháp trận của Xích Thiên Thần Triều thì sao? Lúc ấy cũng không có phản ứng đặc thù. Cũng không có. Đông Hoàng Lăng Tuyệt liên tục lắc đầu. Thiên Hậu đột nhiên hiểu được. Triệu Thanh Duẫn, đại táng bí thuật. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng. Có thể tránh thoát không gian dò xét. Ẩn nấp tất cả năng lượng, hẳn là đại táng bí thuật. Bọn người Kiều Vô Hối thay đổi sắc mặt. Là Triệu Thanh Duẫn bí mật liên hệ Xích Thiên Thần Triều. Nàng biến mất đã bao nhiêu năm, đế cốt và đế huyết hẳn là đều đã được dung hợp hết. Khương Phàm nhíu mày suy tư. Chu Phục Sinh hẳn phải biết bây giờ bọn hắn đã bị đế tộc tìm kiếm, nhất định phải giấu ở một cái để cho người ta không tưởng được, mà vô cùng an toàn nơi. Triệu Thanh Duẫn nếu có thể thuyết phục bọn hắn rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, cũng hẳn là có một cái nơi thích hợp, ẩn tàng bọn hắn. Thiên Hậu nối liền Khương Phàm về mạch suy nghĩ. Thái Uyên cực địa xuyên suốt Hải Dương cùng U Minh, đây cũng là bọn lúc ấy hắn lựa chọn từ luân hồi bí cảnh chạy đến U Minh nguyên nhân. Khương Phàm nói, Thái Uyên cực địa bị ta phế đi, nơi đó lão thần cũng nhanh chết rồi. Mà Triệu Thanh Duẫn đạt được đế cốt sau khi, trùng hợp cũng cần một chỗ. Hai bên, không mưu mà hợp. Thiên Hậu hiểu rất rõ Triệu Thanh Duẫn, cũng có thể là uy bức lợi dụ. Đám người trao đổi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp. Triệu Thanh Duẫn, Thái Uyên cực địa, Xích Thiên Thần Triều, liên hợp rồi. Triệu Thanh Duẫn có đế cốt đế huyết, còn có tài nguyên mà nhân gian ngục tích lũy gần ngàn năm, Thánh Hoàng Đại Viên Mãn cũng không có vấn đề. Thái Uyên cực địa mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có Thánh Hoàng, còn có thần tôn sống chết chưa định, càng xuyên suốt U Minh địa ngục. Mà Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù Xích Thiên Thần Tôn đã chết rồi, nhưng bọn hắn mang đi tài nguyên rộng lượng của Xích Thiên Thần Triều. Ba bên liên hợp như thế nào, bọn họ sẽ được bổ sung, nhanh chóng mạnh lên. Ba bên liên hợp, cũng xác thực cho Xích Thiên Thần Triều một chỗ ẩn thân ổn định, coi như bại lộ, cũng không có một đế tộc hay thần tộc nào dám đến nơi đó liều mạng, dù sao. Thương Huyền đại chiến sắp đến, bọn hắn đều cần bảo tồn thực lực, chuẩn bị triển khai tranh giành. Chuẩn bị hành động. Khương Phàm và Thiên Hậu cơ hồ chăm miệng một lời. Hành động. Đám người đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Nếu như Triệu Thanh Duẫn không có thành thần, thần nguyên mà Xích Thiên Thần Triều mang đi hẳn là có thể trợ giúp nàng thành thần. Nếu như đã thành thần,
vậy thì thần nguyên kia có thể làm cho thực lực nàng mạnh lên. Triệu Thanh Duẫn thành thần, linh văn chắc chắn sẽ phát sinh biến đổi cực đoan, hóa thành Thái Âm Thần Viêm. Mà Thái Âm Thần Viêm là U Minh Vạn Hỏa chi nguyên, mượn nhờ nơi đó, nàng tiếp tục mạnh lên. Nếu như tiếp tục mạnh lên, đế cốt đế huyết cũng liên tục phóng tiềm lực. Triệu Thanh Duẫn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nàng có hận đối với chúng ta, Xích Thiên có thủ với chúng ta, Thái Uyên cực địa còn làm kẻ địch với ta, trong tương lai ba bên bọn hắn chắc chắn sẽ đặt chân tới Thương Huyền, mà sẽ giống như rắn độc ẩn núp, đánh chúng ta một kích chí mạng. Khương Phàm cau mày, đôi mắt lấp lóe, sau khi nói một tràng, lại nói. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Trấn Nguyên, các ngươi một người đến thần khắp chi hải, liên hệ Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Toại, xuôi nam tới Thái Uyên cực địa hiệp, một người di chuyển tới hướng thần hữu chi hải, tiếp ứng Đông Hoàng Càn, cũng bảo hắn đi Thái Uyên cực địa. Thiên Hậu, mang theo Địa Ma Thụ, Khương Quỳ, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, hướng Vãn Tình cùng Tặc Điều, còn có Khế Ước Thú, từ Luân Hồi Bí Cảnh đến U Minh Địa Ngục. Các thánh linh còn lại trở lên, theo ta tiến công từ hải vực. Chúng ta hai mặt giáp công, phế đi Thái Uyên cực địa. Đại Tặc vội vàng nói. Chờ một chút, bây giờ xuất phát, Bùi Tu Nghiệp không chết, Thiên Phạt Thần Kiếm còn thuộc về hắn, có phải tìm chút thời giờ, thanh trừ vết tích trước lại dùng hay không? Trên đường thanh trừ, ta tự mình đốt ấn ký trên nó. Về ai? Kiều Vô Hối. Ngạch, nơi đó có khả năng có ba tôn thần A, nếu không cho ta chút thời gian, ta thử dung hợp Hồng Mông Thiên Bia một chút, nói không chừng có thể thành thần. Thời gian quá dài, chờ không kịp, ta đánh cực Triệu Thanh Duẫn không có thành thần, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt lúc bế quan. Khương Qua, đi liên hệ Chu Thiên Thần Điện, chúng ta muốn vây bắt sư bộ Xích Thiên Thần Triều, bọn hắn muốn hiệp ước bên trong tài nguyên, liền mau chóng đuổi theo, không muốn, chúng ta không khách khí. Toàn thể chuẩn bị, lập tức xuất phát. Tuân lệnh. Toàn thể gào thét, thanh chấn cả mây xanh. Thái Uyên cực địa. Thần khắp chi hải đã xuất hiện thần vật, đây vốn là chuyện cực vui, nhưng bên trong Thái Uyên cực địa, độc bá thần khắp chi hải lại liên tục gầm thét. Không có được thần vật, ngược lại còn ném đi một cái khác. Bùi Tu Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt, thực sự khó mà bình phục. Nhưng Chu Phục Sinh càng khẩn trương hơn chính là bọn hắn đã bị phát hiện. Nhân Hoàng Chu Thái nghiêm túc, ngữ khí khẩn trương. Làm sao Hồng Hoang Thiên Long lại xuất hiện tại thần khắp chi hải? Khẳng định là Khương Phàm giải Thánh Hoàng dưới trướng ra, đang lùng bắt tung tích của chúng ta khắp nơi. Nếu phát hiện, lúc nào cũng có thể sẽ đích thân giết tới. Chu Ngạo Hoàng nắm chặt tay nói. Ta đã sớm nói, Khương Phàm sẽ không dễ dàng buông tay, hắn một là ngấp nghé tài nguyên của Xích Thiên Thần Triều chúng ta, hai là không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại Thương Huyền. Ta cũng đã nhắc nhở qua các ngươi, có thể ra ngoài hoạt động, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ tung tích, các ngươi ngược lại thì tốt rồi, còn giao thủ cùng bọn hắn. Chu Nguyên Bá chịu đựng suy yếu, bực tức nói. Đó là thần vật mà ông trời ban ân cho chúng ta có thể trơ mắt buông tha. Chu Ngạo Hoàng bực tức nói. Ngài có thể cho người khác lấy trước, sau này chúng ta lại bí mật ra tay, thần không biết quỷ không hay. Không cần mỗi lần đều lỗ mãng như vậy. Chu Nguyên Bá giận dữ. Làm càn, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Chu Ngạo Hoàng đóng mở bờ môi mấy lần, quả thực là đã nhịn được xúc động, cúi đầu xuống đối với Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá chỉ vào đám người. Nhìn bộ dáng từng kẻ các ngươi đây sợ vỡ mật như thế này. Bọn hắn còn chưa tới, chỉ là lộ cái mặt, các ngươi đã như vậy, nếu thật sự là tới, các ngươi còn không phải quỳ xuống. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là tạm thời rút lui, không phải chạy trốn. Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta còn muốn về Thương Huyền, chúng ta còn muốn trùng kiến Xích Thiên Thần Triều. Mọi người bị Chu Nguyên Bá giận dữ mắng mỏ mà nhao nhao cúi đầu, không dám đối kháng. Vị lão tổ này bất luận là thực lực hay là bối phận đều gần với Phục Sinh Thần Tôn, mà tính khí nóng nảy, trước đó thần tôn tại thế còn có thể đè ép được, bây giờ. Chu Phục Sinh ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, nhắc nhở. Hồng Hoang Thiên Long chỉ là phát hiện tung tích của chúng ta. Cũng không biết chúng ta đang ở Thái Uyên cực địa. Coi như cuối cùng tìm tới nơi này, tới lui lui, cũng muốn một tháng, thậm chí là hơn hai tháng thời gian. Đến lúc đó, Triệu Thanh Duẫn đã đột phá, bằng vào pháp trận đặc biệt của Thái Uyên cực địa, cùng pháp trận mà chúng ta vừa mới bố trí, vẫn có thể gánh vác được bọn hắn đả kích. Phổ Thượng Vương rất ít phát biểu cũng nói. Nếu như Khương Phàm đều giải tất cả Thánh Hoàng ra tìm kiếm, bây giờ khẳng định ra trải rộng hải vực xung quanh.
chờ bọn Hồng Hoang Thiên Long trở về thông báo thì nửa tháng sau mới Khương Phàm nhận được tin tức, khi hắn truyền ra mệnh lệnh, lại để Thánh Hoàng khác nhận được mệnh lệnh, lại tụ họp lại cũng mất đến một tháng, sau đó lại giết tới, cũng phải thêm nửa tháng nữa. Như thế này chính là hai tháng hơn. Hai tháng, Triệu Thanh Duẫn không chỉ có thể thành thần, còn có thể làm tốt giao dịch cùng Phong Đô Quỷ Chủ, thậm chí có thể dẫn Phong Đô Quỷ Chủ tới. Đến lúc đó, không phải là chúng ta có thể làm một trận phản kích. Tâm tình bất an của đám người thoáng buông xuống, sau khi được Vô Thượng Vương nhắc một điểm như thế, ngược lại bọn họ còn có chút mong đợi. Phong Đô Quỷ Chủ, cũng là quỷ chủ Phong Đô Quỷ Giới đời thứ hai, là quỷ hoàng cổ xưa nhất trong toàn bộ U Minh Địa Ngục, nghe nói đã tồn tại hơn 70 vạn năm. Phong Đô Quỷ Chủ cũng là quỷ hoàng mà đế tộc kiêng kỵ nhất, thực lực thật sự. Có thể so với bán đế. Chu Nguyên Chính đột nhiên nói. Nếu như muốn giết chết Khương Phàm, chúng ta còn có thể liên hệ Long tộc. Đám người đồng loạt nhìn về phía thái tử đang đứng ở phía sau. Chu Nguyên Chính nói. Lần này Khương Phàm tới, có khả năng mang lên Chu Thiên Thần Tôn, còn có thể mang lên vị giới chủ của thế giới mới kia. Nếu như thiên hậu lại thành thần, đó chính là 4 vị thần tôn, cùng hơn 10 vị thánh hoàng. Một khi pháp trận bị phá, vậy thì chắc chắn sẽ là một trận đại hỗn chiến. Mà Phong Đô Quỷ Chủ há có thể tùy tiện tới hỗ trợ. Coi như Triệu Thanh Duẫn có thủ đoạn đặc biệt, thật sự mời được Phong Đô Quỷ Chủ tới, nhưng hắn sẽ bị chúng ta điều động sao? Hắn sẽ để ý sống chết của chúng ta sao? Hắn sẽ dùng hết sức tấn công thánh hoàng sao? Mục tiêu của hắn, sẽ chỉ là nghênh chiến mấy người Khương Phàm kia. Khả năng các ngươi sẽ nói, chỉ cần ngăn chặn mấy người Khương Phàm kia là tốt rồi. Nhưng, 10 thánh hoàng khác thì phải đối kháng như thế nào? Còn có, nhìn chung tất cả trận chiến quét ngang thương huyền của Khương Phàm, mỗi lần chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của Khương Phàm, mỗi lần đều sẽ nổi lên ngoài ý muốn. Cho nên ta có một đề nghị, liên hệ Long tộc, nói cho bọn chúng rằng, có khả năng Khương Phàm sẽ bôn tập Thái Uyên cực địa. Lại chuyển cáo bọn chúng. Vị giới chủ phế đi tử Kim Long Hoàng kia, cũng sẽ tới. Long tộc cao ngạo, càng hận thấu Khương Phàm cùng thế giới mới hơn, nếu nhận được tin tức thì chắc chắn bọn chúng sẽ giết tới. Đến lúc đó, Chu Nguyên Chính nói đến đây thì lại ngừng, cũng không cần thiết lại nói thêm. Đám người không khỏi huyễn tưởng, khi Khương Phàm tìm tới nơi này, khởi xướng vây bắt, bọn hắn có thể bằng vào pháp trận tiêu hao một thời gian, sau đó đột nhiên buông pháp trận ra, Phong Đô Quỷ Chủ lại xuất hiện từ địa ngục. Long tộc giết tới từ hải vực, chàng diện kia ngẫm lại đã kích thích, ngẫm lại đã thoải mái. Hai mắt Chu Nguyên Bá tỏa sáng. Tiểu gia hỏa đề nghị không tệ, mặc dù tử Kim Long thần bị trọng thương, nhưng cũng đã triệt để chọc giận nó. Một cơ hội trả thù như thế, nó khẳng định sẽ bắt lấy. Đến lúc đó, nếu quả thật có thể một mẻ hốt gọn bọn người Khương Phàm, chẳng phải đế ước đã được giải trừ. Chẳng phải chúng ta đã có thể về nhà. Chu Phục Sinh lại hơi nhíu lông mày lên. Không ổn. Chu Nguyên Bá bỗng nhiên quay người, giọng nói to như chuông đồng. Chỗ nào không ổn? Chu Phục Sinh ở trên cao nhìn xuống, nghiêm khắc nói. Long tộc tới, ngươi có thể khống chế được. Nơi này không phải Thương Huyền Đại Lục, Long tộc làm việc không có bất kỳ cố kỵ nào. Ta dám cam đoan, bọn chúng sẽ chỉ ngồi xem hổ đấu nhau, chờ lưỡng bại câu thương, lại một mẻ hốt gọn. Chu Nguyên Bá lập tức liền muốn phản bác, giọng của Chu Phục Sinh lại đột nhiên đề cao. Còn muốn lấy đó để giải trừ đế ước, nếu như Long tộc giết Khương Phàm ở chỗ này, đế tộc khác tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Tất cả đế tộc đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chiến tranh rồi, bọn hắn sẽ cho phép Long tộc giết Khương Phàm. Coi như Long tộc cao ngạo, không sợ hãi, thật sự giết được Khương Phàm, đế tộc cũng sẽ không lại từ bỏ chiến tranh. Đám người trầm mặc, sắc mặt đều ảm đạm xuống. Chu Phục Sinh nhắc nhở Chu Nguyên Chính. Không nên nghĩ đơn giản như vậy. Phong Đô Quỷ Chủ đều đã là một biến cố, lại còn muốn thêm một cái biến cố Long tộc nữa sao? Làm việc có thể có khẩu vị, nhưng không nên quá lớn, căng hết cỡ. Mất mặt. Trong giọng nói của Chu Phục Sinh rõ ràng mang theo vài phần tức giận, bởi vì hắn căn bản cũng không nguyện ý hợp tác cùng Long tộc. Không vì sao khác, cũng bởi vì đó là đế tộc. Bọn hắn thoát khỏi Thương Huyền, không có nghĩa là phản bội Thương Huyền, cho nên tuyệt đối không thể nào có dính dấp cùng bất cứ một đế tộc nào cả. Chu Nguyên Chính cúi đầu xuống, nhìn như cung kính, nhưng trong lòng lại ảm đạm, biện pháp cơ hội này rất tốt cơ mà. Phục Sinh Thần Tôn quả nhiên thiên về bảo thủ. Nếu như Nguyên Bá lão tổ cầm quyền, Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không về phần luân lạc tới tình trạng như thế. Chu Phục Sinh cao giọng nói.
cũng bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần Phong Đô Quỷ Chủ nguyện ý hiệp trợ, trận chiến này, chúng ta đã có thể phản kích Khương Phàm, càng có thể mượn cơ hội này, triệt để khai hỏa thanh danh. Thái Uyên Cực Địa điều động rất nhanh, Nam Cung gia tộc kiểm tra cùng gia cố pháp trận của bọn hắn, Xích Thiên Thần Triều cũng tăng cường pháp trận bố trí từ nội bộ của bọn hắn, chuẩn bị tốt nghênh chiến. Mặc dù cái danh Phần Thiên Thần Hoàng đã vang vọng khắp thiên hạ, đã quét ngang Thương Huyền không ai có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn ngược lại đã bắt đầu mong đợi. Nếu như Phong Đô Quỷ Chủ thật sự có thể bí mật tới đây, vậy thì đây chắc chắn là trận đánh bại đầu từ khi Khương Phàm quật khởi đến nay. Ngày 25 tháng 8, sau khi Triệu Thanh Duẫn bế quan 4 tháng, rốt cuộc cũng hoàn thành khát vọng đột phá đã lâu. Thái Âm Thần Viêm, rốt cuộc cũng ra có uy lực của Thần Viêm. Thái Âm Thần Viêm và Thái Dương Thần Viêm là hai đại thần viêm cực đoan đối lập với nhau. Thái Dương Thần Viêm được tôn sùng là mặt trời, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là chí dương chí phách như vậy, mà còn ẩn chứa vạn vật sinh trưởng, vĩnh hằng bất hủ và các loại ảo diệu khác. Thái Âm Thần Viêm thì tượng trưng cho cực âm, u ám, tử vong, chôn vùi các loại, có liên quan đặc biệt cùng u minh địa ngục diễn biến. Sau khi hai loại hỏa diễm đạt tới vấn đề thần linh thì đã có quan hệ cùng thế giới diễn biến. Mà cũng đã 100.000 năm, thậm chí thời gian dài hơn, bọn chúng không có thật sự từng được sinh ra. Triệu Thanh Duẫn có thể được đến luân hồi đại táng, ngoại trừ đế cốt đế huyết kích thích, càng quan trọng hơn chính là đế cốt đế huyết đưa tới linh văn thăng hoa, biến thành thần văn, lại còn là thần văn cực đoan sinh ra liên quan cùng địa ngục như Thái Âm Thần Viêm thế này. Bây giờ, Triệu Thanh Duẫn đã đột phá hàng rào, bước vào thần cảnh, không chỉ có uy lực thần viêm đại thành, càng thêm phù hợp sâu cùng luân hồi đại táng. Cũng làm cho huyết nhục thần hồn của nàng phát sinh thay đổi đặc thù, tương đương với. Đơn giản là không còn là người, mà là thành một bộ phận của địa ngục. Triệu Thanh Duẫn dám can đảm tiếp Phong Đô Quỷ Chủ, cũng có lòng tin hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Chủ, cũng chính là dựa vào Thái Âm Cực Diễm. Chuyện xảy ra khi nào? Triệu Thanh Duẫn vừa với xuất quan thì đã nhận được tin, bại lộ, nàng hơi nhíu mày lại, thần uy nghiêm nghị. Để Chu Phục Sinh đang ở phía ngoài đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. 27 ngày trước, Chu Phục Sinh kỳ quái dò xét Triệu Thanh Duẫn, vừa đột phá vậy mà đã có thể mang đến cho hắn áp bách. Mặc dù Thái Âm Cực Diễm và địa ngục có quan hệ mật thiết, nhưng Cửu Thiên Huyền Hỏa cũng không phải là không có, tại Thái Uyên Cực Địa này, thực lực bọn hắn cũng không so trên dưới với nhau. Mà tính toán ra, cảnh giới của hắn đã ổn định. Tuy nhiên Triệu Thanh Duẫn chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Làm tốt phòng ngự. Triệu Thanh Duẫn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra uy nghi bức người. Pháp trận đều đã gia cố. Dựa theo dự đoán của chúng ta, Khương Phàm sẽ tìm tới nơi này vào tầm cuối tháng 9. Ngươi mau chóng bái phỏng Phong Đô Quỷ Giới, xin mời Phong Đô Quỷ Chủ tới giúp một chút. Xin mời Phong Đô Quỷ Chủ đến giúp đỡ. Ngươi nói ngược lại nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn là kẻ mà ngươi muốn mời thì có thể mời đến được. Ngươi coi hắn là cái gì? Triệu Thanh Duẫn đều suýt chút nữa đã bật cười, lão gia hỏa này tuổi cũng không nhỏ mà lại suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Chu Phục Sinh đi về phía trước hai bước, đe dọa nhìn Triệu Thanh Duẫn. Độ khó, không phải chuyện ta nên suy tính. Lời ngươi hứa lúc đó trong Xích Thiên Đại Điện đã bao gồm việc hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Chủ, ngươi nhất định phải làm cho xong. Chẳng mấy chốc Khương Phàm sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó cũng không phải chúng ta có thể chịu đựng được. Nếu như ngươi muốn ổn định liên minh này, muốn nhân cơ hội này đánh bại Khương Phàm, nhất định phải mời Phong Đô Quỷ Chủ đi theo, không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, bỏ ra cái giá gì. Triệu Thanh Duẫn nhìn tấm mặt mo cơ hồ muốn tiến đến trước mặt nàng kia, thần tình lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Nhưng bàn tay tinh tế tái nhợt trong ống tay áo lại nhẹ nhàng bóp lấy đầu ngón tay. Đây là một cái thói quen nhỏ của nàng, cũng là cử động vô ý thức. Mỗi khi như thế đều mang ý nghĩa nàng đang mưu tính cái gì đó. Ba đôi mắt trong hốc mắt Chu Phục Sinh lưu chuyển theo thứ tự, tỏa ra ý lạnh thấu xương, dần dần tràn ngập thần uy cường đại, cũng áp bách lên nữ tử trước mặt. Trước khi đi thần tôn đã nhắc nhở qua hắn, coi chừng nữ tử này. Đây là một kẻ khôn khéo không kém gì thiên hậu, lại càng tàn nhẫn hơn nguy hiểm hơn so với thiên hậu. Hợp tác cùng với nàng trong chiến tranh tương lai hẳn là có thể cam đoan bất bại. Nhưng tuyệt đối không nên bị nàng lợi dụng. Triệu Thanh Duẫn trầm mặc thật lâu, đôi môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói. Người xác định Khương Phàm là phát hiện nơi này tại cuối tháng 9. Hắn nhận được tin tức, cần thời gian, hắn dãi người về các hải vực xung quanh, muốn tụ họp lại, cần thời gian. Nơi này cách trung vực Thương Huyền hơn 1 triệu dặm,
chạy tới cũng cần thời gian. Mà, sao hắn có thể tùy tiện tìm tới nơi này? Cuối tháng 9, là dự toán nhanh nhất của ta đối với hắn, tình huống thật, có thể là vào giữa tháng 10. Ngươi xác định. Ta vô cùng xác định. Ngươi thật sự có thể xác định. Lời này của ngươi có ý gì? Ta vừa xuất quan, không rõ tình huống, ngươi cần cho ta một câu trả lời trực tiếp lại chắn chắn, ta mới có thể căn cứ tình huống làm ra phán đoán. Từ nơi này đến phong đô quỷ giới, vượt qua 80 vạn dặm, chúng ta tới đó, bàn lại phán, trở lại, nhanh nhất cũng là một tháng. Nếu như Khương Phàm tháng 9 đáy trước đó liền khởi xướng tiến công, chúng ta không cần thiết đi phong đô, tốt nhất là ở chỗ này tử thủ. Chúng ta mặc dù là ba tôn thần, nhưng Thái Uyên thần tôn cùng Thái Uyên cực địa pháp trận đều có thể từ địa ngục dẫn phát năng lượng, ta Thái Âm thần viêm, cũng có thể thao túng U Minh, các ngươi cửu thiên huyền hỏa, cũng có thể. Chúng ta chỉ cần chịu tử thủ rốt cuộc, bọn người Khương Phàm giết không tiến vào, tự nhiên là sẽ rút đi. Nhưng nếu như Khương Phàm sau khi tháng 9 lại tiến công, chúng ta có thể mời phong đô quỷ chủ đến đây trợ trận. Cho nên, bây giờ, cho ta một cái minh xác hồi phục. Chu Phục Sinh đón ánh mắt dần dần sắc bén của Triệu Thanh Duẫn. Ta có thể xác định là trước cuối tháng 9 Khương Phàm tuyệt đối đuổi không đến nơi này. Nếu như ngươi không yên lòng, tốt nhất là lập tức lên đường, mau chóng trở về. Triệu Thanh Duẫn nói. Vậy theo ý ngươi đến, chúng ta nhanh đi mau trở về. Chúng ta... Chẳng lẽ ngươi muốn một mình ta đi qua, đó là phong đô quỷ chủ, quỷ hoàng đầu tiên của U Minh. Hắn chỉ là đồng ý gặp ta mà thôi, mục đích thực sự là muốn hợp tác cùng ta hay là muốn nuốt ta, ai cũng không biết. Các ngươi không bồi ta đi qua trợ trận, ta chết rồi thì phải làm sao bây giờ? Nơi này thì sao, chẳng may Khương Phàm sớm giết tới đâu. Ngươi vừa mới bảo đảm, sẽ không tới. Chu Phục Sinh nhíu mày, ngược lại có chút khẩn trương. Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng nói. Nếu quả thật muốn đi, vậy thì mau chóng hành động. Không chỉ có người bồi tiếp ta, Thái Uyên thần tôn, còn có Thánh Hoàng, đều phải bồi tiếp ta. Phong đô quỷ chủ sống mấy chục vạn năm, đã siêu thoát, sẽ không để ý ngươi nói cái gì, càng không quan tâm kỹ xảo đàm phán của ngươi, thứ hắn nhìn chính là thực lực. Cho nên chúng ta chỉ có thể thì đều đi, nhất là Thái Uyên cực địa, bọn hắn đều quen thuộc cùng rất nhiều quỷ chủ địa ngục, lần này cũng là bọn hắn bí mật liên hệ. Cần đi theo nhất. Chu Phục Sinh nói. Ta không để ý bồi tiếp ngươi. Vậy cũng đừng nói nhảm nữa, ngươi cân nhắc mang ai đi qua, có thể nhiều thì mang càng nhiều. Nhất là Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, quang minh linh văn của bọn hắn có uy hiếp rất mạnh tại địa ngục, nhất định phải đuổi theo. Triệu Thanh Duẫn sượt qua người Chu Phục Sinh, không cho hắn bất cứ cơ hội nói nhảm lời nào, sau đó. Tự mình tìm đến Thái Uyên Thần Tôn. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt với phong đô quỷ chủ rồi. Ta không thể không nhắc nhở ngươi lần nữa, địa vị và thực lực của hắn tại U Minh đã không ai bằng, nhưng hắn cũng vô duyên với vị trí đế tôn, tương đương với các mặt đều đã đến cực hạn, lại vô vọng tiến thêm một bước, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không có hứng thú, ngươi muốn thuyết phục hắn hợp tác với ngươi, rất khó. Hắn đồng ý gặp ngươi, càng nhiều là muốn gặp Thái Âm Thần Viêm một lần 100.000 năm chưa từng xuất hiện qua, chỉ thế thôi. Thái Uyên thần tôn già nua còng lưng xuống, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt âm lãnh. Triệu Thanh Duẫn không có trực tiếp đáp lại, ngược lại nói. Có khả năng chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Ngươi hoài nghi Khương Phàm sẽ tìm được nơi này. Ta hoài nghi, hắn đã biết ta ở chỗ này. Cho nên, Khương Phàm làm việc, ta rất rõ ràng, hoặc là nhận được tin tức, không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà dùng tốc độ cao nhất giết tới, hoặc là chờ góp nhặt đầy đủ năng lượng. Nhất cử giải quyết nơi này. Cho nên, hắn hoặc là sẽ đến trong vài ngày nữa, hoặc là sẽ chờ đến sau mấy tháng. Ý của ngươi là, ngài cần làm một quyết định lấy hay bỏ. Chu Phục Sinh khâm điểm Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, hai vị Thánh Hoàng, cùng đại bộ phận Thánh Vương và Thánh Linh, thậm chí là Bán Thánh, đều hộ tống tiến về phong đô quỷ giới. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới sự kiên trì của Chu Phục Sinh và Triệu Thanh Duẫn, cũng vẫn hộ tống đi. Nam cung gia tộc thì xuất động càng nhiều cường giả, từ Thái Uyên thần tôn, đến lão tổ Thánh Hoàng, lại đến rất nhiều tộc nhân bình thường, đều gia nhập đội ngũ. Dựa theo lời của Triệu Thanh Duẫn, Nam cung gia tộc cần bồi tiếp bọn hắn tiến về phong đô, làm dẫn đường, làm giới thiệu, cũng cần liên hệ một ít quỷ chủ cùng quỷ tộc quen biết trong địa ngục, bí mật tập kết tới chỗ lối đi ở Thái Uyên cực địa, đến lúc đó phối hợp với phong đô quỷ chủ phản kích, cho nên có thể xuất động thì đều cần xuất động. Trước khi đi,
Chu Phục Sinh nhắc nhở hai vị Thánh Hoàng lưu thủ là Nhân Hoàng Chu Thái cùng Vô Thượng Vương. Chúng ta sẽ trở về trước cuối tháng 9, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần khẩn trương, bảo vệ tốt pháp trận, đừng hoang phế tu luyện. Bọn người Chu Thái nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh, cũng cầu chúc Chu Phục Sinh thuận lợi kết minh cùng Phong Đô Quỷ Chủ. Triệu Thanh Duẫn mặt không thay đổi nhìn đám người đang nói lời từ biệt, ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng Thái Uyên Thần Tôn mặc lên áo bào đen, lại dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm khuynh thành này. Ngày 26 tháng 8, vào ngày thứ hai sau khi Triệu Thanh Duẫn xuất quan, bọn hắn đã tập kết số lượng lớn thánh linh, thánh vương, thánh hoàng, xuyên qua con đường sinh tử, giáng lâm đến U Minh địa ngục, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lao tới Phong Đô quỷ giới xa xôi. Chu Thái lưu thủ Thái Uyên cực địa, chỉ huy các cường giả thần triều vững chắc pháp trận, cũng tu luyện nhiều hơn. Làm chủ nhân thần triều, loại làm việc nhìn phức tạp này đối với hắn mà nói đơn giản là chuyện bình thường, không có chút áp lực nào. Phong cảnh hoàng đạo hải vực kém xa đại lục thần triều thật. Chu Thái đứng trên một vách núi treo leo, nhìn xung quanh hòn đảo với thế núi gập ghềnh. Thái Uyên cực địa là bá chủ duy nhất tại thần khắp chi hải, hòn đảo có phạm vi vô cùng bao la, mà gần như là hình tròn, đường kính dài nhất tới hơn 800 dặm, đáy đảo thì có thể đạt tới hơn 2.000 dặm. Trong hòn đảo thì là một vết nứt khổng lồ trực tiếp xuyên suốt với U Minh địa ngục, dài đến hơn 100 dặm, rộng chừng 2-30 dặm, đen kịt âm trầm, âm lôi cuồn cuộn. Từ trên cao quan sát xuống, cả hòn đảo nhỏ tựa như là một con mắt địa ngục, để cho người ta dùng mình. Mà nhận tử khí xâm nhập, cả hòn đảo nhỏ trừ núi ra thì chính là rãnh, không hề có thực vật, âm u đầy tử khí. Ngay cả những cung điện kia cũng đều là đục ở giữa núi, thô cuồng lại nguyên thủy. So với Xích Thiên Hoàng thành phồn hoa náo nhiệt, nơi này gần như là khác một cách cực đoan. Chu Thái không biết người khác là cảm giác gì, dù sao hắn đây cũng là nhân hoàng cao cao tại thượng, là có chút bi thương. Các con dân thần triều, không biết có hận chúng ta hay không? Sau trận chiến đế ước, Thương Huyền nên đi nơi nào, chúng ta lại có thể trùng kiến thần triều không? Phần Thiên Thần Hoàng, không biết cái ngày ngươi chết thảm đó, nhìn qua Thương Huyền đại địa bị khói lửa bao phủ, có một tia hối hận hay không? Có thể cho là, ngươi là tội nhân Thương Huyền hay không? Chu Thái đứng chắp tay đón gió lạnh ở đó, tự lẩm bẩm. Thời gian trôi qua từng ngày, Thái Uyên cực địa rét lạnh lại yên tĩnh, nhưng các cường giả Xích Thiên Thần triều lại náo nhiệt tu luyện, đầy lòng mong đợi chuẩn bị cho chiến tranh. Trong lòng bọn họ đều kìm nén cơn ác khí, đều muốn hung hăng phát tiết một trận. Lúc trước không thể nổ tung chiến tranh tại Xích Thiên Hoàng Thành, quyết đấu một trận ngay ở chỗ này đi. Bọn hắn muốn để Khương Phàm rõ ràng nhận thức được, Xích Thiên Thần Triều không phải chạy trốn, mà là di chuyển chiến lược. Bọn hắn càng phải để Khương Phàm biết, cho dù là rời khỏi Thương Huyền, bọn hắn cũng là nhân vật không thể chiến thắng. Bọn hắn càng khát vọng nhìn thấy thời khắc Phong Đô Quỷ Chủ giết ra U Minh. Nhìn thấy tràng cảnh Khương Phàm hốt hoảng chạy trốn. Ngày mùng 7 tháng 9, đám người Triệu Thanh Duẫn rời khỏi sau 10 ngày, mặt trời dâng lên giống như thường ngày, ánh nắng mặt trời chiếu rọi biển cả, duy chỉ không chiếu vào bình chướng tử vong của Thái Uyên đảo. Khi các cường giả thần triều tu luyện, kiểm tra pháp trận giống như thường ngày, đám người phía bắc hòn đảo đột nhiên chú ý tới không gian phương xa nổi lên tầng tầng gợn sóng, lúc bọn hắn đang hiếu kỳ nhìn quanh. Không gian lại rung chuyển mãnh liệt như là bầu trời nổi lên, sóng cả, vặn vẹo va chạm trong phạm vi lớn, sau đó là sụp đổ, âm âm, liệt diễm bạo động, như biển gầm sôi trào, như đại dương mênh mông chảy ngược, liệt diễm vô biên vô tận từ bầu trời mãnh liệt lao ra, cường quang hừng hực rọi khắp thiên hải, cũng chiếu thấu tầng tầng bình chướng, phía bắc hòn đảo Thái Uyên cực địa đều bị chiếu thành màu đỏ như máu. Khương Phàm, Chu Thiên Thần Tôn, Kiều Vô Hối, Khương Qua, Khương Bá cùng Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Ngô Chính Nguyên, Loan Đình cùng với số lượng lớn cường giả vạn thế, liên tiếp xông ra hư không. Tản ra, đánh. Khương Phàm đầy dẫy sát ý, không chần chờ chút nào. Hắn hét lên một tiếng ra lệnh, số lượng lớn không võ mang theo bọn người Kiều Vô Hối nhanh chóng trải rộng ra mấy trăm dặm, Thánh Hoàng phía trước, Thánh Vương ở bên cạnh, Thánh Linh ở phía sau. Thánh huyết đang thiêu đốt, Thánh uy đang sôi trào, chiến ý kinh khủng khiến đất trời vặn vẹo. Đó là Khương Phàm. Vạn thế thần triều tới. Nhanh như vậy sao? Các cường giả Nam Cung gia tộc đang đóng giữ bên ngoài pháp trận nhao nhao biến sắc. Không phải nói sớm nhất cuối tháng 9 sao? Bây giờ mới mẫu thân nó vừa mới tiến tháng 9. Thiên phạt. Kiều Vô Hối hóa thân thành bất diệt thiên hoàng,
thôi động thiên phạt thần kiếm. Mặc dù trước đó thiên phạt thần kiếm bị Bùi Tu Nghiệp nhận chủ, nhưng phần thiên diệt thế viêm của Khương Phàm am hiểu phần diệt vết tích vạn vật, trên đường tới đây đã triệt để chặt đứt liên hệ giữa thiên phạt thần kiếm cùng Bùi Tu Nghiệp, bây giờ. Nó đã thuộc về Kiều Vô Hối. Rốt cuộc Kiều Vô Hối cũng có một thanh thần binh đáng kiêu ngạo, trên đường đi đều đang mong đợi uy lực của nó. Giờ khắc này, hắn dùng toàn lực phóng thích, thiên phạt thần kiếm bắn ra ánh sáng, chiếu sáng hoàn vũ, thần uy khủng bố khuấy động toàn trường, uy lẫm tất cả thánh linh, thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Thiên phạt thần kiếm tỏa ánh sáng chói mắt mà quỷ bí, như là có thể chiếu thấu linh hồn của tất cả mọi người, thẩm phán thiện ác tại kiếp này. Giờ khắc này, bầu trời oanh minh, đại đạo hiển hiện, như từng con cự long vờn ở xung quanh, lại như tinh hà lao nhanh không dứt, ở xung quanh bất diệt thiên hoàng hiện ra hình ảnh kỳ diệu ầm ầm sóng dậy. Cảnh tượng hoa lệ, uy thế càng kinh khủng tuyệt luân, như là trải rộng ra thiên địa pháp trường, muốn gây nên thiên phạt thẩm phán. Giết! Bất diệt thiên hoàng kích phát toàn lực, hai cánh dương cao, thiên phạt thần kiếm đánh ra tuyệt thế kiếm mang, thánh hoàng đại viên mãn bộc phát cực hạn, phóng xuất ra thần uy chân chính. Hống hống hống! Lần này hồng hoang thiên long cõng đến hồng mông thiên bia, cao giọng hét lớn, long văn thức tỉnh, tuyệt thế long uy quay quanh, sôi trào lên sóng chiều hồng mông, uy thế long văn được mở rộng, giống như là thời khắc khai thiên tích địa sinh ra tổ long đầu tiên, hoành hành khắp thế gian, miệt thị dân chúng, cuồng bạo đánh tới bình chướng. Huyền vũ cứ như là viên thiên thạch va chạm mặt biển, ngẩng đầu lên trời hét lên đầy giận dữ, dung chuyển đại dương mênh mông, thân hình khổng lồ hơn 500 mét chập trùng mãnh liệt. Biển động nhấc lên sóng cả cao vạn trượng, mang theo cuồng lực vô tận, chợt vỗ tới bình chướng bảo vệ. Khương Bá, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Càn, tất cả cường giả đều kìm nén sức lực, trên đường đi bọn họ đều đang tích xúc năng lượng, tại thời khắc này đã được phóng thích toàn diện. Bọn hắn biết rõ thực lực của loại thần cấp hoàng đạo như Thái Uyên cực địa này, nhất là sau khi có được Xích Thiên Thần Triều vào ở, cũng tất nhiên sẽ gia cố thêm cả Xích Thiên Đại Trận, cho nên nhất định phải phát huy lên ưu thế tập kích. Trước khi Thái Uyên cực địa, Triệu Thanh Duẫn, cùng các cường giả Xích Thiên kịp phản ứng, tận hết khả năng phá hủy pháp trận. Khương Phàm vung lên Liệp Thần Thương, quy mô ầm vang tăng vọt, sau khi thẳng tới ngàn trượng, thân thương có huyết hà lượn lờ, vô số linh hồn thần ma gào thét, mũi thương nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên cuồng chiều sát lục vô biên. Chu Thiên Thần Tôn tế lên Chu Thiên Thần Kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết quỹ tích bầu trời, như là xuyên qua cổ kim. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, chém về phía Thái Uyên cực địa. Ầm ầm, nhiều loại năng lượng bạo động, đảo loạn năng lượng tự nhiên, vặn vẹo đại đạo pháp tắc, lấy uy thế giống như hủy trời diệt đất, nghiền ép bầu trời, đánh sụp đổ bình chướng bảo vệ của Thái Uyên cực địa. Bình chướng bảo vệ tại Thái Uyên cực địa vô cùng cường đại, đây là chuyện không thể nghi ngờ, không chỉ có được gia cố vài vạn năm, cũng tiếp lấy con mắt địa ngục, nhưng pháp trận mạnh hơn đều cần lực lượng duy trì. Mà pháp trận bây giờ, không chỉ có không có bao nhiêu cường giả đóng giữ, còn bị bí mật kéo ra số lượng lớn tài nguyên. Cứ như vậy, dưới sự phóng thích toàn lực của bọn người Khương Phàm, pháp trận phía Bắc Thái Uyên cực địa đã đổ sụp, cả hòn đảo nhỏ đều mở rộng. Đám người Chu Thái ở sâu trong hòn đảo đều nhao nhao kinh động, rời khỏi cung điện nhìn ra phương Bắc. Khoảng cách mặc dù xa xôi, nhưng cũng có thể nhìn thấy cường quang sáng chói giống như mặt trời nổ tung, nhìn thấy đại chiều năng lượng hoắc loạn trời đất. Khương Phàm tới, làm sao lại nhanh như vậy? Mẫu thân nó, vừa nhận được tin tức thì liền nhào tới sao? Mặc dù Chu Thái được tôn làm nhân hoàng, nhưng hắn cũng không chịu nổi loại nguy cơ đột nhiên xuất hiện này. Quá nhanh, tới quá nhanh. Thần tôn và những người khác chỉ vừa mới rời khỏi được 10 ngày thôi mà. Rút lui. Chu Thái quả quyết hô to, các vết nứt địa ngục, bọn hắn bố trí ở xung quanh pháp trận, tới kịp. Rút lui. Thị vệ bên cạnh ngạc nhiên. Không rút lui giữ lại chờ chết sao? Dựa vào chút thực lực ấy của chúng ta gánh vác được sao? Lập tức đi đến U Minh địa ngục, hủy đi con đường, ngăn chặn bọn hắn đuổi bắt. Thái Uyên cực địa chẳng phải là. Chúng ta không cần quan tâm, rút lui. Tuân lệnh. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều hốt hoảng rút lui, đều không lo được phá giải pháp trận cùng tài nguyên chấn thủ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống vết nứt. Sau khi bọn người Khương Phàm công phá bình chướng thì liên tiếp ngừng lại. Quá dễ dàng. Một đợt thế công đã kích phá. Mà, mặc dù Thái Uyên cực địa nhanh chóng hỗn loạn, nhưng nhân số chạy trốn, năng lượng bị dung chuyển cũng đều kém nhiều so với những gì được dự đoán. Vì sao lại khác thường? Bọn hắn lập tức nghĩ đến là có bẫy.
Đông Hoàng Toại trước tiên đã chộp tới một đệ tử Thái Uyên cực địa. Người của các ngươi đâu? Đi đại gia ngươi. Đệ tử kia giữ tợn, lập tức tự bảo, phun ra tử khí tà ác, phóng tới Đông Hoàng Toại. Ngọa tào, ngươi. Đông Hoàng Toại ngăn trở máu thịt vụn, lại bắt một đệ tử Thái Uyên khác. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, kiếp sau làm con heo đi, lão tử sẽ chiên ngươi. Đệ tử Thái Uyên hét lớn, không đợi bị Đông Hoàng Toại đưa đến bầu trời thì đã thiêu đốt huyết nhục hóa thành chú ấn quỷ dị, phóng tới Đông Hoàng Toại. Quỳ xuống, sống, đứng đấy, chết. Đông Hoàng Toại cuồng vũ tại khung trời, ngưng tụ ngàn vạn lưỡi dao không gian, tràn ngập đất trời đánh về phía sơn lâm hỗn loạn. Kết quả ngoại trừ chạy trốn tứ tán thì chính là quay người giận mắng nguyền rủa, gần trăm tên đệ tử Thái Uyên vậy mà không có một ai quỳ xuống, dưới lưỡi dao không gian đầy trời hóa thành mảnh vỡ, nhuộm đỏ cả sông núi. Đám người cau chặt lông mày, bá chủ đại dương này thật có khí phách. Xông cho ta. Đông Hoàng tộc làm tốt phối hợp, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào. Khương Phàm bay thẳng lên trời, đuổi giết vào sâu trong Thái Uyên cực địa. Theo Xích Thiên cường giả rút lui, trước đó Xích Thiên thần triều hao phí số lượng lớn vật liệu cùng tinh lực trù hoạch kiến lập Xích Thiên pháp trận đã bình tĩnh, bọn người Khương Phàm lại lần nữa tùy tiện đột phá. Nhưng loại tình huống quỷ dị này để bọn hắn càng khẩn trương. Quét ngang mấy trăm dặm, vậy mà lại không có phát giác được khí tức của một cường giả. Chuyện này không bình thường. Khương Phàm lại không lo được phải chăng có bẫy, hắn nhanh chóng mang theo Liệp Thần Thương đuổi giết tới vết nứt địa ngục. Bởi vì Thiên Hậu còn đang ở địa ngục, nếu thật sự là bẫy, bọn người Thiên Hậu chắc chắn sẽ lâm vào trùng vây, bất luận như thế nào hắn cũng đều muốn đi qua. Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho ta. Ta đếm đến 10, phía sau cũng mặc kệ. Chu Thái đứng ở dưới vết nứt, lo lắng gào thét gọi ác cường giả thần triều trong con đường. Thời khắc sinh tử, đào mệnh quan trọng, lại còn có người chạy tới thu dọn đồ đạc, đã sớm nhắc nhở bọn hắn đều mang theo tất cả bảo bối trong người. 10, 9, 8. Chu Thái nghiêm nghị gào thét, hận không thể hủy đi con đường ngay bây giờ, nếu không một khi bọn người Khương Phàm giết tới, chắc chắn sẽ là một trường giết chóc. Nhưng, bầu trời chỗ con đường U Minh đột nhiên bị chiếu rọi đến sáng rực, để các cường giả liên tiếp lao ra nhao nhao kinh ngạc, ngay sau đó thì đồng loạt nhìn về phía dưới. Trên đại địa U Minh ở phía dưới mấy vạn mét, từng luồng huyết quang nở rộ, từng mảnh liệt diễm thiêu đốt, mặt đất sụt lún, hoang dã run rẩy, một con tiếp lấy một con ác long đụng nát đại địa, phóng lên tận trời, dài đến mấy vạn mét, tráng kiện như núi, toàn thân hiện ra lân giáp đen kịt, ý lạnh tùm. Bọn hắn vô ý thức phản ứng là long tộc tới, nhưng khi lít nha lít nhít, ác long, hỗn loạn phá tan mặt đất, dữ tợn mở ra cái miệng to đáng sợ như chậu máu. Thì bất chợt, một cái tên kinh khủng lấp lóe ở trong đầu. Địa ma thụ. Đó là ma vật hung tàn nhất tại thế giới hỗn độn, địa ma thụ. Giống. Hơn ngàn sợi dây leo lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, thanh chiều cuồn cuộn giống như là biển động, phóng lên tận trời mấy vạn mét. Thiên hậu, Khương Quỳ, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Hướng Vãn Tình, Tặc Điểu, Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, vân vân, tất cả đều nhao nhao theo dây leo nổ bắn ra bầu trời. Hiện ra mênh mông sát huy, đuổi giết cường giả Xích Thiên. Thiên hậu. Sắc mặt Chu Thái trong nháy mắt ra tái nhợt, đám điên này không chỉ có đến nhanh, lại còn có thời gian giáp công hai đường. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một mảnh liệt diễm kinh khủng xuyên suốt con đường địa ngục, đánh xuyên sóng chiều sinh tử, vọt vào không trung địa ngục, giáng lâm đến trước mặt đám người Chu Thái. Bầu không khí hỗn loạn bỗng nhiên an tĩnh, các cường giả Xích Thiên chưa tỉnh hồn lập tức trắng bệch cả mặt. Đại não đều như là ngừng suy nghĩ lại tại giờ khắc này. Khương Phàm liếc nhìn toàn trường, cau chặt lông mày, cứ một đám người như vậy. Những kẻ khác đâu, cất giấu ở phía trên sao? Hay là những người khác đi phong đô quỷ giới? Lúc này, một thanh âm sắc nhọn vang lên, kinh phá bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi. Là Sở Sanh Ca. Nàng xông ra khỏi đội ngũ Xích Thiên, phóng tới phía Khương Phàm. Là ta, ta là Sở Sanh Ca. Bọn hắn đi phong đô quỷ giới. Ngươi! Sắc mặt của Chu Thái và đám người lại biến, có người theo bản năng đã muốn ra tay chụp chết nương môn nhi này. Khương Phàm lao xuống, nghênh tiếp Sở Sanh Ca, thu vào thông thiên tháp, hắn hét lớn một tiếng, vang vọng U Minh. Giết! Một trận đồ sát không chút lo nghĩ. Xích Thiên thần triều lưu lại cường giả cũng không nhiều, chỉ có hai vị thánh hoàng là Chu Thái cùng vô thượng vương này có thể chịu được một trận chiến. Nhưng cũng gánh không được thần linh như Khương Phàm và Thiên Hậu đây trùng kích,
ngay cả cơ hội tự bảo cũng đều không có đã bị nhao nhao bắt giết. Khương Phàm triệu Sở Sanh Ca ra đến. Nói rõ ràng, Sở Sanh Ca nhìn thi hài đầy đất, cùng các luyện binh sư nơi xa tập hợp một chỗ đang run lẩy bẩy kia thì gian nan nuốt ngụm nước bọt. Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, Hướng Vãn Tình đi tới. Chớ khẩn trương, bình phục lại tâm tình, từ từ nói. Sở Sanh Ca nhắm lại mắt, lấy lại bình tĩnh, mới nói. Sau khi bọn người Chu Nguyên Bá bị phát hiện, nơi này khẩn trương một thời gian, sau đó các cao tầng bọn hắn thương lượng lại nói bọn hắn muốn hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Hoàng, chờ các ngươi giết tới sẽ khởi xướng phản kích. Ngày 25 tháng trước, Triệu Thanh Duẫn xuất quan, tiến vào thần linh cảnh, ngày thứ hai đã tập kết số lượng lớn cao tầng, liên hợp tiến về Phong Đô Quỷ Giới, tiếp vị Quỷ Hoàng kia. Rất nhiều tộc nhân của Thái Uyên Cực Địa cũng được phung vào U Minh Địa Ngục, liên hệ quỷ tộc có quan hệ tốt với bọn hắn, muốn tới nơi này tập kết, chuẩn bị phục kích. Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu nghe được thì nhíu chặt mày lại. Triệu Thanh Duẫn thật sự đã thành thần. Xem ra Xích Thiên Thần Triều thật sự đã giao hỏa nguyên bọn hắn thai nghén cho nàng. Nữ tử điên kia lại muốn hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Chủ. Phong Đô Quỷ Chủ không thể nghi ngờ là quỷ hoàng mạnh nhất tại U Minh, hắn đã tồn tại mấy chục vạn năm, là một quỷ hoàng đời thứ hai duy nhất. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy may mắn khi không có Bế Quan Mạnh lên trước mới đến vây bắt, nếu không, đến lúc đó. Thiên Hậu hỏi, Phong Đô Quỷ Chủ hẳn là đã ngủ say rất nhiều năm, há lại để bọn hắn nói gặp thì có thể gặp được. Sở Sanh Ca lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là nghe nói, sớm tại nửa năm trước Triệu Thanh Duẫn đã lấy được liên hệ cùng Phong Đô Quỷ Giới, mà Phong Đô Quỷ Chủ cũng đồng ý gặp nàng. Thiên Hậu lại nói, chỉ là đồng ý gặp nàng mà thôi, nàng ắt có niềm tin Phong Đô Quỷ Chủ hợp tác cùng với nàng. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng. Hẳn là có liên quan cùng Thái Âm Thần Viêm. Thiên Hậu lắc đầu. Mặc dù nàng hung ác, nhưng không ngốc, Phong Đô Quỷ Chủ là quỷ hoàng đầu tiên của U Minh, ngay cả đế quân đều phải cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là Thái Âm Thần Viêm mà lựa chọn hợp tác. Trong này, khẳng định còn có bí ẩn, hoặc là nàng có ỷ vào khác. Đại Tạc ở bên cạnh gật đầu. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy cũng tốt hơn so với nữ hài tử người ta chỉ là đồng ý gặp ngươi một lần, ngươi đã liền nghĩ đến trên giường. Quá tự luyến. Đại Vương gật đầu. Trừ phi thêm tiền, thêm nhiều tiền. Mọi người ở bên cạnh đang tập trung tinh thần suy tính cũng không còn gì để nói. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian kéo lấy bọn hắn rời khỏi, quá ảnh hưởng hình tượng thần võ đoàn của bọn hắn. Khương Phàm thở phào một hơi, một trận tập kích phóng tới trăm vạn dặm, lại kết cục như vậy. Mặc dù quét ngang Thái Uyên Cực Địa, bắt giết số lượng lớn cường giả Xích Thiên Lưu Thủ, nhưng có ý nghĩa gì sao? Cường giả thật sự, toàn bộ đều không ở đây. Hủy nơi này, trở về thôi. Thiên Hậu mơ hồ cảm thấy trong này khẳng định có bí mật khác, nhưng bọn hắn không thể thả đó mặc kệ Thương Huyền, một mực ở lại nơi này. Nếu như Triệu Thanh Duẫn thật sự mời được Phong Đô Quỷ Chủ, bọn hắn ở lại nơi này sẽ biến thành con mồi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, chắc chắn sẽ bị loạn. Chu Thiên Thần Tôn liếc mắt nhìn Khương Phàm, nói một câu ý vị sâu xa. Triệu Thanh Duẫn vốn không phải là phiền phức, kết quả. Đầu tiên là đế cốt đế huyết, sau đó lại là Thái Uyên Cực Địa, bây giờ lại liên hợp Xích Thiên, còn mưu đồ bí mật với Phong Đô, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Một đời trước, cũng bởi vì Triệu Thanh Duẫn một trường giết chóc, để vị phần thiên thần hoàng này chảy máu mắt mà gào thét tại Đăng Thiên Kiều, mệnh tang thiên phạt. Một thế này, Chu Thiên Thần Tôn có một loại dự cảm mãnh liệt, mẫu thân nó, cái loại yêu diễm tiện hóa kia lại muốn chuyện xấu. Bọn người Khương Phàm phá hủy Thái Uyên Đảo, quay về Thương Huyền. Sau khi bọn hắn trở lại Thương Huyền không lâu, cũng chính là vào cuối tháng 9, bọn người Triệu Thanh Duẫn đã quay trở về tới con đường sinh tử kết nối với Thái Uyên Cực Địa, nhưng toàn bộ con đường đều đã bị phá hủy. Đầu Chu Thái và Vô Thượng Vương bị treo ở trên một đống đá chất cao. Một màn này, đã rõ ràng đến mức không thể nào lại rõ ràng hơn nữa. Khương Phàm, đã sớm giết tới đây. Người lưu thủ của Thái Uyên trên đảo, không một ai may mắn thoát khỏi. Các cường giả Thái Uyên Cực Địa và Xích Thiên Thần Triều bi vẫn muốn tuyệt, cảm xúc gần như đã sụp đổ. Nhất là bọn người Chu Nguyên Bá. Mặc dù lần này tùy hành rất nhiều cường giả, cơ hồ đều điều động toàn bộ bán thánh trở lên, nhưng, tộc nhân bán thánh trở xuống cùng số lượng lớn đời mới, toàn bộ đều ở lại nơi này. Nhất là những thế lực thương hội kia, trong tay còn nắm lấy số lượng lớn tài nguyên thần triều.
Chu Phục Sinh, ngươi nên có một nửa trách nhiệm trong chuyện này. Giọng của Triệu Thanh Duẫn đầy giá lạnh, kích thích Chu Phục Sinh đỏ ngầu cả mắt. Mẫu thân nó, ngươi thả cái rắm cái gì? Lần đầu tiên trong đời Chu Phục Sinh thô lỗ mắng người như thế, lại còn là đối với một nữ tử. Trước khi rời khỏi, ta đã liên tục hỏi qua ngươi có xác định bọn người Khương Phàm sẽ không tìm được nơi này trước cuối tháng 9 hay không, ngươi vô cùng khẳng định mà trả lời ta. Kết quả, phán đoán của ngươi đã sai lầm, để cho liên minh của chúng ta bị tổn thất to lớn. Ngươi không chịu trách nhiệm, vậy thì người nào chịu trách nhiệm? Triệu Thanh Duẫn nhìn chằm chằm Chu Phục Sinh. Ta! Chu Phục Sinh đầy ngập lửa giận, lại trừng mắt nhìn Triệu Thanh Duẫn nhưng không nói được gì. Hắn dự đoán không sai, thế nhưng... Triệu Thanh Duẫn không nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của Chu Phục Sinh, hai bên lạnh lẽo nhìn nhau. Thái Uyên Thần Tôn nhìn một màn này, trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Trước đó cứ cho là mình hung ác cường thế, uy chấn thiên khải, nhưng sống mấy ngàn năm, hôm nay đột nhiên đã hiểu, điều thật sự hung ác. Lại là ở lòng người. Lòng một người, vậy mà có thể hung ác đến trình độ như vậy. Trước một ngày khi rời khỏi vào ngày 25, Triệu Thanh Duẫn đã cùng hắn mưu đồ bí mật qua. Nàng nói sau khi Khương Phàm nhận được tin tức sẽ có hai lựa chọn, một là đột kích như thiểm điện, như thế căn bản sẽ không tập kết người lại, mà là điều động lực lượng có thể vận dụng ở bên cạnh, dùng tốc độ cao nhất giết tới. Thời gian, rất có thể đang mấy ngày sau. Một lựa chọn khác chính là bế quan chỉnh đốn, sau khi mạnh lên lại đến. Nếu như là lựa chọn trước, bọn hắn gánh không được, chỉ có thể rút lui. Nếu như là lựa chọn sau, bọn hắn đã mời được Phong Đô Quỷ Chủ tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho nên, Triệu Thanh Duẫn đề nghị, tập kết toàn bộ cao tầng đi Phong Đô Quỷ Giới. Bởi vì, nếu như tương lai Khương Phàm lại đến, Thái Uyên Đảo tùy tiện để mấy người cũng không cần lo lắng. Nếu như Khương Phàm sớm giết tới, bọn hắn đã di chuyển một chi đội lớn, có thể bảo toàn thực lực. Mà vừa vặn mượn cơ hội này, trọng thương Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều có rất nhiều cường giả, khó mà khống chế, nhất định phải phế bỏ một bộ phận. Thánh Linh trở lên không thể phế quá nhiều, bọn hắn còn cần chinh chiến cho thời kỳ sau. Dưới Thánh Linh thì tùy tiện phế, tốt nhất là diệt hết, như thế cơ bản là chém được căn cơ của Xích Thiên, càng có thể triệt để kích thích thù hận của cường giả Xích Thiên Thần Triều đối với Khương Phàm, trở nên không chết không thôi. Lần này, chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như sau này Khương Phàm lại đến, vậy thì cũng không có cách nào. Nếu như Khương Phàm sớm tới vậy Tegip đã giúp bọn hắn một chuyện lớn rồi. Vì để tránh cho Xích Thiên sinh nghi, Thái Uyên cực địa cũng cần lưu lại một số người, chờ chết. Mới đầu Thái Uyên thần tôn không đồng ý, nhưng bây giờ trong trận doanh liên minh Xích Thiên thật quá mạnh, đã mạnh đến mức để liên minh có tình trạng mất cân bằng, muốn khống chế bọn hắn, muốn ba bên nói chuyện ngang hàng, nhất định phải trọng thương Xích Thiên. Cũng may Thái Uyên thần tôn có thể lấy cớ liên hệ các quỷ tộc, số lượng lớn tinh anh đều rời đi ra ngoài, cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu người có giá trị. Còn đỉnh cấp tài nguyên, hắn đã bí mật mang ở trên người. Mà ngay giờ phút này, Triệu Thanh Duẫn đột nhiên nổi lên với Chu Phục Sinh, cũng tương đương để Chu Phục Sinh báo thù, mà là cường thế báo thù, đừng bị ảnh hưởng bởi cái chết của Xích Thiên thần tôn kia, dứt bỏ tạp niệm, đưa Khương Phàm vào chỗ chết. Trong lòng Thái Uyên thần tôn thầm than nữ tử này thật tàn nhẫn, cũng không thể không tự mình ra mặt. Trong này xác thực có trách nhiệm của Chu Phục Sinh ngươi khi phán đoán sai lầm, nhưng tội ác thật sự chính là Khương Phàm. Từ lần tập kích này cũng có thể nhìn ra được, hắn hận các ngươi đến tận xương, sau khi nhận được tin tức lại không quan tâm đến gì mà giết tới. Quả nhiên tâm tình của bọn người Chu Nguyên Bá đã nhận phải kích thích, nhao nhao nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ lên. Những vương hầu, cường tộc, bán thánh cùng các thánh nhân may mắn còn sống sót càng là bi phẫn muốn tuyệt. Nghĩ đến tộc nhân của mình chết thảm thì hận không thể lập tức giết đến Thương Huyền, cùng Khương Phàm đánh nhau sống chết ngay bây giờ. Triệu Thanh Duẫn không tiếp tục kích thích Chu Phục Sinh, bây giờ đã vừa vặn, nàng nói với mọi người. Thái độ của Phong Đô Quỷ Chủ các ngươi đều biết, mặc dù hắn sẽ không đích thân tới, nhưng đồng ý điều động mấy vị quỷ vương tới tọa trấn. Chỉ cần thả tin tức này ra thì sẽ không có ai còn dám đến uy hiếp Thái Uyên đảo chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể quang minh chính đại hoạt động tại thần khắp chi hải, không sợ bất kỳ hoàng tộc, thần tộc, thậm chí đế tộc bên nào. Nhưng, mục đích của chúng ta không phải đơn giản là một cái, an toàn, mà là trưởng thành, phát triển nhanh hơn, đại chiến đế ước chỉ còn sót lại một năm,
chúng ta ai cũng không biết chiến trường Thương Huyền sẽ xuất hiện biến cố gì, nhưng chỉ cần đủ cường đại, nơi đó nhất định có chỗ cho chúng ta có một quyền nói chuyện. Về phần tương lai kết cục như thế nào, chúng ta có thể sửa lịch sử, sáng tạo kỳ tích hay không, là cần chúng ta chung sức hợp tác. Là tin tưởng lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, ủng hộ hợp tác lẫn nhau, mà không phải năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Các cường giả Xích Thiên đều nhận lấy chỉ dẫn của Triệu Thanh Duẫn ở trong cơn bực tức, tất cả nhao nhao khơi dậy nhiệt huyết đối với việc quay về Thương Huyền, có lòng tin báo thù kiên định đối với Khương Phàm. Ngay cả đám người của Thái Uyên Cực Địa đều hận thấu xương đối với Khương Phàm. Trước đó chỉ là giết các tộc trưởng của bọn hắn, bây giờ lại còn hủy đi hòn đảo của bọn họ. Thù này không báo, thề không làm người. Triệu Thanh Duẫn nói rất hợp thời. Ta đề nghị, tổ kiến một tầng lớp quyết sách, ta, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, lại riêng phần mình tuyển chọn thêm hai người có mưu trí khác. Gặp được bất cứ chuyện gì, tầng lớp quyết sách cùng nhau thương lượng, trong lúc thương lượng thì có thể có tranh luận, nhưng một khi làm ra quyết định, các bên đều phải nghiêm ngặt chấp hành vô điều kiện. Thế giới hỗn độn. Mặc dù xuất chinh Thái Uyên Cực Địa bất lợi, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của bọn hắn. Dù sao Hoàng Nê Đài xuất hiện cũng đã mang đến chấn động to lớn. Tác dụng của Hoàng Nê Đài bây giờ chính là phóng thích thần lực, loại thần lực này rất khó giải thích, hiểu đơn giản chính là nguyên lực của thần, ai có thể có được nó thì người đó có thể không ngừng liên tục hấp thu nguyên thần lực, cải thiện thể chất, kích phát huyết mạch, thậm chí là thăng hoa huyết mạch, liên tục dẫn phát dị biến, cuối cùng thành thần. Khương Phàm giới thiệu để bầu không khí trở nên nóng bỏng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ba tòa Hoàng Nê Đài lơ lửng sau lưng Khương Phàm. Hoàng Nê Đài có thể nói là một siêu cấp thần vật có thể tạo thần. Lai lịch cụ thể, chúng ta không biết, nhưng có thể xác định là, bọn chúng đã mai táng dưới đất trăm vạn năm, mà liên lụy đến một siêu cấp sự kiện đã từng rung động thời đại Hồng Hoang Phong Thần Đại Điển. Ta từng thấy được hình ảnh kia trong cảm ngộ, mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trận kia đại điển rầm rộ như thế nào. Giọng của Khương Phàm trong trẻo, quanh quẩn giữa Sơn Lâm Cung Điện. Tất cả mọi người không khỏi tưởng tượng. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, tưởng tượng tràng cảnh đủ loại kiểu dáng, nhưng vẫn sôi trào nhiệt huyết. Phong thần đại điển ở thời đại Hồng Hoang. Đó là tình cảnh rung động như thế nào, hùng vĩ rầm rộ như thế nào. Thậm chí bọn hắn còn có loại xúc động muốn trở lại Hồng Hoang, chứng kiến trận thịnh điển kia. Không. Hoàng Nê Đài, thời gian qua đi trăm vạn năm lại tái hiện nhân gian. Phong thần đại điển mới sắp diễn ra, mà bọn hắn không chỉ có thể chứng kiến, thậm chí còn có thể tham dự ở trong đó. Đây là vinh quang bực nào, lại là vinh hạnh đến cỡ nào chứ? Duy chỉ có Đan Hoàng lại có vẻ mặt phức tạp, tâm tình nói không nên lời là kích động hay là đang kiềm chế. Bất luận thứ gì vượt qua vô số thời gian đột nhiên thức tỉnh đều nhất định sẽ mang theo thâm ý, cùng loại với ý trời. Vật kia càng quý giá, ngủ say càng lâu, sau khi thức tỉnh lại có thâm ý càng lớn. Mà tất cả những chuyện này không thể nghi ngờ đều là chư thần tận thế vây quanh sắp đến. Chăm chú từ cục diện trước mắt đến xem, thế giới tận thế lần này, bất luận từ quy mô hay là ngụ ý đều cao hơn lần 3 vạn năm trước kia rất nhiều. Lão bằng hữu, người cũng đang nhìn, còn không có quyết định sao? Linh hồn Đan Hoàng phát ra ba động, chạm đến thôn thiên ma hoàng hồn vẫn luôn đang yên lặng trong thân thể Tịch Nhan. Tịch Nhan yên lặng nhìn Khương Phàm, vẻ mặt không có gì. Ma hồn trong thân thể cũng không có cho Đan Hoàng bất kỳ lời đáp lại nào. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Phàm tiếp tục giới thiệu. Hoàng Nê Đài, phải gọi Phong Thần Đài, chia làm Phong Thần Đài cùng Thụ Phong Đài. Thứ ta được kia chính là Phong Thần Đài, những cái khác thì là Thụ Phong Đài, tổng cộng có 18 tòa. Phong Thần Đài, có thể khống chế tất cả Thụ Phong Đài. Ảnh hưởng thần lực của nó, thậm chí khống chế Thụ Phong Thần. Nhưng muốn có được Phong Thần Đài, muốn thực sự trở thành chủ nhân, cần chỉ ít 10 tòa Thụ Phong Đài tán thành, mà càng nhiều càng tốt. Nói cách khác, chỉ khi có 10 tòa Thụ Phong Đài trở lên tụ tập đến xung quanh Phong Thần Đài, đồng thời sau khi chủ nhân bên trên mỗi cái Thụ Phong Đài đều biểu thị thần phục, Phong Thần Đài mới thật sự thức tỉnh, cũng tiếp nhận chủ nhân. Một khi Phong Thần Đài có chủ nhân sẽ có thể trực tiếp khống chế toàn bộ 18 tòa Thụ Phong Đài, cùng thần phía trên, mà có thể thông qua Phong Thần Đài, giao phó tất cả Thụ Phong Thần để lấy thần cách. Cái gọi là thần cách này cụ thể là cái gì, ta còn không có nghiên cứu triệt để, nhưng khẳng định không đơn giản. 10 tòa trở lên. Đám người trao đổi ánh mắt, Hoàng Nê Đài thức tỉnh ở các nơi trên thế giới, muốn tập hợp đủ 10 tòa,
không dễ dàng. Nhưng, thay vấn đề để cân nhắc, nếu quả thật có thể gom góp 10 tòa hoàng nê đài, chẳng phải là bọn hắn có thể sinh ra 10 tân thần. Thần linh, cơ thể bọn hắn chợt nóng lên. Bởi vì linh văn và huyết mạch hạn chế, không gian trưởng thành của bọn hắn đều nhận hạn chế rất lớn. Ví dụ như, cửu vĩ thiên kiêu, thánh linh chính là điểm cuối cùng. Ví dụ như, khổng tước, chí cao chính là thánh vương. Ví dụ như, yêu hoàng, cực hạn chính là thánh hoàng đỉnh phong. Còn có thiên bằng, luân hồi huyết sư, lôi kỳ lân, thái thản cự mãng các loại, bình thường chính là thánh linh, nếu gặp được thiên đại cơ duyên, mới có thể đi đến thánh vương, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là mạnh như hỗn độn chiến khu, kim hống, côn bằng, kim ô các loại, có thể đạt tới thánh hoàng đại viên mãn đã là mộng tưởng rồi, thần linh. Thật sự, là hy vọng xa vời. Mà đưa nhìn khắp thiên hạ, cho dù là thần tộc, cũng không thể cam đoan trong 3.000 năm tất xuất thần linh, cho dù là đế tộc, bình thường thời kỳ cũng chỉ có thể cam đoan 2-3 vị thần linh cùng tồn tại. Cho nên nói, thần thật rất khó khăn ra đời. Nhưng bây giờ, hoàng nê đài đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn tất cả mọi người mang đến vô hạn hy vọng, đã từng phiêu miểu tại đám mây, chỉ có thể nhìn lên không cách nào đụng vào thần vị. Như là đột nhiên, rõ ràng rất nhiều. Về phần những thứ bị, phong thần đài, khống chế mà Khương Phàm nhắc đến, hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn hắn làm bạn với Khương Phàm lâu như vậy, quá rõ ràng phẩm tính của hắn, tuyệt đối sẽ không vô cớ điều khiển sống chết của bọn hắn. Bọn người hướng vãn tình thì càng lưu ý câu, một khi thật sự nhận chủ thì có thể khống chế toàn bộ thụ phong đài kia của Khương Phàm. Ý vị này đến lúc đó năng lượng của phong thần đài áp đảo phía trên chúng sinh vạn linh, mà xem như chủ nhân, tất nhiên Khương Phàm có thể đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới. Nếu như Khương Phàm thật sự có thể đi đến một bước kia, vậy thì tương đương với không phải đế quân, cũng có nắm chắc lên trời chứng đạo hơn, chân chính bước đến đế cảnh. Đây là một trận sát cục. Thiên hậu thì thào khẽ nói, một khi đạt được tán thành thì có thể tùy tiện điều khiển tất cả thụ phong thần. Chẳng phải là nói, khi Khương Phàm được 10 tòa nê đài công nhận, trong chớp mắt, thần linh đối địch bên trên 8 tòa khác. Sẽ trong một cái suy nghĩ của Khương Phàm, gạt bỏ, tốt, tốt, chờ mong một màn này có thể trình diễn tại đại chiến Thương Huyền. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tập hợp đủ 10 tòa, thậm chí là càng nhiều hơn. Khương Phàm lại nói, phong thần đài thật sự thức tỉnh. Đồng thời giao phó thần cách cho chư thần, còn cần một siêu thần khí cực kỳ quan trọng Hồng Mông Phong Bia. Oa a a, siêu thần khí. Đại tặc không tự chủ được mà ưỡn ngực, chiến khu khôi ngô hơn 2 mét giống như lại cao thêm không ít, nó kích động, kiêu ngạo, cảm xúc bành trướng, sau đó duỗi ra bàn tay to lớn, tự ái sờ lên đầu đại vương đang đứng ở bên cạnh. Ngươi cút ngay. Đại vương sững sờ, chửi ầm lên. Hồng Mông Phong Bia đã có, đại tặc tận lực cảm ngộ. Từ hình ảnh ta nhìn thấy đến xem, tôn Hồng Mông Phong Bia này hẳn là có liên quan cùng bí mật thiên địa sơ khai. Nếu như ngươi có thể chân chính khống chế nó, thành thần. Hẳn là giữa một năm này. Khương Phàm nhìn về phía đại tặc, ánh mắt đều rõ ràng mang theo tia sáng. Phúc tướng a phúc tướng. Rung động như thế này, đã không chỉ một lần. Nếu như không phải nó kiên trì, đào mộ, thì đã không nhìn thấy Hồng Mông Phong Bia, càng kinh bất tỉnh phong thần đài. Càng không thấy được phong thần đại điển rung động thời đại. Đan Hoàng ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bây giờ thật đúng là nói còn quá sớm. Nhưng không thể phủ nhận, phong thần đài chắc chắn sẽ nhấc lên chiều cường chiến tranh mới. Chờ những cường giả đạt được hoàng nê đài kia chân chính cảm nhận được uy lực của nó, lần nữa biết tại nơi khác trong thiên hạ đều có xuất hiện, hậu quả kia. Bầu không khí trở nên sao động, quần tình xúc động. Tất cả mọi người đều đang trông mong nhìn 3 tòa hoàng nê đài ở sau lưng Khương Phàm. Chủ nê đài khẳng định thuộc về Khương Phàm, 2 tòa khác thì sao? Ai may mắn có được một cái trong đó đây? Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua và toàn thể Thánh Hoàng cũng không khỏi tự chủ chen đến phía trước. Bọn hắn chưa từng khát vọng một vật nào giống như bây giờ, chưa từng khẩn trương đến hô hấp không khoái giống như bây giờ. Thần vị a, thần vị đã từng chỉ là hy vọng xa vời. Đột nhiên cứ gần ngay trước mắt như vậy. Nói không động tâm, đó là chuyện ngay cả mình cũng không lừa được, mà. Ai cũng cảm giác mình xứng đáng. Vô Hối là huyết mạch thiên hoàng. Khương Phàm vừa mới mở miệng, Kiều Hinh đứng ở trong đám người chợt reo hò một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên. Đám người méo mặt, suýt chút nữa thì nhìn không được mà quay đầu nhìn sang.
Kiều Hinh nhanh chóng ngậm miệng, lúng túng co rụt cổ lại, lặng lẽ gật đầu nói xin lỗi cùng hai bên, nhưng thật sự là ức chế không nổi kích động trong lòng. Thành thần, đại bảo bối của nàng muốn thành thần. Khương Phàm bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Vô Hối là huyết mạch thiên hoàng, có xưng thần tiềm lực, bây giờ lại là thánh hoàng đại viên mãn, hoàng nê đài đầu tiên sẽ cho ngươi. Tạ ơn phụ hoàng. Kiều Vô Hối cũng khó nhịn kích động, quỳ xuống đối với Khương Phàm một chân, cúi đầu thật sâu. Giờ khắc này, con mắt thậm chí có chút ướt át. Hắn quỳ ở tổ từ đến 1000 năm, chờ đợi lớn nhất của hắn là mẫu thân có thể sống sót, mong mỏi quá lớn là đi theo phụ thân tái chiến Thương Huyền. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, mình không chỉ có chờ được mẫu thân thức tỉnh, phụ thân trở về, càng đi theo phụ thân nhất thống Thương Huyền, bây giờ lại còn có cơ hội. Biến đổi chiều sâu, trùng kích thần vị vô thượng, nghênh chiến bát châu thập tam hải.